Tử kim cự long cưỡng ép kích phát tiềm lực, trên trán nứt ra, chỗ mi tâm xông ra một con tiểu long. Dài đến 100 mét, nhẹ nhàng bãi xuống, đất trời đều đang gào thét, không gian đều giống như muốn sụp đổ. Đây là bí thuật chí cao của cự long tộc, do long tinh lắng đọng tại trong cơ thể ngưng tụ mà thành, uy lực khủng bố đến cực độ. Con tử kim cự long cảnh giới thánh vương trước đó kia suýt nữa liền muốn giết Khương Phàm. Bây giờ thánh hoàng thi triển bí thuật chí cao, thiên hải đều xuất hiện lắc lư, tràn ngập long uy tuyệt đối để cho vạn vật thần phục, ngay cả thần linh trấn áp đều có thể ngạnh kháng một lần. Nhưng, liệp thần thương tới quá nhanh, quá đột ngột, không đợi tiểu long thật sự phát uy, liệp thần thương đã lao tới, thủy tổ phân thân khuấy động năng lượng thánh hoàng, ngay sau đó tự bạo. Ầm ầm, răng rắc. Đầu tử kim cự long bị liệp thần thương vô tình xuyên qua, bị thủy tổ phân thân nổ tung đến mơ hồ huyết nhục. Liệt diễm tuôn ra, bao phủ thiên hải, cự long mấy vạn mét đều lật tung bay ra ngoài, vỡ vụn cả khung trời, rung động cả đại dương, long khí đều mất khống chế. Ngay một khắc này, bạch tai và thương hải cự long dây dưa sinh tử, rốt cuộc cũng xuất hiện nghịch chuyển. Thương hải cự long xác thực cường hãn, cơ hồ muốn vỡ vụn dây dưa hải cốt đầu lâu của nó, bạch tai muốn không khống chế nổi. Khí tức đại dương mênh mông vô tận đang mãnh liệt hội tụ, tẩm bổ thương thế cho thương hải cự long, càng xúc thế bộc phát ra uy lực và năng lượng vô tận. Nhưng, đại vương trước đó bị Khương Phàm thừa dịp loạn thả ra, đang dây dưa phát huy vào thời khắc mấu chốt. Đại vương ẩn núp từ vực sâu dưới đáy biển ầm vang dâng lên, bất lão tuyền phong tồn ở trong thân thể toàn diện bộc phát. Bất lão tuyền vừa mới dung nhập nước suối của Thương Nguyên đảo, uy lực và năng lượng đã cực mạnh. Giờ phút này bị cưỡng ép kích phát, trùng kích hài cốt, khuấy động huyết mạch, cho thấy uy lực huyền vũ chân chính. Đây là chí bảo trấn tộc huyền quy, có thể kích phát ra tiềm lực huyền quy thật sự. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, không đến nguy cơ sinh tử, huyền quy tộc tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng, dù sao cũng là tâm huyết mấy ngàn năm, vô số đời huyền quy ẩn núp kế tục tế hiến. Một khi dùng liền thật hết rồi. Nhưng, đại vương không còn giữ lại. Nó đã thật sự bị kích thích. Nó muốn trở nên mạnh hơn, nó muốn càng mạnh hơn nữa. Nó muốn triệt để dung hợp bất lão tuyền, thức tỉnh huyết mạch huyền vũ chân chính. Ầm ầm, toàn thân đại vương bộc phát vạn trượng cường quang, huyết mạch sôi trào, uy lực huyền vũ cuồn cuộn, cốt thứ trên mai rùa mãnh liệt nhúc nhích, trở nên bén nhọn cứng rắn hơn, từ đầu đều hài cốt, đều nhanh chóng kích phát tiềm lực huyền vũ. Giờ khắc này, không thể nghi ngờ là đang thể hiện ra uy lực thánh vương chân chính, càng nương theo lực khống chế tuyệt đối của huyền vũ đối với hải dương. Cưỡng ép từ thương hải cự long nơi đó đoạt lại quyền trưởng khống đại dương, ngược lại còn ngưng tụ tới chỗ nó nơi này. Một loại bộc phát không có gì sánh kịp, giống như là đại dương đang nổi giận, hội tụ đến cơ thể đại vương, đánh tới phần bụng thương hải cự long. Răng rắc, thương hải cự long đang giãy giụa bỗng nhiên nhấc lên, xương cốt toàn thân run rẩy. Cục diện rằng có đau khổ lập tức vỡ vụn ngay tại chỗ, bạch tai nhất cử nắm tất cả hài cốt của thương hải cự long trong tay, tại thời khắc này. Hắn toàn lực bộc phát, bốn bộ hài cốt cũng phóng tới kéo về nơi xa. Xoẹt xẹt, tiếng vang nặng nề quái dị quanh quẩn trong thiên hải. Bạch tai nhỏ bé kéo lấy hài cốt thương hải cự long hơn 5 vạn mét, sống sờ sờ kéo từ trong thân thể cao lớn kia đi ra. Hình ảnh rung động, khống chế dã man. Thịt xương chia tách, rung động thiên hải. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thương hải cự long đã chết thảm, tử kim cự long thì trọng thương. Trận tiến công nhìn như ổn trọng lại không chút huyền niệm nào này, lại bị bọn người Khương Phàm cường thế nghịch tập. Tử kim cự long cưỡng ép tháo chạy, thẳng đến mấy trăm dặm, hồn phách thương hải cự long giao hòa cùng đại dương, cũng kinh sợ lui mấy trăm dặm, tránh né đến phía dưới tử kim cự long. Khương Phàm dương cánh hoành kích, nhanh chóng rơi xuống trên thân đại vương, trực tiếp vận dụng niết bàn thuật, nhanh chóng khôi phục, cùng sử dụng thông thiên tháp lấy đi di cốt, thân rồng cự long. Bạch tai dung hợp trở về hài cốt, trọng trưởng chấn ngục huyết tháp, phối hợp với đại vương đang sôi trào kim huyết, cảnh giác tử kim cự long. Tử kim cự long đau đớn càng tức giận, rõ ràng rất thận trọng, lại còn bị thương nặng. Cái cung tiễn kia của Khương Phàm là thần khí gì, sao có thể không nhìn long hoàng chung của nó? Trong thiên hạ có vũ khí gì, võ pháp gì, có thể không nhìn chí tôn phòng ngự của cự long tộc? Hồn phách thương hải cự long phát ra tiếng gầm thét phiêu miểu. Cự long tộc cao ngạo lúc nào lại gặp phải tan tác như thế này? Rõ ràng chẳng mấy chốc nó sẽ nghịch chuyển cục diện, lại bị phục kích.
Sao bên cạnh Khương Phàm lại còn có Huyền Vũ? Thiên Long, Huyền Vũ đều làm thú cưỡi cho Khương Phàm rồi. Đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục của toàn bộ yêu tộc. Phần Thiên Thần Hoàng, người thật sự là làm cho ta ngoài ý muốn. Tử Kim Cự Long cuồn cuộn long khí, nhanh chóng khôi phục thương thế. Thật sự là không đánh không hiểu, mặc dù nó biết Khương Phàm rất nguy hiểm, dù sao kiếp trước tên đó cũng là muốn đi lên trời, nhưng cho đến khi thật sự gặp mặt, sau khi chân chính giao thủ, mới cặn kẽ rõ ràng tình huống của Khương Phàm. Không chỉ là tự thân Khương Phàm còn mạnh hơn cùng thời kỳ kiếp trước, mà hắn còn hoàn chiêu nắm vào càng nhiều cường giả cường hãn, biến thái hơn. Tử Kim Cự Long lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm đến từ Khương Phàm. So với dự phán trước đó của bọn chúng còn mạnh hơn mấy lần. Không cho các ngươi vui mừng, đường báo thù này há không quá không thú vị. Khương Phàm nhanh chóng khôi phục, khống chế liệp thần thương, chỉ đến Tử Kim Cự Long. Bát thủ Thiên Long, ngươi đang chờ cái gì? Tử Kim Cự Long hướng đến chiến trường phía xa, phát ra tiếng long ngâm thật lớn. Ầm ầm. Bát thủ Thiên Long đánh nát không gian, một lần nữa về tới nơi này, nhưng không có bắt lấy Hồng Hoang Thiên Long. Đại tặc theo sát phía sau, trở lại sau lưng Khương Phàm, huyết lân bành trướng lấy huyết khí cùng ánh sáng, vần quanh ở xung quanh, nghiêm mật bảo vệ nó. Nó ngẩng cao đầu lên, tư thái cường thế lại phách lối, nhưng ánh mắt nhìn đến bát thủ Thiên Long có chút quái dị. Ngươi quyết định để Hồng Hoang Thiên Long ở bên cạnh Khương Phàm rồi. Tử Kim Cự Long liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Hồng Hoang Thiên Long lại không có sát khí như thế liệp thần thương, trên lý luận bát thủ Thiên Long hoàn toàn có thể đè ép được. Không có bắt lấy, mang ý nghĩa bát thủ Thiên Long cố ý hành động như thế. Nó lấy cái chết uy hiếp, ta không thể không thỏa hiệp. Ta muốn là Hồng Hoang Thiên Long quy thuận Thiên Long tộc, bảo vệ Thiên Long tộc, không phải một bộ thi thể, cũng không phải một con Hồng Hoang Thiên Long mang theo oán niệm. Ta phải đi về. Việc này cần cầu xin cửu thủ Long Thần tự mình định đoạt. Bát thủ Thiên Long nhìn đại tặc lần cuối cùng, trong ánh mắt nổi lên tia sáng dị dạng, huy động hai cánh, bay lên không rời khỏi. Chậm đã, ngươi quên mục đích tới nơi này. Chúng ta là đến săn giết Khương Phàm. Tử Kim Cự Long mãnh liệt đong đưa thân rồng, thanh âm ù ù chấn động thiên hải. Xin ngươi làm rõ ràng, là ngươi muốn báo thù, là ngươi muốn săn giết Khương Phàm. Ta cùng đi tới chỉ là ứng phó chuyện ngoài ý muốn dưới tình huống đặc biệt, ví dụ như nguy hiểm trong thế giới mới. Bây giờ chính là sự kiện đặc thù. Bây giờ chỉ là ngươi vô năng, ngươi khinh địch, ngươi sợ chết, nếu như ngươi bắt đầu liền liều mạng một lần, thật bắt không được Khương Phàm. Mặc kệ chính ngươi tin hay không, dù sao ta cũng không tin. Đây chính là thái độ của ngươi rồi. Chuyện của cự long tộc xử lý, chuyện của thiên long tộc xử lý. Cự Long Thiên Long liên hợp đối ngoại, nhưng tuyệt đối không can thiệp lẫn nhau, đây là quy củ quyết định của Tổ Tông. Nếu như ngươi buông tay đánh cược một lần, liều chết săn giết Khương Phàm, mặc kệ cuối cùng ngươi bị thương nặng cỡ nào, vì tình nghĩa xuất phát từ Long Tộc, ta đều có thể mang ngươi còn sống trở lại Long Tộc. Nhưng ngươi muốn kéo lấy ta cùng ngươi cùng nhau gánh chịu tổn thương, tiếp nhận nguy hiểm, tha thứ khó tòng mệnh. Bát thủ Thiên Long chỉ đưa có một cái tới đáp với Tử Kim Cự Long. Ngươi muốn đánh sao? Nếu như muốn đánh, xin nhanh lên. Nếu như không đánh, ta phải đi. Tử Kim Cự Long cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phàm. Trước khi đến, đương nhiên tự tin có thể tùy tiện săn giết Khương Phàm, nhưng bây giờ Khương Phàm không chỉ có đột phá đến Thánh Vương, còn có thể hiện ra uy lực Thánh Hoàng, vừa rồi nó lại càng được lĩnh giáo nguy hiểm đến Khương Phàm, lại nhìn ba vị Thánh Vương làm bạn bên cạnh Khương Phàm, nó quả thật đã do dự. Nếu như là thánh vương khác, nó không cần lo lắng. Nhưng, một kẻ là Huyền Vũ, một kẻ là Hồng Hoang Thiên Long, một kẻ lại khống chế Trấn Ngục Huyết Tháp, còn vừa mới săn giết Thương Hải thống lĩnh dưới trướng nó, ba tổ hợp như thế này, coi như chính diện giao phong không đủ để uy hiếp được nó, nhưng tất nhiên cũng sẽ tại thời kỳ đặc thù, tạo thành tổn thương cho nó, tạo cơ hội cho Khương Phàm. Liều chết đánh một trận. Phần thắng có 10. Nhưng nó khẳng định khó mà toàn thân trở ra. Về phần bát thủ Thiên Long nói tới sẽ bảo đảm hắn trở về Long tộc, chỉ sợ ngay cả bát thủ Thiên Long cũng đều không tin. Khương Phàm, chúng ta gặp lại tại chiến trường Thiên Khải. Tử Kim Cự Long không có cố chấp cái gọi là vinh dự, nó bãi động khổng lồ thân rồng, bay lên không đi xa. Xin ngươi nhớ kỹ, sứ mệnh của ngươi là bảo vệ Thiên Long tộc,
trước khi làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận ngẫm lại điểm này. Bát thủ thiên long nhắc nhở đại tặc lần cuối cùng, sau đó đánh rách tả tơi bầu trời, biến mất giữa thiên hải mênh mông. Cho đến khi bọn chúng biến mất, Khương Phàm mới thở phào. Quá căng thẳng. Nếu như tử kim cự long thật muốn liều chết chiến một trận, rất có thể bọn hắn toàn ngỏm tại đây, coi như cuối cùng thắng hiểm, chỉ sợ cũng đừng nghĩ toàn bộ đều còn sống. Rõ ràng đã rất mạnh mẽ, nhưng khi gặp được cường địch chân chính, vẫn kém rất nhiều. Loại tư vị bóp vận mệnh người khác ở trong tay này, quá khó tiếp thu rồi. Bạch tai, làm cho gọn gàng vào. Khương Phàm khen ngợi không chút che giấu nào. Mặc dù bạch tai là hắn dùng rộng lượng tài nguyên cưỡng ép chất đống, nhưng trong này càng quan trọng hơn là bạch tai tự mình cố gắng, không chịu thua kém. Bạch tai hổ thẹn, hắn còn chưa đủ mạnh, dù sao tài nguyên Khương Phàm cho hắn là rất nhiều, luôn cảm thấy mình còn có thể càng mạnh. Hắn nói với ngươi cái gì rồi? Đại vương hiếu kỳ hỏi đại tặc, không có mang nó về, điểm ấy thật có chút kỳ quái. Nó thật đúng là không nói gì, mặc dù đánh rất hung ác. Nhưng càng giống như đang kiểm tra tiềm lực của ta. Đại tặc lắc đầu, mặc dù đánh đến oanh oanh liệt liệt, nhưng bát thủ thiên long thật không có hạ tử thủ, cũng không có ý muốn mạnh mẽ bắt. Nó là không quyết định chắc chắn được, cho nên trước tiên mới để ngươi ở bên ngoài. Từ trong đoạn nói chuyện của các ngươi cùng thiên long và cự long liền có thể nhìn ra, hai tộc tộc trưởng đều đối kháng như vậy, quan hệ giữa hai tộc khẳng định càng khẩn trương. Ở dưới tình huống này, mang ngươi về chắc chắn sẽ để mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Cho nên nó chỉ có thể ném ngươi ở bên ngoài, trở về thương lượng cùng cửu thủ long thần, muốn để nội bộ thiên long tộc chuẩn bị sẵn sàng sau này lại ngươi mang về. Khương Phàm tin tưởng thiên long tộc khẳng định muốn đại tặc bắt về, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, bát thủ thiên long tộc, thậm chí toàn bộ long tộc đều không có chuẩn bị sẵn sàng, càng quan trọng hơn là vị, hồng hoang thiên long, này còn rất không phối hợp. Càng là tòa kỵ của phần thiên thần hoàng hắn đây, vội vàng mang về rất dễ dàng dẫn phát cục diện hỗn loạn khó mà khống chế. Ý của ngươi là, lần sau thiên long tộc xuất hiện, chính là làm quyết định. Không phải làm quyết định, là muốn bắt ngươi trở về. Bọn hắn cần chuẩn bị sẵn sàng, quan sát thái độ của cự long tộc, thậm chí có khả năng cố ý mượn nhờ lực lượng của ta, bồi dưỡng ngươi đến thánh hoàng, đến lúc đó có được lực lượng tự vệ, coi như trở lại thiên long tộc. Cũng sẽ không bị cự long tùy tiện hãm hại. Chờ ngày nào đó thiên long tộc xuất hiện lần nữa đứng ở trước mặt chúng ta, khẳng định là có số lượng lớn thiên long giáng lâm tập thể, không tiếc cái giá mang ngươi đi. Nếu không, ta đi qua ở một thời gian. Đại tặc bỗng nhiên chuyển động con mắt. Chờ sau khi đến thánh hoàng cảnh lại tới đó, cự long tộc không hại chết được nó, thiên long tộc sẽ còn kính lấy hắn, nói không chừng hắn có thể lợi dụng nơi đó tài nguyên, tiến vào cảnh giới thần long. Sau đó lại xúi dục thiên long tộc, coi như sách không phản, cũng có thể phát huy lực ảnh hưởng cực lớn tại nội bộ long tộc, dù sao. Nó cũng là long thần. Nhìn tình huống rồi nói sau, thiên long tộc khẳng định sẽ tận hết sức lực hy vọng đạt được ngươi, bồi dưỡng ngươi, nhưng đây đối với cự long tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một tai họa ngầm cực lớn. Chuyện này không chỉ là dính đến ngươi một thế này, nếu như ngươi sinh ra ra càng nhiều huyết mạch long quỷ thì sao? Đến lúc đó hai loại huyết mạch chí cường cùng là đại đạo long quỳ và đa thủ, nhiều đầu thiên long tồn tại, thiên long tộc khẳng định phấn chấn đến ngủ không yên, cự long tộc thì càng là khẩn trương đến không ngủ yên giấc. Đại tặc nhún nhún vai, không có kiên trì. Vừa rồi chỉ là lóe lên linh quang, nghĩ đến chủ ý ngu ngốc, nhưng nó biết thế cục nơi đó phức tạp, khẳng định không phải đơn giản như mình nghĩ. Ta không đề nghị đi qua. Bạch tai bất chợt phát biểu ý kiến hiếm thấy. Bồi tiếp Khương Phàm đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn được chứng kiến rất nhiều chủ nhân hoàng tộc, duy chỉ có hai vị tộc trưởng từ long tộc này lại khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đây không chỉ là thực lực cường hãn, mà là phần ổn trọng, tỉnh táo, không có chút rung động nào kia. Giống như vị tử kim cự long chết trước đó kia, bây giờ vị thương hải cự long này bị trọng thương, thậm chí là cự long tộc bị thương, đều không có kích thích lửa giận thật sự. Chí ít không có nổi giận đến mất lý trí. Đầy đủ để chứng minh bọn chúng tầm mắt rộng lớn, suy nghĩ thâm trầm, càng không tức giận nhất thời. Có lẽ đây chính là chênh lệch thật sự giữa đế tộc cùng hoàng tộc và thần tộc chăng? Có lẽ đây chính là cao ngạo chân chính chăng? Mặc dù đại tặc khôn khéo, nhưng nếu rơi xuống trong hoàn cảnh như vậy, thật đúng là không chừng là ai muốn lợi dụng ai.
Các ngươi vào thông thiên tháp, mau chóng bổ sung năng lượng. Đoạn đường này khả năng còn sẽ có nguy hiểm. Khương Phàm chiêu toàn bộ mọi người vào thông thiên tháp, sau đó ngưng tụ hỏa dược lao thẳng đến Thương Huyền Đại Lục, đồng thời luyện hóa máu rồng thịt rồng, bổ sung huyết khí mà hắn kịch liệt tiêu hao, tái tạo bản thân. Bên trong tầng thứ ba của thông thiên tháp, tỷ muội Đông Hoàng nhìn cự long nguy nga chật ních cả tòa không gian, trở nên hoảng hốt. Lại một con nữa. Lại còn là Thương Hải cự long. Đây thật sự không phải là việc mà chỉ dựa vào cảnh giới và thực lực thì có thể làm được, càng cần dũng khí không sợ hơn, cần kinh nghiệm chinh chiến trăm trận tích lũy hơn, cùng với nắm chắc chiến cơ hơn nữa. Bọn người Khương Phàm đơn giản chính là cỗ máy chiến tranh. Hỏa Kỳ Lân càng là rung động, siêu cấp cự thú như cự long thế này vậy mà nói giết liền giết, không hổ đã từng là chủ nhân Thương Huyền. So với co quắp tại Bất Hủ Thần Sơn nơi đó, sinh dục, thế giới bên ngoài quả nhiên đặc sắc hơn rất nhiều. Nhưng điều thật sự để cho Hỏa Kỳ Lân phấn chấn, thậm chí kích động là, nó vậy mà đã hiểu rõ được hai cô nương này lại là người của Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền, Cửu Thiên Thần Giáo, thân phận cụ thể lại là thê tử thông gia. Điều này có ý nghĩa gì? Vạn Thế Thần Triều đã sớm kết minh cùng Cửu Thiên Thần Giáo. Trách không được Khương Phàm có thể thoát khốn bên trong từng sợi kịch biến tại Thương Huyền, trách không được Xí Thiên Giới hoành hành ở thâm không, cho đến nay đều không có bị phát hiện. Thời điểm trước đó khi Bất Hủ Thần Sơn bọn hắn còn đang nghị luận, còn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí trào phúng qua các hoàng đạo Thương Huyền vô năng. Bây giờ rốt cuộc cũng đã tìm được nguyên nhân. Không phải Thương Huyền vô năng, mà là Khương Phàm đã liên hợp với không gian thần tộc, coi bọn họ là con khỉ đùa nghịch. Đây xem như vui mừng đầu tiên mà nó gia nhập Xí Thiên Giới. 5 ngày sau, rốt cuộc Khương Phàm cũng đã bước lên tới Thương Huyền thổ địa. Trên đường luyện hóa vài chục lần, dự trữ số lượng lớn huyết đan cự long, trạng thái từ từ điều chỉnh đến tốt nhất, còn 6 bản thân đã một lần nữa khôi phục đang ngồi xếp bằng ngủ say trong huyết hải mênh mông. Bọn hắn dừng lại tại địa khu Tân Hải, từ tán tu nơi đó đạt được mấy tin tức quan trọng. Một tin tức gần đây đang quét sạch toàn phương Bắc Thương Huyền, Xí Thiên Giới chinh phạt Thao Thiết Yêu tộc. Một tin tức đang gây nên oanh động kịch liệt tại Trung Vực, Xí Thiên Giới giận đụng Thiên Trụ Sơn, khiến cho 3 bên Chí Tôn Hoàng Đạo ký kết hiệp nghị đình chiến. Giận đụng Thiên Trụ Sơn ở trong kế hoạch của các ngươi sao? Đông Hoàng Như Ảnh bị kinh đến, chuyện chinh phạt Thao Thiết Yêu tộc là tốt, nhưng đụng Thiên Trụ Sơn là ai kế hoạch? Một chiêu này của Thiên Hậu thật là tuyệt. Khương Phàm đắng chát cười cười, thật hung ác, không sợ gây nên công phẫn sao. Thiên môn Trung ương là nơi để đế tộc 8 phương thừa dịp Thương Huyền không đế liên thủ hủy đi tại Thiên Khải chiến trường, Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền đã dốc hết toàn lực mới bảo trụ tế đàn ở hạ giới, vài vạn năm nay đều đang nghĩ tất cả biện pháp chữa trị và giữ gìn. Thiên Trụ Sơn cũng là vốn liếng duy nhất để Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền cam đoan chủ quyền, không cần thỏa hiệp với các đế tộc khác. Nếu quả thật bị hủy, tuyệt đối có thể để lại tiếng xấu trong lịch sử Thương Huyền. Phong cách làm việc kiếp trước của Thiên Hậu cũng là như thế này. Không phải ta đang chất vấn, mà là Xí Thiên Giới đụng vào thì dễ, đến lúc đó làm sao rút về được. Đông Hoàng Như Ảnh là người có tính cách ưu nhã, ôn nhuận, nàng thật rất khó tưởng tượng đó sẽ là nữ tử dạng gì. Chuyện của thế giới mới là ngoài ý muốn, Thiên Hậu muốn kiềm chế Chí Tôn Hoàng Đạo, chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan. Nàng là bất đắc dĩ. Về phần lui về, sau này lại nghĩ biện pháp. Khương Phàm rời khỏi Tân Hải, chạy tới Thiên Trụ Sơn, trên đường thuận tiện tiến về Thái Cổ Thần Miếu điều tra tình huống. Nhưng, khi bọn hắn cảnh giác tới gần chỗ tinh nguyệt xâm lâm của thần miếu, ngoài ý muốn lại phát hiện tòa tế đàn thần miếu treo cao trên rừng rậm giống như ánh trăng kia vậy mà lại không có ở đây. Bọn hắn biến mất, chạy rất nhanh nhỉ, ngay cả đất cho thuê cũng không cần. Khương Phàm vượt qua rừng rậm, đi tới trên ngọn núi lớn của Thái Cổ Thần Miếu. Từ tế đàn kết nối Thái Sơ cổ xưa, đến pháp trận trải rộng rừng rậm núi cao, từ cung điện rộng rãi, đến bảo địa bị phong cấm, đều rút sạch sẽ. Bao gồm cả dược viên trồng trọt trong rừng rậm ở xung quanh thần miếu, toàn bộ đều bị rời đi. Khương Phàm cảm thấy thật rất bất ngờ, bọn hắn lại có thể bỏ qua tổ địa, chạy trốn toàn thể. Tuy nhiên đây có nghĩa là Hạo Huyền Minh chết rồi, nguyên hỏa sinh mệnh bị dập tắt đã kích thích các trưởng lão trấn thủ nơi này, vì để tránh cho dẫm vào vết xe đổ của Vạn Đạo Thần Giáo, bọn hắn chỉ có thể thoát khỏi. Đi thật sao? Bạch Tai cảm thấy rất hoang đường, đường đường là hoàng đạo, vậy mà lại dọn nhà.
Thái cổ thần miếu có thể tồn tại từ thái cổ cho đến bây giờ, chẳng lẽ là dựa vào chính loại tinh thần này gặp phải nguy hiểm liền chuyển nhà này sao? Ngươi hù đến bọn hắn. Đông Hoàng Như Ảnh đứng trong thần miếu đung đưa ở trên không, từ đá vụn sách cổ tản mát đến xem, có thể tưởng tượng được ngay lúc đó đám người thần miếu kia bối rối như thế nào. Cũng khó trách bọn hắn khẩn trương, Khương Phàm đã hoàn toàn bỏ chiến lược kết minh của kiếp trước, là muốn triệt để quét sạch Thương Huyền, diệt trừ tất cả hoàng đạo ngoại vực. Nếu như không đi, đó chính là kết quả diệt tộc. Vạn đạo thần giáo chính là tiền lệ. Khương Phàm đứng ở trên đỉnh núi Nguy Nga, đón gió lạnh thấu xương nhìn mê vụ lượn lờ xung quanh tinh nguyệt xâm lâm, cười nhạt nói. Thượng cổ thần miếu tự cho là thanh cao, từ trước tới giờ không chủ động liên hệ Thái Sơ đế tộc, còn tuyên bố là đang bảo vệ Thương Huyền Tây Nam, chống cự ngoại địch xâm lấn. Kết quả gặp phải nguy hiểm, vẫn là tìm đế tộc nương tựa đầu tiên. Bọn hắn còn có lựa chọn khác sao? Ở giữa sinh tồn và tử vong, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn sống sót. Bọn hắn lựa chọn là đào vong cùng báo thù, không phải sinh tồn. Nếu như muốn sinh tồn, chỉ cần thần phục ta. Ngươi sẽ tiếp nhận. Ha ha, sẽ không. Khương Phàm cười nhạt, chỉ là phần này nụ cười rơi xuống trong mắt hai tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh, lại hơi có vẻ dữ tợn. Thái cổ thần miếu hẳn là đã chuyển rời toàn bộ tài nguyên đến bên trong Thái miếu hoàng thành tại Thiên Khải chiến trường. Thái Sơ đế tộc sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ bí mật khống chế nơi đó, thậm chí triệu tập tài nguyên, là tái tạo thánh hoàng cho thái cổ thần miếu. Chờ vào cái ngày ngươi chinh chiến Thiên Khải đó, Thái miếu hoàng thành tất nhiên sẽ trở thành chi đội Thái Sơ đế tộc tiên phong, phối hợp với Hoàng Kim Thiên Phủ hành động. Tái tạo thánh hoàng thì như thế nào? Rốt cuộc bồi dưỡng không ra thánh hoàng đỉnh phong như Hạo Huyền Minh được. Cũng đừng chủ quan, thái cổ thần miếu truyền thừa đã lâu, giữ rất nhiều linh văn quỷ bí, trong này mạnh nhất là hai linh văn âm dương dực cùng thành thần. Nếu quả thật có thể tái tạo thánh hoàng, cho dù là uy hiếp không được ngươi, cũng có thể uy hiếp được những người khác của xí thiên giới. Đông Hoàng Như Ảnh thận trọng nhắc nhở Khương Phàm, không phải ai cũng biến thái giống như hắn. Đông Hoàng Như Yên cũng nhắc nhở. Còn có không gian linh văn, nếu như bọn hắn có thể nuôi dưỡng được cảnh giới thánh vương không võ, mang ý nghĩa thần miếu có võ pháp không gian cấp bậc thiên phẩm, cũng có hệ thống tu luyện hoàn thiện. Bọn hắn khẳng định còn có càng nhiều võ giả không gian. Chờ đến Thiên Khải chiến trường, đây đều là uy hiếp. Thao thiết, thần miếu, đây là hai uy hiếp chủ yếu, đợi đến Thiên Khải chiến trường trọng điểm chiếu cố. Khương Phàm kêu gọi đại vương cùng đại tặc còn đang tìm kiếm khắp nơi lại. Đừng lục soát nữa, đi thôi. Đan Hoàng đột nhiên nhắc nhở Khương Phàm. Thuận tiện đi Ly Hỏa Thánh Địa một chuyến, đón người. Ta vừa vặn muốn đến gặp phụ thân và mọi người, ngài muốn đón ai? Tiếp một người quan trọng. Ai vậy? Thường Lăng. Ngài tiếp nàng. Khương Phàm khẽ giật mình, bỗng nhiên đã hiểu. Ngài là muốn bồi dưỡng nàng. Nếu như ta thật sự có thể giành lấy cuộc sống mới, liền muốn bắt đầu nhặt lại đan thuật tu luyện. Cần tìm mấy người có thể giúp một tay. Đan Hoàng mặc dù không có nói rõ ra, nhưng ý tứ trong lời nói đã để Khương Phàm lúng túng. Đây là muốn từ bỏ hắn, một lần nữa bồi dưỡng tân truyền nhân. Khương Phàm ngượng ngùng cười nói. Thường Lăng tốt, Thường Lăng tốt. Linh văn và phẩm cấp của nàng mặc dù không cao, nhưng hoàn cảnh lớn lên lại rất thuần túy, tâm trí tinh khiết, cũng ưa thích nghiên cứu đan thuật, đáng để bồi dưỡng. Ai? Đan Hoàng chỉ nhẹ giọng thở dài, thấu triệt hết chỗ. Muốn nói hoàn cảnh thuần túy, xí thiên giới so với kia đan quốc nho nhỏ thì càng thuần túy hơn. Muốn nói thiên phú luyện đan, bên trong ngũ đại gia nhà ai không có mấy thiên tài. Nhưng bất luận là Thường Lăng, hay cái gọi là các thiên tài của xí thiên giới, đều không lọt được vào mắt của hắn, hoàn toàn không đủ tư cách bái nhập môn hạ của hắn. Dù sao hắn cũng là đan đạo chí tôn. Yêu cầu tại vấn đề đệ tử truyền thừa đương nhiên là cực kỳ hà khắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến Thường Lăng, chủ yếu là muốn. Thường Lăng sinh hài tử cho Khương Phàm. Trong tất cả nữ tử mập mờ hay thân cận bên cạnh Khương Phàm, duy chỉ có Thường Lăng là luyện đan. Nếu như có thể sinh ra hài tử cho Khương Phàm, kết hợp thiên phú linh văn của hai người khẳng định không tầm thường, cũng có thể chịu ảnh hưởng của Thường Lăng từ nhỏ, thích đan dược, say đắm ở đan dược. Huyết mạch như thế này mới có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của hắn. Chúng ta đi Ly Hỏa Thánh Địa một chuyến, lại về xí thiên giới. Khương Phàm nói,
tiếp tục chào hỏi hai tên gia hỏa còn không hết hy vọng kia. Đến đó làm gì? Gặp phụ thân ta một chút, thuận tiện chừa chút tài nguyên. Ngươi còn chưa có đi qua nơi đó, ta giới thiệu cho ngươi. Không không không, không được, ta vẫn là vào thông thiên tháp đi. Ngươi làm việc của ngươi, ta chuẩn bị bế quan, nhìn xem có thể xông đến thánh linh cảnh hay không. Bên trong ánh mắt sáng ngời của Đông Hoàng Như Ảnh hơi hiện lên mấy phần bối rối, nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhất định phải bế quan bây giờ sao? Từ nơi này đến Thiên Trụ Sơn, chỉ 600.000 dặm, đâu có mất bao nhiêu thời gian. Ta muốn mau chóng tiến đến thánh linh cảnh, để Như Yên giúp các ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh đẩy muội muội lên phía trước. Đông Hoàng Như Yên kỳ quái nhìn tỷ tỷ, đột nhiên sốt ruột rồi. Được rồi, máu thánh hoàng của Hạo Huyền Minh, cô tùy tiện dùng. Khương Phàm không có suy nghĩ nhiều, nhìn đại vương đại tặc còn đang giày vò ở xa, dứt khoát đi qua cưỡng ép lôi vào thông thiên tháp. Cùng lúc đó, cửu lê ma tộc đang gian nan lùng bắt tại hải vực minh mông, rốt cuộc cũng lần theo sát khí liệp thần thương trọng thương tử kim cự long lưu lại, khóa chặt phương hướng Khương Phàm di chuyển. Nơi này có long khí, hẳn là long tộc ngăn cản Khương Phàm. Lão tổ cửu lê cảm thấy thật đáng tiếc, lại bị long tộc ngăn chặn, nhưng không thể không thừa nhận năng lực nhận biết của long tộc đối với long khí. Nhưng, thông qua năng lượng lưu lại ở giữa thiên hải đến suy đoán, long tộc giống như không có vây khốn Khương Phàm. Long tộc khí tức rời khỏi từ nơi này, khí tức của Khương Phàm và Liệp Thần Thương, cũng là từ nơi này hướng đến Thương Huyền. Lại bị Khương Phàm tránh thoát. Lại là công lao của Liệp Thần Thương sao? Bây giờ hẳn là Khương Phàm đã đổ bộ, chúng ta còn muốn đuổi sao? Đại ma ở hai bên cũng cảm thấy thật đáng tiếc, cũng rất ảo não. Rõ ràng là bọn hắn biết được tin tức Khương Phàm trước nhất. Lại bởi vì đoán sai lựa chọn của Khương Phàm mà đã mất thời cơ tốt nhất để đi săn giết Khương Phàm. Không biết bây giờ Thương Huyền là cục diện gì. Lão tổ cửu lê khống chế ma bia, lao tới Thương Huyền, tiếp tục truy tung vết tích của Liệp Thần Thương. Hai ngày sau, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, bọn người Kiều Vô Hối lo lắng truy tung đi đến mảnh hải vực dẫn phát qua cực lớn oanh động này, sau khi cẩn thận dò xét, cũng lao tới Thương Huyền. Sau đó lại đến Thái Sơ Đế Tộc. Nhưng vị trí vùng biển này đã lân cận Thương Huyền, không phải nơi bọn hắn có thể bước chân. Mặc dù vô cùng tiếc nuối, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ. Ly Hỏa Thánh Địa. Từ biệt nhiều năm, trừ đại hoang bạo loạn hắc ám lúc trước ra, Khương Phàm chỉ mới vội vàng cùng gặp qua Khương Hồng Võ một lần ở bên ngoài, cũng đều coi như đã 6 năm không gặp. Trong thời gian 6 năm này, Khương Hồng Võ thay đổi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Trước đó dung hợp xương sống hồng hoang tổ kỳ lân đã dẫn phát linh văn liệt diễm biến đổi cực đoan, biến thành chí tôn thánh phẩm hỏa kỳ lân linh văn. Sau đó lại hấp thu đế huyết, kích phát tiềm lực bộ xương sống kia, thật giống như để bộ xương cột sống yên lặng trong thời gian vô tận kia đã khôi phục. Xương cột sống một hồng hoang tổ kỳ lân khôi phục. Kịch biến như thế này bên trong thời gian 6 năm, tiếp tục ảnh hưởng mãnh liệt đến hài cốt cùng huyết mạch của Khương Hồng Võ. Đến mức tại 3 năm trước đây, Khương Hồng Võ lại lần nữa thực hiện đột phá mới, chí tôn thánh phẩm bước lên thiên phẩm linh văn. Hỏa kỳ lân càng là diễn sinh ra được cái đầu thứ hai, tượng trưng cho kim bên trong ngũ hành. Dị biến cực đoan như thế này để Khương Hồng Võ phân chấn, càng làm cho Ly Hỏa Thánh Địa kích động. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, nếu như Khương Hồng Võ đạt được càng nhiều tài nguyên quý giá tẩm bổ hơn, vậy cái xương cột sống đã bị đế huyết kích hoạt kia, còn có thể tiếp tục ảnh hưởng Khương Hồng Võ huyết mạch. Sinh ra ra đầu lâu mới, tương lai cũng có thể bước lên thánh vương thiên phẩm linh văn trong truyền thuyết. Ta không mang lễ vật gì, chỉ có chút long huyết thánh vương. Khương Phàm dẫn xuất từng luồng máu tươi từ trong thông thiên tháp, Khương Hồng Võ vội vàng tìm người đưa vạc lơn đến, đều rót đến tràn đầy. Huyết khí nồng đậm, long uy minh mông phiêu đáng trong cung điện rộng rãi. Khương Hồng Võ, bọn người Yến Tranh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nhịn được mà liên tục hít một hơi. Long huyết thánh vương, lại còn là máu cự long. Cho dù là quen thuộc chiến tích săn giết quần hùng của Khương Phàm, nhưng vẫn bị một màn này kích thích cho. Khương Hồng Võ nói, đừng đều cho chúng ta, chừa chút cho Uyển Nhi và Khuynh Thành. Khương Phàm cười nói, ngài yên tâm đi, đây là cự long, dài đến 5 vạn mét, long huyết là có đủ. Uyển Nhi và Khuynh Thành ở xí thiên giới, có người chiếu cố, tài nguyên không thiếu được. Ta nghe nói xí thiên giới và chí tôn hoàng đạo đã ngưng chiến,
ngươi không nôn nóng trở về, vậy ở chỗ này thêm mấy ngày. Khương Hồng Võ thật sự đã quá lâu không gặp Khương Phàm, càng không cùng Khương Phàm tâm sự thật tốt. Ta còn có chuyện rất quan trọng phải làm, không thể ở thêm, chờ một lúc liền đi. Khương Phàm cũng nhớ Khương Hồng Võ, nhưng hắn cần trở về phục sinh đan hoàng. Khương Hồng Võ cũng không có giữ lại quá nhiều, nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Vô Hồi Thánh Chủ đã tiến đến Thánh Vương. Chuyện khi nào? Khương Phàm ngạc nhiên nhìn bọn hắn. Chính là 2 tháng trước, tuy nhiên tin tức còn không có chính thức công khai. Khương Hồng Võ thay Vô Hồi Thánh Chủ kích động, bọn người Yến Tranh cũng mừng thay cho Khương Hồng Võ. Bởi vì tình huống của Khương Hồng Võ và Vô Hồi Thánh Chủ không khác nhau lắm, đều là dung hợp xương cột sống thần cấp, sau đó bị đế huyết tỉnh lại tiềm lực. Nếu Vô Hồi Thánh Chủ có thể cường thế biến đổi sau khi uống thần huyết huyết nguyệt, tương lai sau này khi Khương Hồng Võ đạt được tẩm bổ, vẫn sẽ có cơ hội bước lên cảnh giới Thánh Vương. Tốt, tốt! Khương Phàm phấn chấn, không uổng công hắn, rót, đế huyết, thần huyết vào, vậy mà lại thật đẩy Vô Hồi Thánh Chủ lên tới cảnh giới Thánh Vương. Rốt cuộc Thánh Địa Thương Huyền cũng ra đời Thánh Vương, đây không thể nghi ngờ là một kỳ tích, đương nhiên vẫn công lao của ngươi. Nếu như không phải gần đây chuyện của Xí Thiên Giới huyên náo quá oanh động, trận đột phá này của Vô Hồi Thánh Chủ nhất định có thể chấn kinh đến những hoàng tộc hoàng đạo kia. Diêu Khải Minh thì sao? Có dự định chuẩn bị thoái vị hay không? Hẳn là thật có, một thời gian trước hắn đã triệu tập tôn chủ các vực cùng Thánh Chủ Thánh Địa Trung ương, đến Tổ Sơn tập kết. Danh nghĩa triệu tập là muốn cùng nhau ứng phó kịch biến tại Thương Huyền càng ngày càng hỗn loạn gần đây, làm tốt chuẩn bị dàn xếp cho những người tị nạn kia, ngoài ra hẳn là nhân cơ hội này chính thức công bố tin tức Vô Hồi Thánh Chủ tiến vào Thánh Vương với những tôn chủ cùng Thánh Chủ kia. Khương Hồng Võ nói mà lắc đầu, nếu như không phải tính cách Vô Hồi Thánh Chủ quá bá đạo, chỉ sợ Diêu Khải Minh đã liền trực tiếp muốn tuyên bố thoái vị. Nhưng bây giờ Vô Hồi Thánh Chủ đột phá Thánh Vương, trên danh nghĩa là người mạnh nhất Thánh Địa Thương Huyền. Lực ảnh hưởng đã vượt trên Diêu Khải Minh. Diêu Khải Minh cuối cùng vẫn phải thoái vị. Liền nhìn những tôn chủ cùng thánh chủ kia có thể tiếp nhận hay không. Khương Phàm rất vui mừng, nếu như Vô Hồi Thánh Chủ thật có thể tiếp quản Tổ Sơn, liền có thể tiến hành theo chất lượng ảnh hưởng của thánh địa, sau đó thông qua ảnh hưởng thánh địa đến sự cầu nguyện của dân chúng. Đây không chỉ có thể cải thiện thanh danh của hắn tại Thương Huyền, tăng lên lực ảnh hưởng, càng có thể kích phát uy lực thương sinh tạo hóa. Thật không dễ dàng, vài chục năm chuẩn bị, rốt cuộc cũng đã bắt đầu thấy hiệu quả. Khương Phàm hàn huyên một hồi cùng Khương Hồng Võ, sau đó đi tới nơi Thường Lăng ở. Đình viện thanh u nhã tĩnh, cỏ thơm tươi mát, linh hoa phiêu hương, một gốc cây già tùm rủ xuống cái cành nhu hòa, đón gió tung bay. Thường Lăng ngồi trước bàn đá dưới tàng cây, đang nghiên cứu dược thảo trên đan thư. Nhiều năm không gặp, nhưng nàng vẫn còn như thiếu nữ lúc trước. Giống như một tiên tử không nhiễm bụi trần. Đó là một loại vẻ đẹp xuất thế, một loại vẻ đẹp ôn nhuận, như giọt sương đang lăn trên đóa hoa sen tinh khiết, lại như một gốc tuyết liên tươi mát trên núi tuyết, làm cho người ta cảm thấy cảm giác tốt đẹp không dính khói lửa trần gian. Thế gian không thiếu nữ tử mỹ lệ, nhưng đẹp đến mức tận cùng như vậy, mang theo khí chất mỹ nhân xuất trần như vậy, thật quả là tuyệt thế hiếm thấy. Nàng đắm chìm trong thế giới đan thư, khi thì nhíu mày suy nghĩ. Khi thì đưa ngón tay ngọc vuốt khẽ, yên lặng ghi khắc, giống như nhảy ra thế giới phàm tục, cùng thế giới tự nhiên tươi mát hòa thành một thể. Khương Phàm vừa mới đã trải qua nửa năm giết chóc cùng đào vong, đột nhiên nhìn thấy mỹ cảnh tự nhiên như thế này diệu, trong lúc nhất thời lại bất chợt ngây dại. Tươi mát, nhẹ nhõm, chỉ là nhìn mỹ nhân nơi đó, giống như thưởng thức bức tranh mỹ cảnh, tựa như là rửa đi vết máu trên người, bỏ rơi một thân mỏi mệt. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tới đây? Nơi này là cấm địa, nam đệ tử không được đến gần, ngươi có hiểu quy củ hay không? Một tiếng quát tức giận từ phía sau truyền đến, Khương Phàm đang say mê chợt bừng tỉnh. Khương Phàm quay đầu, thấy là một tiểu cô nương non nớt thanh tú, cười nói. Ta là tới tìm Thường Lăng Tông Sư. Tiểu cô nương bất mãn răn dậy. Có biết nói chuyện hay không, Thường Lăng Tông Sư cái gì? Tiểu thư nhà chúng ta bây giờ là Đan Thánh. Khương Phàm. Trong viện. Thường Lăng khép lại đan thư, kinh ngạc nhìn bóng người xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc ở ngay chỗ cửa viện kia. Quấy rầy đến cô rồi. Khương Phàm cười chào hỏi. Khương Phàm, cái tên này có chút quen thuộc nhỉ. Tiểu cô nương ngoài viện nhíu mày, chăm chú suy tính. Thải Nhi,
người đi mau đi. Thường Lăng liên tục nhìn mấy lần, mới xác định đó thật sự là Khương Phàm, nàng mừng rỡ đứng dậy. Dung nhan xinh đẹp, dáng người thon dài, cái eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp, y phục màu lam nhạt tự nhiên phiêu động, khí chất siêu trần thoát tục như là tràn đầy cả đình viện. Khương Phàm đi đến đình viện, chúc mừng nói. Mấy năm không gặp, trưởng thành không tệ nhỉ, không ngờ đã là đan thánh. Thường Lăng thanh lãnh nở rộ nụ cười, như lạc hà đầy trời, như phồn hoa như gấm, tươi đẹp cả tòa đình viện. Ta vừa là niết bàn cảnh tam trọng thiên, một thời gian trước vừa mới luyện ra một viên chuẩn thánh đan, người của thánh địa liền bắt đầu lấy lòng. Ta cách cảnh giới đan thánh chân chính còn kém, cũng kém cả tạo nghệ đan thuật. Không giống ngươi, 16 năm trước đã luyện ra 15 viên chuẩn thánh đan tại Bắc Địa. Khương Phàm khách sáo vài câu, nói. Cô ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Quen rồi, nơi này là thánh địa, là chỗ an toàn nhất. Mặc kệ bên ngoài náo làm sao, đều không ảnh hưởng tới nơi này. Thường Lăng nhìn vị nam tử trước mặt này so với năm đó càng kiên cường hơn, càng uy vũ hơn, tâm tình phức tạp nhưng lại vui mừng. Một thời gian trước, nàng vừa mới lấy được tin tức Khương Phàm bị hãm sâu tại thần dụ chi hải, còn đang lo lắng cho an toàn của hắn, đến mức không có lòng đi luyện đan, chỉ có thể trở lại trong viện nghiên cứu đan thư. Không nghĩ tới chỉ mới 2-3 tháng ngắn ngủi, Khương Phàm lại đã đứng ở trước mặt của nàng. Cô muốn tiếp xúc đan thuật vấn đề cao hơn sao? Ta không phải cố ý quấy rầy cuộc sống của cô, chỉ là cảm giác cô ở lại nơi này đáng tiếc, hẳn là nên đi xí thiên giới. Xí thiên giới? Thường Lăng hơi suy nghĩ, lắc đầu. Là không muốn đi, hay là không bỏ được thánh địa? Xí thiên giới là hoàng tộc đan đạo, nhưng trong này không thích hợp với ta. Thường Lăng mặc dù không quan tâm chuyện thế tục bên ngoài, nhưng đối với một ít chuyện giữa đan sư, vẫn rất rõ ràng. Xí thiên giới mặc dù là thánh địa đan đạo, nhưng trong này phe phái minh xác, cạnh tranh kịch liệt, trừ phi là muốn trực tiếp bái nhập thế gia nào đó, nếu sẽ không ai truyền đan thuật cho một người ngoài. Khương Phàm là có ý tốt, nhưng nàng không nguyện ý tới đó nhìn sắc mặt người khác. Nơi đó không chỉ có ngũ đại gia, còn có giới chủ, cũng có một vị luyện đan sư rất đặc biệt. Nếu như cô nguyện ý cùng ta đi qua, ta có thể giới thiệu vị luyện đan sư đặc biệt nhất xí thiên giới kia cho cô, nhưng cô có thể trở thành đệ tử của ngài ấy hay không, thì cần sự cố gắng của cô. Luyện đan sư càng đặc biệt. Ta đặc biệt đến Ly Hỏa Thánh Địa, kỳ thật chính là đáp ứng yêu cầu của người, đến mang cô đi qua. Vì sao? Thường Lăng hồ nghi nhìn Khương Phàm, luyện đan sư so với giới chủ còn muốn đặc biệt hơn. Nhân vật như vậy, sao lại chú ý tới nữ tử thánh địa nàng đây? Ngài ấy, khâm điểm rất nhiều người, nhưng người nào có thể thật sự trở thành truyền nhân của mình, muốn nhìn chính biểu hiện của các ngươi. Nếu như cô thật sự có thể đả động ngài ấy, ta có thể bảo đảm là, bất luận cô là phẩm cấp linh văn, hay là cảnh giới, cùng độ cao cuối cùng, đều sẽ cao hơn so với tưởng tượng của cô. Thường Lăng chăm chú nhìn Khương Phàm một lát. Là ngươi tiến cử ta đi. Khương Phàm chân thành nói. Đúng là ngài ấy tự mình khâm điểm. Đi cùng ta đi. Nếu như cô không thích ứng được, thì có thể lấy trở về bất cứ lúc nào, nhưng ta cam đoan, cô chắc chắn sẽ không hối hận. Thường Lăng cũng không nguyện ý rời nhà đến nơi phức tạp như xí thiên giới kia. Luyện đan sư đều nổi danh cao ngạo, huống chi là luyện đan sư nơi đó, đầu chỉ sợ đều muốn dương lên bầu trời. Nhưng Khương Phàm thịnh tình mời, nàng thực sự không tiện từ chối. Sau khi xin chỉ thị của phụ thân Thường Huyền Nghĩa, nàng mới miễn cưỡng đồng ý lời mời của Khương Phàm. Thường Huyền Nghĩa so Thường Lăng càng lo lắng nhiều hơn, dù sao nơi đó cũng là xí thiên giới, là trung tâm phong bạo của toàn Thương Huyền, lúc nào cũng có thể đứng trước nguy cơ. Nhưng nếu Khương Phàm đã tự mình đến mời, còn nhắc đến đan thuật cao thâm hơn, hắn cũng không dễ ngăn cản. Khương Phàm không có ở lại quá lâu, sau khi từ biệt mọi người, hắn liền đi thẳng đến trung vực. Bên trong Thông Thiên Tháp, tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh nhìn nữ tử Mỹ Lệ đột nhiên giáng lâm tới đây, đều không hẹn mà cùng sửng sốt một chút. Khương Phàm cố ý đi đường vòng đến Ly Hỏa Thánh Địa, cũng không phải là bái phỏng phụ thân hắn, mà là tiếp một nữ tử. Lại còn nữ tử xinh đẹp đến mức để các nàng đều cảm thấy kinh diễm. Chắc hẳn không phải quan hệ bình thường. Thường Lăng càng là ngoài ý muốn, Khương Phàm lại còn mang theo trong người hai nữ hài tử nũng nịu. Một người yêu nhã tĩnh mỹ, ôn nhuận như ngọc, một người thanh xuân tịnh lệ, hoạt bát linh động. Đều là quốc sắc thiên hương,
mỹ diệu động lòng người. Cô nương là ai? Đông Hoàng Như Yên rất im lặng, tên điên kia rõ ràng không phải đang chiến đấu thì cũng là chiến đấu ở trên đường đi, cũng không thấy hắn thông đồng nữ tử nào, làm sao nữ tử một người lại tiếp một người xuất hiện như thế này chứ? Mấu chốt lại là đều rất xinh đẹp. Ta tên Thường Lăng, nữ nhi của Ly Hỏa Thánh Chủ, ta là luyện đan sư. Thường Lăng mỉm cười giới thiệu. Đông Hoàng Như Ảnh mặt giãn ra cười khẽ, đang muốn đáp lại, Đông Hoàng Như Yên đột nhiên nói. Ta là Đông Hoàng Như Yên, đây là tỷ tỷ của ta Đông Hoàng Như Ảnh, chúng ta là người của Cửu Thiên Thần Giáo. Đúng rồi, tỷ tỷ của ta là vị hôn thê của Khương Phàm. Như Yên. Đông Hoàng Như Ảnh rất bất đắc dĩ. Các ngươi đính hôn rồi. Thường Lăng vẻ mặt hơi tối, nhưng vẫn duy trì nét mặt tươi cười lễ phép. Thần tôn khâm định. Đông Hoàng Như Yên cố ý kích thích, muốn nhìn xem nữ tử này liên quan như thế nào với Khương Phàm. Chúc mừng các ngươi. Thường Lăng không có thể hiện ra quá nhiều cái gì, mà nhìn Cự Long bị nhồi vào không gian ở xung quanh. Đây chính là Cự Long sao, quả thật như lời đồn, có thể dài đến mấy vạn mét. Đông Hoàng Như Ảnh nhắc nhở muội muội đừng lại lắm miệng, nàng đi đến phía trước bồi tiếp nói. Yêu tộc có rất nhiều dị thú đều có hình thể khổng lồ, trăm mét hay vài trăm mét rất phổ biến, nhưng có thể dài đến vạn mét trở lên, cũng chỉ rải rác vài loại như Cự Long, Côn Bằng, Thái Thản, cũng đều là bá chủ cấp cao nhất trong yêu tộc. Thường Lăng chăm chú hỏi. Chém giết Cự Long vạn mét, lấy được huyết nhục tài nguyên, chẳng phải là muốn bù đắp được mấy trăm người cùng cảnh giới. À, cái này. Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên bị hỏi. Không phải tính toán như thế, nhân tộc có thể bằng vào thân thể suy nhược chống lại cùng yêu tộc, chém giết cùng ma tộc, chủ yếu là nhân tộc có thể khai phá huyết hải, diễn biến khí hải. Khi đến cảnh giới thánh linh, nhất là sau khi cảnh giới thánh vương tới cảnh giới thánh hoàng, máu tươi trong trái tim giống như đại dương, sau khi đâm xuyên, máu tươi có thể bao phủ sơn lâm. Nhưng Cự Long xác thực rất đặc thù. Nếu như cứng rắn muốn từ bên trên sinh cơ huyết nhục mà suy tính, nói là bù đắp được hai ba vị nhân tộc cùng cảnh giới, cũng không đủ. Thường Lăng giật mình gật đầu, nhưng nhìn Cự Long dài đến 5 vạn mét, vẫn cảm giác quá khoa trương. Ta vẫn luôn rất rung động, các vị tổ tiên nhân tộc có thể sống sót bên trong thế giới hồng hoang mà yêu ma hoành hành, còn có thể có địa vị ngang nhau, thật sự là kỳ tích. Đúng vậy, ban đầu, đời đời nhân tộc hồng hoang chính là đồ ăn, như là heo chó. Sâu kiến, nhưng nhân tộc có trí tuệ, có tinh thần, bọn họ dùng thân thể suy nhược, viết lên ra kỳ tích sử thi dậy sóng ầm ầm. Khương Phàm nhìn thấy bên trong bình an vô sự, liền dùng tốc độ cao nhất vượt qua đại địa Tây Nam, ngày đêm không ngừng vượt qua, lại ngẫu nhiên mời Đông Hoàng Như Yên đi ra. Nhưng nha đầu này không biết phát điên cái gì, còn lạnh như băng không cho hắn sắc mặt tốt mà nhìn. Tuy nhiên tặc điều đột phá, cuối cùng đã để tâm tình Khương Phàm kích động. Cũng không tiếp tục để ý thái độ ngang ngược của Đông Hoàng Như Yên. Nhưng, ngay lúc bọn hắn vượt qua hơn 200.000 dặm sơn hà, tới gần trung vực, Liệp Thần Thương yên lặng trong khí hải ngoài ý muốn lại xuất hiện rung chuyển. Khương Phàm lập tức cảnh giác. Liệp Thần Thương giống như tử thần ngủ say, sẽ không tùy tiện nhận xúc động, ngay cả hắn muốn tỉnh lại, đều phải dùng phương thức cường ngạnh dã man. Bây giờ lại tự mình thức tỉnh. Khương Phàm từ trên trời rơi xuống trên một đỉnh núi nguy nga, cảnh giác rừng rậm mênh mông. Nơi này có thứ gì có thể làm cho Liệp Thần Thương cảnh giác? Đại tặc, Bạch Tai, chuẩn bị sẵn sàng. Khương Phàm đưa ý thức truyền vào thông thiên tháp. Gặp nguy hiểm. Cự Ngạc cùng Bạch Tai đang lúc bế quan, lần lượt mở mắt ra, kích ra huyết mạch, chuẩn bị xuất chiến. Khương Phàm cảnh giác rừng rậm, nhưng bất luận cẩn thận quan sát, hay là ý thức giao hòa cùng sông núi. Hắn cũng không phát hiện được bất cứ cái gì có thể khiến cho Liệp Thần Thương cảnh giác nguy hiểm. Nhưng, Liệp Thần Thương trong khí hải lại triệt để thức tỉnh, mình mông sát khí quét sạch toàn thân, không bị khống chế mà mãnh liệt lao ra, như sông lớn lao nhanh, như lôi chiều cuồng kích, bao phủ dãy núi, vặn vẹo trời đất. Khương Phàm không hiểu thấu, hắn muốn câu thông, lại không chiếm được bất kỳ sự đáp lại nào, nhưng có thể đánh thức Liệp Thần Thương tuyệt đối không phải nguy hiểm đơn giản. Khương Phàm lập tức bay lên không, thẳng tới mấy vạn mét trên bầu trời, nhìn quanh rừng rậm rộng lớn, hắn liên tục dò xét nhưng vẫn không hề phát hiện bất cứ thứ gì, hắn ngưng tụ ra hỏa dực, muốn rời khỏi nơi này trước. Nhưng, Liệp Thần Thương lại đột nhiên bộc phát ra sát ý ngút trời, không nhận Khương Phàm khống chế mà rời khỏi khí hải. Ầm ầm, Liệp Thần Thương tăng vọt quy mô,
tái hiện uy thế khủng bố khi còn ở Đại Hoang Thâm Uyên. Mênh mông sát ý như biển cả đang bộc phát, như là đại biểu cho ý chí của trời đất, chấp chưởng sát phạt. Huyết quang vô tận lan tràn ra khắp nơi, lờ mờ mà huyết hồng, như dáng chiều tỏa sáng, thời gian như là đột nhiên từ giữa trưa kéo đến trạng vạng tối. Khương Phàm cau mày, thuận theo mũi thương của Liệp Thần Thương, nhìn phía phương Nam. Liệp Thần Thương sôi trào sát khí, đều muốn đáng sợ hơn so với lôi điện, mũi thương sắc bén có thể đâm vỡ nát đại đạo, đánh xuyên gông cùng xiềng xích từ không gian cùng thời gian, huyết văn ở phía trên càng giống là những con sông máu lao nhanh, tàn hồn thần ma ở bên trong đều đang gầm rít. Cuối tầm mắt, khung trời rung chuyển, huyết vũ mưa như chút nước, trời đất vậy mà đều thổi lên gió lốc màu đen, lão tổ Cửu Lê run rẩy, há miệng phun máu, khống chế ma bia đột nhiên rời khỏi khống chế, giống như chín tòa ma sơn hoành kích khung trời, thẳng đến Liệp Thần Thương, cuồn cuộn ma uy như muốn sôi trào khắp khung trời, mặt ngoài đường vân tự khôi phục, mãnh liệt cộng minh giữa lẫn nhau, xen lẫn thành tuyệt thế sát trận. Chín tòa ma bia bắt trước chính là vũ khí, ma giới hoàng đồ, vĩ đại nhất trong lịch sử ma tộc, tham khảo càng là pháp trận cấm kỵ, thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận, của ma tộc, càng là do Hắc Ma đế quân tự mình luyện chế, huyết văn chảy xuôi ở phía trên, chính là đế huyết. Mục đích chín tòa ma bia sinh ra, chính là ngăn cản Liệp Thần Thương. Khương Phàm gắt gao tiếp cận phương xa, nơi đó có ma khí bạo động, bao phủ khắp đất trời, giống như là đêm tối xâm nhập thế gian tại lúc giữa trưa, điên cuồng trào lên phía bọn hắn nơi này. Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, Hắc Ma Đế tộc tới. Khương Phàm hít vào từng ngụm khí lạnh, toàn thân nổi lên cỗ khí lạnh. Không đúng, là Cửu Lê Ma tộc. Hắc Ma Đế tộc lại giao Cửu Hoàng Hắc Ma Bia cho Cửu Lê Ma tộc. Khương Phàm kịch liệt lắc lư ánh mắt, liệt diễm toàn thân ngập trời, huyết mạch sôi trào, linh hồn gáy to, dùng tốc độ nhanh nhất hóa thân thành chu tước, cưỡng ép xông vào trong đại dương sát khí của Liệp Thần Thương, hình thể tăng vọt, kích hoạt móng vuốt kiếp trước, cầm một cái chế trụ Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương ầm vang bạo động, sát khí tuôn ra, hình thành ác hải huyết hà, tuôn ra phía Khương Phàm, muốn tránh thoát khỏi Khương Phàm, nghênh chiến với Cửu Hoàng Hắc Ma Bia. Theo ta, Khương Phàm kịch liệt gáy to, âm thanh chấn động cả cửu thiên, trái tim cuồng bạo nhảy lên, sáu bản thân toàn bộ thức tỉnh, nhiệt huyết tuôn ra, hồn khí sôi trào, cưỡng ép kích thích cảnh giới tăng vọt. Thân thể hoa lệ kịch liệt nhúc nhích, da thịt đều đang phồng lên, sụp ra vết nứt đáng sợ. Toàn thân Khương Phàm đau đớn khó nhịn, giống như muốn nổ tung, nhưng vẫn ương ngạnh ổn định, cảnh giới tăng lên tới vấn đề thánh hoàng. Đi! Khương Phàm điên cuồng áp chế, kích hoạt thần nhãn, kích hoạt xương sống, thần cốt, cùng móng vuốt chu tước cộng minh. Điên cuồng bộc phát trong nháy mắt, như là thức tỉnh thần uy kiếp trước, âm vang tranh minh, cưỡng ép cầm lấy Liệp Thần Thương. Ầm ầm, Liệp Thần Thương bạo động kịch liệt, chấn động đến vết nứt toàn thân Khương Phàm suýt chút nữa sụp ra, sát khí thảm liệt ăn mòn trong đầu, cơ hồ muốn để hắn bạo tẩu. Nhưng, Khương Phàm vẫn đang điên cuồng kéo lấy. Không thể nào ở lại nơi này. Cửu Hoàng Hắc Ma Bia chính là vì trấn áp Liệp Thần Thương mà sinh ra. Bọn chúng danh xưng là mâu cùng thuẫn mạnh nhất Hắc Ma đế tộc, mặc dù chân chính đánh nhau, thắng thua khó liệu. Nhưng Khương Phàm 100% tin tưởng, nếu Hắc Ma đế tộc đưa Cửu Hoàng Hắc Ma Bia vào Thương Huyền Đại Lục, nhất định là đã có kế hoạch đặc thù, nhất là đế huyết ở phía trên, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến Liệp Thần Thương. Huống chi, Cửu Lê Ma tộc đang ở phía sau, nhất định là lão tổ Cửu Lê. Ma Hoàng đang chân chính ngủ say bên trong Cửu Lê Ma Đồ. Cửu Lê Ma Đồ càng dùng 10 vạn dặm sơn hà tây bộ tạo thành, nếu như toàn diện thức tỉnh, hắn hoàn toàn không có chỗ trống để tránh thoát. Đi! Khương Phàm hét lớn, tiếng oanh minh rung trời. Ấn ký thủy tổ thức tỉnh, cách không gian và thời gian, sinh ra cộng minh cùng chân thân ngàn năm trước. Theo huyết khí sôi trào, hồn uy cuồn cuộn, chân thân kiếp trước dục hỏa trùng sinh trong liệt diễm mênh mông. Móng vuốt thức tỉnh, kiếp trước dương uy, hai chu tước điên cuồng bạo động, rốt cuộc cũng khống chế được Liệp Thần Thương. Đi thôi. Hai cái chu tước dương cánh bay cao, gào thét xoay chuyển vòng quanh Liệp Thần Thương. Keng. Liệp Thần Thương mãnh liệt xoay chuyển, mở ra hư không, mũi thương chấn động, trong tích tắc, trời đất bị vỡ nát 8.000 dặm, giống như kinh lôi phá băng, mảnh vỡ rơi đầy trời. Một màn kinh thế hãi tục, để hàng vạn sinh linh, dân chúng trên dọc đường đều lâm vào tuyệt vọng. Khương Phàm, thủy tổ phân thân huy động liệt diễm, huyết mạch cuồn cuộn,
quay quanh lấy liệp thần thương trong chốc lát nổ bắn ra phương xa. Giống, hống hống hống. Đường vân mặt ngoài chín tòa ma bia thức tỉnh, quy mô ầm vang tăng vọt, thông thiên đạt địa, sôi trào lên ma uy vô tận, truyền khắp bất kỳ mọi ngóc ngách nào trên dãy núi. Giống như ma hoàng đang gào thét, lại như tiếng đế tôn nỉ non. Vạn dặm sông núi đều bị bóng tối bao trùm, khí tức kinh khủng để tất cả sinh linh đều đang run rẩy, bên trong bóng tối vô tận tràn ngập cảm giác áp bách, ngạt thở, tuyệt vọng. Lão tổ Cửu Lê đều không chịu nổi mãnh liệt trùng kích như vậy, Cửu Lê ma đồ phong tỏa trong thân thể chủ động thức tỉnh. Một loại uy lư xê sơn hà tràn ngập khắp đất trời, một loại uy lực đại địa minh mông, cuồn cuộn càn khôn, ma hoàng yên lặng bên trong ma đồ thăm thẳm mở hai mắt ra, sinh ra cộng minh cùng linh hồn lão tổ Cửu Lê. Đi, đi mau. Khương Phàm cùng thủy tổ phân thân thi triển lăng thiên thuật đến cực hạn, chấn vỡ không gian đại đạo, dẫn dắt liệp thần thương bắn vọt với tốc độ cao nhất. Liệp thần thương cuồng kích trên bầu trời, hoành hành giữa thế giới thật cùng thâm không hư vô, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mà bọn hắn đánh nát hư không, như sao chổi xẹt qua không gian, tràng diện rung động, khí tức sát lục tràn ngập đất trời lại để lại kích thích giống như ác mộng cho sinh linh ở dọc đường. 3 giờ sau, thủy tổ phân thân hao hết liệt diễm, tiêu tán ở thiên địa. Khương Phàm kéo dài phóng thích, cũng làm cho hắn suy yếu đến cực hạn. Tuy nhiên, rốt cuộc bọn hắn cũng đã hất ra được Cửu Hoàng Hắc Ma Bia truy đuổi. Cửu Hoàng Hắc Ma Bia am hiểu là trấn áp, phòng ngự cùng phong ấn, nhưng tại vấn đề tốc độ lại hoàn toàn không có đủ tư cách chống lại liệp thần thương. Đến tận đây, không có ma bia ảnh hưởng kích thích, liệp thần thương đã khôi phục an tĩnh. Bị Khương Phàm cưỡng ép vào trong khí hải. Hắc Ma Đế tộc lại giao Cửu Hoàng Hắc Ma Bia cho Cửu Lê Ma tộc. Khương Phàm không ngừng đút lấy huyết đan cự long vào trong miệng, rung động càng có chút may mắn. Nếu như đột nhiên gặp phải trên chiến trường, Ma Bia thật có khả năng kiềm chế liệp thần thương lại, liệp thần thương bị kích thích, cũng sẽ không nhận khống chế của hắn. Đến lúc đó, chỉ có thể mặc cho liệp thần thương va chạm cùng Ma Bia, hậu quả nhất định là khó mà đoán trước. Vẫn phải mau chóng mạnh lên. Khương Phàm luyện hóa huyết đan, tiếp tục xông về phía trước. Nhưng cũng không lâu lắm, phía trước hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ đột nhiên xuất hiện từ bên trong, đón lấy Khương Phàm. Nhìn thấy trưởng lão thần giáo bọn họ phía sau, Khương Phàm thở phào. Bọn người Kiều Vô Hối rốt cuộc cũng đã gặp được Khương Phàm, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống. Đại trưởng lão xuất hiện nói. Ta mang các ngươi về xí thiên giới, nơi đó bị Xích Thiên Thần Tôn giám sát, cần đặc biệt cẩn thận. Rời khỏi nơi này trước. Khương Phàm quay đầu ngắm nhìn phương hướng Cửu Lê Ma Tộc, bước vào hư không hắc ám. Đại trưởng lão biên chế hư không đạo ngấn, mang theo Khương Phàm viễn độ thâm không. Đến tận đây, 9 tòa ma bia bị quăng ở phía sau đã hoàn toàn mất đi vết tích của liệp thần thương, huyết văn ở mặt ngoài cũng dần dần biến mất. Ma khí bạo động giống như thủy triều hội tụ lại, khôi phục bộ dáng trước đó. Lão tổ Cửu Lê đuổi tới nơi này, nhìn ma bia an tĩnh liền biết đã mất dấu. Việc này toàn do ta. Lão tổ Cửu Lê lắc đầu, thật sự là thất sách. Nếu như ban đầu sau khi nhận được tin tức liền đi thẳng đến thế giới mới, nhất định có thể trấn áp Khương Phàm, bắt lấy liệp thần thương. Kết quả lại phán đoán sai lầm, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bây giờ Khương Phàm đã lao tới trung vực, hắn lại không thể nào đi qua được. Nếu để cho Quang Mang Thần Tôn phát hiện 9 tòa ma bia, tất nhiên sẽ bị trấn áp. Quang Mang Thần Tôn căm thù ma tộc đến tận xương tủy, nhất là Hắc Ma tộc gián tiếp nhúng tay Thương Huyền sự vụ. 10 ngày sau, Cửu Thiên Đại trưởng lão mang theo Khương Phàm bí mật chui vào hư không gần Thiên Trụ Sơn. Hư không nơi này bởi vì tế đàn không gian vỡ vụn, biến thành đại dương không gian loạn lưu. Xa xa trông qua giống như là có hàng vạn tia cuồng lôi xé rách thâm không, rung động đến kinh dị. Vị đại trưởng lão thánh linh không gian này đều cảnh giác vạn phần, cẩn thận từng ly từng tí lẩn tránh nguy hiểm, tiếp cận xí thiên giới. Trở về. Khương Phàm trở về. Tin tức nhanh chóng truyền khắp xí thiên giới. Tất cả những người lo lắng chờ đợi, đều tụ tập toàn bộ đến xí thiên đại điện ở cấm khu. Nhưng, đại tặc đạt được tuyệt thế cơ duyên. Bạch tai kích phát huyết mạch, tặc điều thăng hoa toàn diện, tin tức ba yêu thú nhao nhao bước lên cảnh giới thánh vương cực rung động, để tất cả mọi người chạy tới nơi này đều bị kích thích. Khương Phàm có thể tiến đến cảnh giới thánh vương nhanh như vậy, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn càng nhiều phấn chấn và kích động hơn,
mà đại vương, bạch tai, tặc điểu, quả thực để tâm tình bọn hắn phức tạp. Phải biết bọn người Khương Diễm nghẹn đến bây giờ cũng còn chưa đi đến cảnh giới thánh vương. Toàn bộ thánh vương bên trong xí thiên giới, cũng chỉ mấy kẻ như vậy. Ba tên gia hỏa giống như thổ phỉ này theo Khương Phàm tiến vào chuyến hải vực, vậy mà đạt được cơ duyên nghịch thiên như thế. Bọn người An Minh Hề cùng thuộc ác nhân cốc, cũng không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với Bạch Tai. Vui mừng, hâm mộ. Bọn hắn chỉ biết là Bạch Tai bị Khương Phàm ném tới hải thần đảo, nhưng thật không nghĩ tới vị đã từng niết bàn này, bây giờ đã là thánh vương, thậm chí có thể rõ ràng nhìn ra phần thiên vị đặc biệt kia của Khương Phàm đối với Bạch Tai. Đại vương rất phiền muộn, đều vây quanh bọn người cự ngạc hoan hô, mình lại bị không để mắt đến. Không được, thật sự phải cố gắng thôi. Cũng may Bất Lão Tuyền đã cùng nó dung hợp, huyết mạch huyền vũ đã được kích phát, hẳn là có hy vọng tiến đến thánh vương. Nơi này có di thể lão tổ thần miếu, Hạo Huyền Minh. Khương Phàm lấy di thể vỡ vụn từ trong thông thiên tháp ra ngoài, khí tức âm dương đặc biệt phiêu đãng trong đại điện rộng rãi, nương theo huyết khí bàng bạc, mơ hồ bày biện ra hình dáng Hạo Huyền Minh khi còn sống. Lão tổ thần miếu chết rồi. Tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn nhận được tin tức là miếu chủ thần miếu chết rồi, tuyệt đối không nghĩ tới lão tổ tông thần miếu cũng đều đã chết. Khương Phàm giải thích đơn giản những gì hắn trải qua trong khoảng thời gian này, thuận tiện lấy thi cốt Thương Hải Cự Long ra ngoài, ném tới bên ngoài đại điện. Huyết nhục cùng hài cốt dài đến 5 vạn mét, phân biệt đặt ở trên dãy núi. Số lượng lớn núi cao ầm ầm sụp ra vết nứt, long huyết chảy ngang, như là thác nước đổ xuống, xương rồng chậm rãi đung đưa, như là có thể sống lại bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người tràn đầy rung động, đây là lần đầu tiên bọn hắn thật sự nhìn thấy cự long. Mặc dù nghe nói cự long bước lên thánh cảnh đều có hơn vạn mét, nhưng cho đến khi chính mắt nhìn thấy một màn này, vẫn bị kinh đến. Các ngươi nhìn theo nhu cầu của mình mà phân. Hàn Ngạo, ngươi có cơ hội tốt đấy. Khương Phàm đặc biệt gọi Hàn Ngạo. Thi cốt cự long có thể nhất tẩm bổ huyết mạch cự long, bây giờ Hàn Ngạo là phong bạo cự long, đang cần tẩm bổ như thế này. Xác thực mà nói, hẳn là đại long đao trong thân thể Hàn Ngạo cần tẩm bổ. Nếu như đại long đao có thể uống long huyết, hấp thu cốt nhục khí thức cự long, nhất định có thể phản hồi cho Hàn Ngạo cực lớn, nhanh chóng tăng cảnh giới cùng thực lực Hàn Ngạo lên. Hàn Ngạo phấn chấn đến nắm chặt tay, đại long đao trong cơ thể đều xuất hiện phản ứng rõ ràng. Ta chỗ này còn có long hồn của Tử Kim cự long, ngươi xem một chút có thể lợi dụng hay không. Nếu Khương Phàm đã nuôi dưỡng con thiên long là đại tặc này, đương nhiên cũng muốn bồi dưỡng cự long là Hàn Ngạo đây. Hai vị này nhất định là vũ khí quan trọng để tương lai nghênh chiến long tộc. Dù sao trong long tộc không chỉ là có cự long cùng thiên long, còn có chân long, á long tộc. Đều là tồn tại cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, cần đại tặc và Hàn Ngạo ứng phó. Hàn Ngạo cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là dùng sức gật đầu, vô cùng cảm xúc. Trừ long hồn cự long, ta còn có linh hồn 5 vị thánh vương của miếu chủ thần miếu, Hạo Diệp, tộc trưởng Thái Uyên, Nam Cung Đấu Hồn. Tộc trưởng Hám Hải Thú, điện chủ tiền nhiệm của Cửu Cực Thần Điện, Nhiếp Khuê Hùng, lão tổ ân sát của Thiên Hoang Thần Cung. Linh hồn ân sát bị săn giết, chỉ để lại chút hồn nguyên mệt mỏi. Còn có hồn phách của Nam Cung Minh, Nhiếp Linh Đại và 10 vị thánh linh khác. Khương Phàm nhìn về phía Khương Diễm. Thử một chút. Toàn thân Khương Diễm chợt cảm thấy cơ thể nóng lên như lửa đốt. Ta có thể sử dụng thao thiết huyết hồn đan kích phát huyết mạch. Nếu như có thể luyện hóa những linh hồn này, hẳn là có thể tiến đến Thánh Vương. Không, ta cam đoan có thể đi đến Thánh Vương. Thiên Hậu nói, thao thiết yêu tộc có 2 thao thiết đã thôn phệ mấy triệu thao thiết để bước vào cảnh giới Thánh Hoàng, huyết hồn đan của bọn chúng đều giữ lại. Một viên cho Kiều Vô Hối, một viên cho Khương Quỳ. Còn có 3 viên Thánh Vương huyết hồn đan, cũng đều giữ lại, cho Khương Qua, Ngô Thái Bình, còn có Khương Diễm. Các huyết hồn đan cấp bậc thánh linh cảnh, bán thánh khác, cũng đều phân phối đi xuống. Huyết hồn đan đã sớm xác định thuộc về ai, chỉ là bọn hắn chờ đến khi Khương Phàm trở về, trong lòng nhớ mong, cho nên đều không có ai vội vã bế quan. Mà bồi dưỡng đối với Khương Diễm, trước đó đã liền định. Không chỉ có cho huyết hồn đan thánh vương để kích phát tiềm lực huyết mạch, còn đều giao hồn phách những thánh vương, thánh linh thao thiết kia cho Khương Diễm. Bây giờ lại dung hợp hồn phách 5-6 vị thánh vương, hẳn là có thể phụ trợ huyết hồn đan, triệt để kích phát ra tiềm lực liệt ngục của hắn, biến thành đỉnh cấp chiến lực.
Khương Diễm kích động càng rung động, thật không dễ dàng. Rốt cuộc cũng đợi đến bước này. Bách Lý Mạc Yêu và các huyết sát cũng đều mừng thay cho Khương Diễm. Trước đó luôn cảm thấy thánh linh rất ưu tú, nhưng khi mà cường giả của xí thiên giới càng ngày càng nhiều, thực lực của ác nhân cốc bọn hắn rõ ràng không đáng chú ý. Nếu như ác nhân vương của bọn hắn có thể đi đến thánh vương, vậy thì địa vị của ác nhân cốc sẽ được trở lại tầng cao nhất. Lại phối hợp với Bạch Tai, Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, địa vị hoàn toàn có thể trì hành cùng hướng ra, hỗn độn chiến tộc. Di thể của lão tổ thánh hoàng Thao Thiết, giao cho Cửu Thiên Thần Giáo. Chúng ta nơi này giữ lại Hạo Huyền Minh như vậy là đủ rồi. Trong lòng Khương Phàm rất vui mừng, chinh chiến Thao Thiết yêu tộc coi trọng nhất chính là huyết hồn đan đặc biệt của bọn chúng, không nghĩ tới lại có thể lắng đọng đến hai cấp bậc thánh hoàng. Đó thật sự là tuyệt thế chân bảo kích phát tiềm lực huyết mạch, dù sao cũng là dùng tới mấy triệu Thao Thiết lắng đọng, cũng đều không phải Thao Thiết bình thường, bên trong nhất định là có số lượng lớn thuần huyết. Mặc dù hiệu quả kích phát tiềm lực chưa chắc là 100%, nhưng Kiều Vô Hối và Khương Quỳ lại là trường hợp đặc thù. Huyết mạch của Kiều Vô Hối là thiên hoàng, trước đó bị áp chế, bây giờ đã bắt đầu giải trừ phong ấn, đầu tiên là quốc vận thần triều, sau đó lại là các loại tài nguyên, tiếp đến lại là thiên mệnh chiến giới tẩm bổ, đã làm tốt chuẩn bị biến đổi. Khương Quỳ lại càng không cần phải nói, hắn đã dung hợp hoàn chỉnh nguyên một khối đế cốt. Huyết mạch không cần đặc biệt kích phát cũng có thể tự hành bước lên thiên phẩm thánh hoàng, bây giờ chỉ cần kích thích một chút, nhất định có thể thành công. Quả nhiên vẫn là chiến tranh có thể tích lũy tài nguyên nhất. Hướng Vãn Tình đứng ở sau lưng tỷ tỷ, nghiêng đầu nhìn lấy Khương Phàm đang tươi cười, phấn chấn lại kích động. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, chuyện vui mừng đã hoàn thành, tiếp theo nên bắt đầu đau đớn. Giới chủ đứng tại chỗ cửa điện, dựa vào cột cửa. Mặt mũi tràn đầy thú vị đang chờ lấy xem kịch vui. Hoa tỷ muội đâu, còn cất giấu sao? Khương Phàm chú ý tới ánh mắt của Hướng Vãn Tình, lại nháy mắt mấy cái với nàng, cười nói. Tặc điểu dùng thái dương dực của Hạo Huyền Minh kích phát tiềm lực đồ đằng, tiến vào Thánh Vương. Nàng hẳn là cũng có thể thông qua thái âm dực, kích phát ra tiềm lực của thái âm đồ đằng. Tốt. Hướng Vãn Tình không dám đụng vào ánh mắt Khương Phàm. Thế nào? Khương Phàm nhìn vẻ mặt Hướng Vãn Tình hơi khác thường. Không có gì, rất tốt, thật, rất tốt. Hướng Vãn Tình xấu hổ cười cười. Nửa năm không gặp liền xa lạ rồi. Hôm nào tìm cơ hội làm sâu sắc một chút. Khương Phàm tươi cười, bây giờ tâm tình là ai đều không ảnh hưởng được, kích động, hắn thật sự rất kích động. Nhớ ngày đó, vì bồi dưỡng một thánh linh đều hao hết tâm huyết, nhìn thấy hoàng đạo khác có 3 năm cái thánh vương, càng là hâm mộ. Còn từng bị thánh vương giết chạy đến khắp nơi. Mà bây giờ, khổ tận cam lai. Trải qua chiến tranh kéo dài, không ngừng bồi dưỡng, rốt cuộc bọn hắn cũng đã bắt đầu nghênh đón biến đổi. Toàn diện, số lượng bán thánh và thánh linh đều đã tăng vọt đến hơn 30 vị, số lượng thánh vương lại đột phá 10 vị. Nếu như Kiều Vô Hối và Khương Quỳ có thể bước lên cảnh giới thánh hoàng, xí thiên giới liền thật có được lực lượng nghênh chiến Thương Huyền. Chỉ là thể hiện kích động tại thời khắc này của Khương Phàm, rơi xuống trong mắt mọi người lại hơi có vẻ xấu hổ, tấp nập nhìn về phía Thiên Hậu, Dạ An Nhiên cùng Kiều Hinh các nàng. Kiều Hinh hoạt bát cười một tiếng. Suy nghĩ kỹ một chút, trên người chàng còn mang theo vật gì tốt không? Khương Phàm gật đầu. Có a, thật sự là có. Mời đi ra, chúng ta đều nhìn một chút. Kiều Hinh ra hiệu đám người ồn ào, nhưng ai dám, nhìn trời, chụp tay. Còn có cho người ở bên cạnh chỉnh lý y phục. Khương Phàm đánh cái búng tay, nhìn sau trời nói. Đầu tiên là lễ vật của nàng. Còn có lễ vật của ta. Sắc mặt và ngữ khí của Thiên Hậu cũng còn tính là bình tĩnh. Ta và thế giới mới đã làm một ít giao dịch, từ nơi đó mời đến một con cự côn. Là cự côn cảnh giới bán thánh. Khương Phàm đi đến bên trên vách núi, từ dẫn xuất cự côn vạn mét trong thông thiên tháp ra. Nương theo hải triều cuồn cuộn bao phủ khắp dãy núi, cự côn khổng lồ ầm vang rơi xuống, nhấc lên bọt nước ngập trời. Toàn thân cự côn đen kịt, lân phiến cực cứng cỏi, thân thể vạn mét giống như một hòn đảo tràn ngập khí thế áp bách cực mạnh, phía trước đầu cơ hồ chiếm nửa bộ thân thể, vây cá ở hai bên càng giống như hai cái cánh, phía trên là đường vân thần bí mà cổ lão, như có được uy lực đọ sức triều hải, chiến đấu với trời. Cự côn, đám người kinh hô, đều gương mặt đều có phản ứng. Lại không lo được bát quái,
toàn bộ đều gom lại đến phía trước mà nhìn. Đây chính là hậu đại trực hệ có được huyết mạch côn bằng, giống như Huyền Quy đều là bá chủ Hải Dương chân chính, lại còn có hy vọng có thể tỉnh lại tổ mạch, hóa thân thành siêu cấp hải thú côn bằng nhất. Kim Sí Thiên Bằng ở sau lưng Thiên Hậu lập tức toát ra cảnh giác, nhìn chằm chằm đến cự côn chậm rãi dâng lên bên trong hải triều. Cự côn đảo đôi mắt qua toàn trường, sau đó cũng tập trung vào con kim bằng rõ ràng là đã thức tỉnh huyết mạch thiên bằng kia. Có di cốt côn bằng bên trong Thương Hải Đồ kích phát, lại ký kết khế ước với nàng, nó có thể kích phát tổ mạch, còn có thể tiến tới cảnh giới thánh linh. Khương Phàm rất kích động, khế ước không chỉ có thể thành tựu những yêu thú này, càng có thể thành tựu cho Thiên Hậu. Thiên Hậu có thể chúng nó theo chân cùng nhau trưởng thành, còn có thể khống chế âm bí thuật truyền thừa thuộc về bọn chú, tiềm lực tương lai khó mà nói được. Thiên Hậu đi đến phía trước quảng trường, quan sát cự côn bên trong hải triều cuồn cuộn ở trước mắt mình, đôi mắt nổi lên mấy phần sáng tỏ. Thế gian lại còn có cự côn. Tài nguyên trong Thương Hải Đồ phối hợp linh văn của nàng, thật đúng là có thể tái tạo côn bằng. Đây đúng là một phần lễ lớn. Nhất là tại thời khắc nàng sắp bước lên thánh linh cảnh, phần khế ước này tới quá mấu chốt. Khương Phàm nhìn thấy Thiên Hậu lộ ra nụ cười, tiếp tục nói. Khế ước thú nàng mong đợi nhất ở kiếp trước là gì? Thiên Hậu thưởng thức cự côn chìm nổi ở nơi xa. Ta chờ mong rất nhiều. Khương Phàm cười nói. Mong đợi nhất. Thiên Hậu liếc mắt nhìn Khương Phàm. Mặc Kỳ Lân. Khương Phàm cười mở cười to. Mời Hỏa Kỳ Lân thánh linh cảnh từ trong thông thiên tháp ra. Liệt diễm cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, như trăm ngàn ngọn núi lửa phun trào, muốn bao phủ cả bầu trời. Hỏa Kỳ Lân đạp lửa lên trời, uy phong lẫm liệt, thần tuấn phi phàm, sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt đối với rất nhiều yêu thú hỏa hệ. Hỏa Kỳ Lân. Đám người lần nữa có phản ứng, lại còn là Hỏa Kỳ Lân thánh linh cảnh. Nó là Hỏa Kỳ Lân đến từ Hoàng Đạo Bất Hủ Thần Sơn của Thái Sơ. Nhưng đã đoạn tuyệt liên quan cùng nơi đó, không thuộc về Bất Hủ Thần Sơn, chỉ thuộc về chính mình. Nó cam nguyện ký kết khế ước, nhưng yêu cầu là nhất định phải biến đổi đến Mặc Kỳ Lân, mà trước đó, không được công khai lộ diện ở bên ngoài. Mặc dù Khương Phàm rất chờ mong Thiên Hậu có thể trực tiếp khế ước với Mặc Kỳ Lân của Bất Hủ Thần Sơn, nhưng đây là chuyện không biết phải chờ tới lúc nào, còn không bằng sớm bồi dưỡng vị Hỏa Kỳ Lân này. Mà vị này càng có dã tâm, càng muốn phối hợp. Kiều nhan thanh tú của Thiên Hậu rốt cuộc cũng nổi lên mấy phần nụ cười. Kỳ Lân mà nàng đã từng đợi vô kỳ hạn. Mặc dù chỉ là Hỏa Kỳ Lân, nhưng nếu dùng nàng dung hợp tổ nguyên chí tôn cốt, phối hợp với khế ước từ Ngự Thiên Linh Văn, hẳn là có thể tạo nên ra một Mặc Kỳ Lân hoàn toàn mới. Nàng có lòng tin, mà, khế ước thú kiếp này hiển nhiên đều mạnh hơn so với kiếp trước. Chờ sau khi bồi dưỡng đến cực hạn, cấp bậc yêu tổ liền có đằng xà. Kim Hống, Côn Bằng, chuẩn cấp bậc yêu tổ thì có Thiên Bằng, Mặc Kỳ Lân, còn có Thôn Thiên Mãng, Luân Hồi Sư với tiềm lực vô hạn. Hướng Vãn Tình và Kiều Hinh hai mặt nhìn nhau, nghĩ ca ca vận khí không tệ nha, trước khi phong bạo, trời xui đất khiến lại có thể dỗ dành cho Thiên Hậu vui mừng. Dạ An Nhiên thì sao? Cũng mang lễ vật sao? Tiếp đó Khương Phàm lại nói với Dạ An Nhiên. Còn có nàng, ta lại lần nữa đạt được ba siêu cấp yêu thụ viên vài vạn năm. Thậm chí là mười mấy vạn năm ở thế giới. Kiều Hinh bất đắc dĩ xoạch miệng nhỏ, thật sự là có sao? Các loại trò hay, cứ như vậy xong việc rồi. Lại lấy được ba cây. Bọn người Tiêu Phượng Mô đều không thể bình tĩnh, đây thật sự là đi đánh cướp sao? Thế giới mới thật khẳng khái nha, đổi thành bọn hắn, tuyệt đối không thể nào để cho người ta mang bảo thụ như thế này đi được. Một gốc là đại đạo linh đằng, có thể kết xuất đạo văn hồ lô. Đạo văn hồ lô thành thục chính là vũ khí tự nhiên, có thể thông qua đạo ngấn phía trên, khắc xuống bí thuật truyền thừa, cũng có thể thông qua không gian hồ lô đặc biệt, tích trữ năng lượng. Để so sánh, ta có thể dung nhập toàn bộ truyền thừa chu tước của ta vào bên trong đạo ngấn hồ lô, lại rót hỏa diễm vào trong hồ lô, liền có thể tại thời điểm cần thiết, không thông qua linh lực, chỉ cần ý thức xúc động, liền có thể ngay trong chớp mắt, phóng xuất ra toàn bộ truyền thừa ở bên trên đạo ngấn. Toàn bộ. Đám người sợ hãi thán phục, quả là bảo bối. Toàn bộ truyền thừa một mạch toàn đánh ra ngoài, nếu như là bất ngờ không đề phòng, trong đồng cấp thật không có mấy người có thể chịu được. Nhất là siêu cấp cường giả như Khương Phàm đây, đột nhiên bộc phát thậm chí có thể kinh sợ đánh lui Thánh Hoàng. Đôi mắt sáng của Dạ An Nhiên chợt lấp lánh,
khó nén ngạc nhiên mà nhìn Khương Phàm. Linh vật như thế này đối với thế giới ngũ hành của nàng quá quan trọng, mặc dù có thể sẽ giống như huyết bồ đề thụ, địa hoàng đào thụ sẽ ảnh hưởng đến cân bằng năng lượng trong thế giới ngũ hành, nhưng tương tự có thể thông qua phản hồi thế giới ngũ hành, kích phát nàng trưởng thành. Cái thứ hai, thôn thiên yêu hoa. Thôn thiên yêu hoa quý giá ở chỗ nhụy hoa, nơi đó giống như là luyện lô thiêu đốt, luyện hóa hấp thu tất cả năng lượng, lắng động ra linh tuyển quý giá, trong linh tuyển còn có thể kết xuất ra hỗn độn tinh thạch. Khương Phàm lần nữa giới thiệu lại kích thích đám người nghị luận. Thôn thiên yêu hoa giống như rất thích hợp với hoàn cảnh của xí thiên giới nhỉ. Bên trong xí thiên giới không chỉ có khí thức hỗn độn nồng đậm, mà bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên càng là ở vào thời kỳ khai thiên tích địa bồng bột phát triển đặc thù, lắng động khí thức hỗn độn khẳng định càng tinh khiết hơn. Thôn thiên yêu hoa mặc kệ là ở lại xí thiên giới, hay là tiến vào thế giới ngũ hành, đều có thể phát huy ra hiệu quả cực lớn. Quá làm cho người ta kích động, quá làm cho người ta kích thích. Ở thế giới bên ngoài, hỗn độn tinh thạch cơ hồ đã không còn vết tích, nơi này lại còn có thể tạo nên. Người của hỗn độn tử phủ là kích động nhất, đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là bảo vật tu luyện tốt nhất. Rất nhiều yêu thú càng kích động, hỗn độn tinh thạch có thể kích phát ra huyết mạch và tiềm lực của bọn nó. Hướng Vãn Đồng và người của Hướng gia cũng nhịn không được mà rung động, khó trách xí thiên giới càng ngày càng mạnh, thiên địa linh bảo như thế này cũng đều chưa từng nghe thấy, thậm chí sớm đã không còn, vậy mà Khương Phàm lại liên tiếp mang về xí thiên giới. Cái thứ ba, Khương Phàm chập trùng cảm xúc, khó nén nội tâm kích động. Cửu khiếu thông linh thụ, đây là một gốc cây đã còn sống trước khi đại lục thứ 10 lún xuống, một mực sống đến bây giờ, chưa bao giờ khô héo qua. Vậy thì sẽ là mấy trăm ngàn năm. Đám người trao đổi ánh mắt khiếp sợ, có thể sống mấy trăm ngàn năm. Mặc dù cây cối có tuổi thọ siêu phàm, nhưng có thể sống mấy ngàn năm hay trên vạn năm đã là rất hiếm thấy. Mấy trăm ngàn năm sao, chẳng phải là nói ẩn chứa vĩnh sinh huyền bí rồi. Lão tổ xí thiên giới và các lão nhân chậm rãi lắc đầu, thể hiện đắng chát. Bọn hắn nghiên cứu đan dược, tăng thực lực lên, chính là hy vọng có thể sống lâu mấy năm. Võ giả chinh chiến bốn chỗ, tìm kiếm cơ duyên, cũng là hy vọng có thể thông qua cảnh giới đến kéo dài tuổi thọ. Nhưng, cho dù là thần linh cũng là mấy ngàn năm mà thôi. Một cái cây cắm rễ ở nơi đó không nhúc nhích, vậy mà có thể sống đến mấy trăm ngàn năm. Nếu như không phải từ Khương Phàm trong miệng nói ra, bọn hắn đều muốn khịt mũi coi thường. Cây thông linh thụ này rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì? Vậy mà lại có thể không nhìn thời gian pháp tắc, một mực sinh trưởng. Đây quả thực là nghịch thiên mà. Cây này rất đặc biệt, trọng điểm ở chỗ linh quả của nó. Hoàn cảnh sinh tồn càng là hậu đãi, tốc độ kết quả càng nhanh, linh quả trưởng thành cũng càng nhanh. Căn cứ khổng khiếu ở linh quả chia làm nhất khiếu thông linh quả đến cửu khiếu thông linh quả. Trong tam khiếu đều là khai phát linh trí, thiên phú, huyết hải, còn có tẩm bổ linh văn, kéo dài tuổi thọ, bắt đầu đến tứ khiếu, có thể tỉnh lại linh niệm vạn vật, nói cách khác là cỏ cây sơn hà biến thành linh vật. Bát khiếu thông linh quả, có thể gửi lại linh hồn, tái tạo hồn phách cùng huyết nhục. Chờ một chút, gửi lại linh hồn là có ý gì? Đại trưởng lão Cửu Thiên Thần giáo đi mau mấy bước, chăm chú nhìn Khương Phàm. Bát khiếu thông linh quả, hay còn được gọi là chuyển sinh quả, tạo hóa quả, ở trình độ nào đó mà nói, thì tương đương với hồn phách tinh khiết đoạt tạo hóa đất trời mà thành. Nếu như một sợi linh hồn bám vào đến phía trên, có thể dung nhập hồn phách tinh khiết, biến thành hồn phách chân chính thuộc về nó. Tương đương với, nói như thế nào đây, chính là vì sợi hồn niệm kia mà tìm được, linh hồn thể, mới, cũng có thể hiểu thành, linh hồn thông qua nó trùng sinh ra hồn phách hoàn chỉnh. Một khi hoàn thành dung hợp, thông linh quả chẳng khác nào sẽ triệt để kích hoạt, sẽ còn hấp thu huyết khí và cốt khí, diễn sinh ra cơ thể mới. Ta nói khả năng không phải rất chính xác, các ngươi hiểu chút là được. Quá trình này tương đương với một siêu nhiên luân hồi hoàn toàn mới phía trên luân hồi đại đạo. Thông linh quả rót vào linh hồn, tương đương với thụ thai, chuẩn bị huyết hà cốt xuyên tương đương với mẫu thể, sau đó liền. Trùng sinh. Khương Phàm tận hết khả năng nói ra những gì mà mình hiểu, mặc dù không phải hoàn toàn chính xác, nhưng không sai biệt lắm chính là có chuyện như vậy. Đám người nghe được thì càng tốn sức, nhưng cẩn thận suy ngẫm thì vẫn có thể hiểu được đại khái ý tứ kia. Trên thông linh thụ có mấy thông linh quả rồi. Đại trưởng lão Cửu Thiên Thần giáo cũng hiểu càng thông thấu, đơn giản mà nói,
đây chính là một linh quả dùng để trùng sinh. Có thể khiến người ta sau khi chết một lần nữa sống lại. Ba của, đều là vài khiếu. Hai quả tam khiếu, có thể tẩm bổ linh hồn, kéo dài tuổi thọ. Nhưng đối với thần tôn mà nói, hiệu quả chỉ sợ không rõ ràng. Còn có một quả kia, cửu khiếu, có thể tặng cho cửu thiên thần giáo hay không? Đại trưởng lão kích động nhìn Khương Phàm, một sợi linh hồn liền có thể tái tạo cơ thể, chẳng phải là nói cho dù là thần tôn chết rồi, cũng có thể một lần nữa sống lại. Khương Phàm nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Làm sao, không đáng sao, thần tôn vì ngươi, vì xí thiên giới, bỏ ra bao nhiêu, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Khương Phàm lắc đầu nói. Ta tôn trọng những gì thần tôn bỏ ra, cũng sẽ ở phía sau phản hồi cửu thiên thần giáo gấp bội, nhưng cửu khiếu thông linh quả này, ta đã có trọng dụng khác. Ngươi muốn phục sinh ai? Xin tha thứ ta nói chuyện khó nghe, bảo vật như vậy khẳng định là phải cho người cần nhất, cũng hẳn là hiệu dụng tối đại hóa, ta tin tưởng. Đưa mắt nhìn khắp tất cả mọi người tại xí thiên giới ngươi, đều không kịp thần tôn ta. Đối với ta mà nói, người đó thật sự vô cùng quan trọng. Huống chi, cửu thiên thần tôn chỉ là thọ nguyên gần, nhưng còn không có. Sớm chuẩn bị, nếu như thần tôn của chúng ta qua đời bình thường, hồn phách rất hoàn chỉnh, cũng càng cường đại, nói không chừng có thể mượn nhờ siêu cấp thông linh quả này của ngươi, trực tiếp dùng thánh vương. Không, cảnh giới thánh hoàng trở về. Đại trưởng lão càng nghĩ càng kích động, thế gian lại có tuyệt thế linh bảo như thế này, không hổ là bảo thụ thần bí sống mấy trăm ngàn năm. Nếu như thần tôn thật có thể sống lại, thậm chí không cần trực tiếp thánh hoàng, chỉ cần thánh linh cảnh, cũng đủ để phấn chấn toàn giáo, oanh động thương huyền. Vẹn vẹn tin tức cửu thiên thần tôn sống lại trở về, liền bù đắp được hiệu quả nửa thần linh chấn nhiếp. Đương nhiên, linh quả của thần thụ mấy trăm ngàn năm, không tạo nên cái thánh vương. Đều có lỗi với nó tuổi thọ. Bọn người Kiều Vô Hối cũng đều nhìn Khương Phàm, nếu quả thật có hiệu quả trùng sinh, xác thực có thể cho thần tôn thử một chút, nhưng thái độ của Khương Phàm rõ ràng là từ chối. Khương Phàm nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, ta cũng tôn trọng những gì thần tôn bỏ ra, nhưng ta nói, ta có người càng quan trọng hơn phải phục sinh. Đại trưởng lão ngữ khí thoáng nghiêm khắc, người nào có thể quan trọng hơn thần tôn của chúng ta? Khương Phàm chân thành nói, sư phụ ta, không có ngài ấy, ta đã sống không đến bây giờ. Ta phải dùng cửu khiếu thông linh quả báo ân, ta muốn ngài ấy sống lại một lần nữa. Sư phụ gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, không phải sư phụ của Khương Phàm là Vô Hồi Thánh Chủ sao? Chẳng lẽ còn có sư phụ khác? Ngay cả Thiên Hậu cũng cảm thấy kỳ quái, nàng không có nghe Khương Phàm nói qua hắn có sư phụ đặc biệt quan trọng nào cả. Bọn người Thiêu Phượng Ngô nhìn về phía Khương Uyển Nhi, ánh mắt hỏi thăm. Khương Uyển Nhi lắc đầu, thật không biết có sư phụ nào cả. Bọn hắn vừa nhìn về phía Dạ An Nhiên, Dạ An Nhiên cũng lắc đầu. Sư phụ hắn, trong khí hải Tịch Nhan, thôn Thiên Ma Hoàng đang yên lặng bỗng nhiên thức tỉnh, xuyên qua Tịch Nhan nhìn Khương Phàm ở phía ngoài. Đan Hoàng sao? Hắn muốn phục sinh Đan Hoàng. Chỉ còn một sợi linh hồn, còn có thể phục sinh. Đại trưởng lão há hốc mồm, liên tục trần chờ, vẫn nói. Sư phụ ngươi, có quan trọng hơn thần tôn của chúng ta không? Ta nói chính là giá trị. Đối với các ngươi mà nói, thần tôn xác thực rất quan trọng, nhưng đối với ta mà nói, không có sư phụ ta, Khương Phàm ta không sống tới bây giờ, thậm chí đều đi không ra được khỏi La Phù Sơn Mạch. Đại trưởng lão, ta lặp lại lần nữa, ta hiểu tâm tình của ngươi, ta cũng tôn trọng thần tôn. Nhưng cửu khiếu thông linh quả là ta tìm được, ta có quyền lợi quyết định nó thuộc về ai, ngài không thể nào như thế này với ta được. Thế nhưng lãng phí hết cơ hội như vậy. Đây không phải lãng phí, ta là đang báo ân. Ai? Đại trưởng lão lắc đầu, cũng không còn kiên trì nữa. Ta đồng ý với ngài, chờ ân sư của ta phục sinh, sẽ luyện chế cho thần tôn mấy viên thiên đan, không thể nào cam đoan lúc kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm. Nhưng chí ít có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng vài chục năm. Giới chủ xí thiên giới, tất cả thế gia các đan sư, đều run rẩy khóe mắt, thể hiện hơi có vẻ xấu hổ. Luyện mấy viên thiên đan? Lời này nói thật là nhẹ nhõm. Hoàng tộc đan đạo như xí thiên giới thế này, thiên phẩm đan dược phẩm chỉ có 2 viên, lại còn liên quan tới luân hồi và thức tỉnh, Khương Phàm từ chỗ nào làm thiên đan kéo dài tuổi thọ. Lại nói,
thiên hạ này có thiên đan kéo dài tuổi thọ sao? Đan dược diên thọ cấp cao nhất thế gian, trước mắt mà nói giống như chỉ có trường sinh đan đại biểu cho sinh chi cực, hướng thương thiên sống tạm bợ, hướng đại đạo đoạt mệnh. Đồ của ngươi, ngươi làm chủ đi. Đại trưởng lão cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng không tốt lại phân tranh thêm. Ta sẽ đưa đại đạo linh đằng, thôn thiên yêu hoa, cửu khiếu thông linh thụ tới thế giới ngũ hành, an nhiên, nàng hãy bồi dưỡng tốt nhất, nhất là hai kén cây thông linh thụ, phải bảo đảm đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng. Khương Phàm gửi hy vọng ở tiểu thế giới của An Nhiên, có thể tận lực bồi dưỡng tam khiếu thông linh quả bên trong hai cái kén cây kia đến tứ khiếu, sau đó thử tỉnh lại vạn độc huyết long. Vạn độc huyết long có thể dài đến quy mô như thế này, đã có tiềm lực sinh ra linh trí, nếu được linh vật thông linh quả này tẩm bổ, nói không chừng thật có thể thành công. Dạ An Nhiên nói, chàng đã trở về, tạm thời xí thiên giới cũng an toàn, thiếp muốn thừa cơ hội này đi một vĩnh hằng thánh sơn một chuyến. Nơi đó không phải trăm năm mở ra một lần sao? Nàng đi đến đó làm gì? Khương Phàm nói xong cũng nghĩ tới, dưới đáy Vĩnh Hằng Thánh Hồ còn cất giấu thế giới thần thụ chân chính, cũng là thần thụ lúc trước tạo nên chân thân ngũ hành thần long kia. Nơi đó vẫn luôn đang chờ thiếp, nếu như thiếp đến Tây Bộ phóng thích tế đàn của thế giới ngũ hành, hẳn là có thể triệu hoán đến nó. Bây giờ Dạ An Nhiên đã là niết bàn cảnh cửu trọng thiên, có thể đi đến cảnh giới bán thánh bất cứ lúc nào. Mà lúc trước ngũ hành thần thụ đã ước định cùng với nàng là sau khi đạt tới bán thánh lại tới đó dung hợp thế giới ngũ hành chân chính, trùng kích thánh linh cảnh. Dạ An Nhiên vẫn luôn ôm lấy chờ mong đối với nơi đó, mà cái thế giới cô độc yên lặng phát triển mấy trăm ngàn năm kia, nhất định cũng có thể mang đến cho nàng cơ hội thay xương đổi thịt hoàn toàn mới. Sau này nàng liền có thể trở thành một nguồn sức chiến đấu chân chính bên trong xí thiên giới, mà không phải một mực núp ở phía sau, yên lặng nhìn. Đầu tiên ngươi chờ chút đã, ai ở nơi đó chờ ngươi? Đại trưởng lão thể hiện quái dị, nữ hài nhi này có thể sớm tỉnh lại Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Thế nhưng nơi đó là tổ địa của cửu thiên thần giáo bọn hắn cơ mà. Chờ ta là chủ nhân chân chính ở đó, cũng sẽ bảo vệ thần linh nơi đó. Nơi đó có thần linh? Vẫn luôn có. Ngươi! Đại trưởng lão chăm chú nhìn Dạ An Nhiên, muốn xác định xem có phải nữ hài nhi này đang nói đùa hay không. Cái gì là Vĩnh Hằng Thánh Sơn? Mọi người nhỏ giọng nghị luận, rất nhiều cũng không biết cái chỗ kia. Ta nhớ ra rồi, là thế giới ngũ hành dưới đáy Thánh Hồ sao? Bọn người Tiêu Phượng Mô đều nhanh muốn lãng quên đi hình ảnh rung động ở sâu trong ký ức. Khương Phàm nói với Đại trưởng lão. Nếu như thần giáo các người muốn về tổ địa, lần này có thể đi theo An Nhiên đi qua nhìn một chút. Bí mật ở nơi đó so với các người tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Cơ Lăng Huyên, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Phượng Bảo Nam, Lâm Nam, Na Yêu, Du Cảnh Chiến, còn có Uyển Nhi, Khinh Vũ Cô Nương, Linh Vận, Vi Nhi các ngươi đều cùng ta đi qua, nơi đó có ngũ hành thần nguyên, cũng có linh nguyên tự nhiên từ ngũ hành diễn sinh khác. Dạ An Nhiên thịnh tình mời. Nàng không chỉ có muốn cho mình mạnh lên, cũng muốn tận hết khả năng trợ giúp các bằng hữu mới cũ của nàng, càng quan trọng hơn là, nàng luôn cảm thấy xí thiên giới tại Thiên Trụ Sơn rất không an toàn. Mặc dù thái độ của thiên hậu để chí tôn hoàng đạo không dám mạo hiểm hủy đi nó, nhưng để phòng vạn nhất, nàng vẫn phải mau chóng mạnh lên, để càng nhiều người mạnh lên. Linh nguyên tự nhiên là cái gì? Uyển Nhi còn không biết xảy ra chuyện gì. Ngũ hành truyền thừa của ta đến từ nơi đó, tạo nên thần long của xí thiên giới, cũng là đến từ nơi đó. Nơi đó có một cái thế giới ngũ hành phong bế phát triển mấy chục vạn năm, là thế giới. Chủ nhân của thế giới là một gốc ngũ hành thần thụ sau cùng của thế gian. Ta nói linh nguyên tự nhiên, tương đương với thần nguyên tự nhiên. Dạ An Nhiên nói, để bọn người Du Cảnh Chiến hoảng hốt một lát, tiếp đó mặt mũi lại tràn đầy cuồng nhiệt, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên. Thần nguyên tự nhiên. Dạ An Nhiên lại còn cất giấu một siêu cấp bảo tàng như thế này. Ngô Thái Bình và tất cả mọi người trong xí thiên giới đều không thể bình tĩnh. Ngũ hành thần thụ sau cùng của thế giới. Thần nguyên tự nhiên. Ngay cả xí thiên giới đều là nơi đó tạo nên. Bọn người Khương Phàm lại còn phong tồn một siêu cấp bí mật như thế này. Vì sao đến bây giờ mới công bố ra? Ánh mắt của rất nhiều người đều đỏ lên, hận không thể đều đi theo Dạ An Nhiên đến nơi đó. Rất nhiều người của Hướng gia đều khẽ nhíu mày, đây đều là thứ biến thái gì vậy? Dạ An Nhiên lại còn muốn dung hợp thần thụ thế giới.
chẳng phải tương lai nàng chính là một thần thụ thế giới sao? Các cường giả hỗn độn tử phủ đột nhiên nhớ tới Khương Phàm đã từng cam đoan, nói là muốn xí thiên giới đưa cho bọn họ. Trách không được, thì ra bọn hắn còn có chỗ tốt hơn để đi. Vẫn là tỷ tỷ tốt, lúc nào cũng đều không quên ta. Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc, đều gọi là tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ. Khương Uyển Nhi nhảy đến bên cạnh Dạ An Nhiên, thân mật kéo lại. Ngươi thật giống như quên huynh đệ chúng ta rồi. Khương Dương và Khương Hách rất bất mãn đi đến phía trước. Dạ An Nhiên cười nhạt từ chối nhã nhặn. Các cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, không hàng được năng lượng bên trong kia. Khương Dương cau chặt lông mày. Không thử một chút làm sao biết, chúng ta chỉ hấp thu một số nhỏ còn không được sao. Đó là thế giới của An Nhiên, nàng mời ai, người đó liền đội ơn, không mời ai, liền biết điều đợi. Khương Phàm lãnh đạm nhắc nhở, để Khương Dương Khương Hách im lặng, yên lặng lui xuống. Dạ An Nhiên nói với Ngô Thiên Khải và người của hỗn độn tử phủ. Nơi đó còn có năng lượng hỗn độn rất nồng nặc, nhưng ta là được mời mà đi, không tiện mang quá nhiều người. Ta sẽ dẫn thôn thiên yêu hoa đi đến, tận lực lắng đọng hỗn độn tinh thạch, sau khi trở về tặng cho các ngươi. Bọn người Ngô Thiên Khải vội vàng nói tạ ơn. Bọn người Độc Cô Kiếm mà bọn họ đều rất rung động, cơ duyên à cơ duyên. Mặc dù không phải hiểu rất rõ cụ thể tình huống cây ngũ hành thần thụ mà Dạ An Nhiên nói kia, nhưng nhất định có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Lại tính cả tài nguyên lấy được từ trận săn giết thao thiết yêu tộc của bọn hắn, cùng Cự Long và Hạo Huyền Minh với các loại tài nguyên mà Khương Phàm mang về, xí thiên giới nhất định sẽ nghênh đón một trận phát triển bồng bột. Thiên hậu tranh thủ cho bọn hắn được thời gian một năm này thật là quá mấu chốt. Ngay cả bọn hắn đều đột nhiên rất chờ mong. Một năm sau xí thiên giới sẽ cường hãn đến loại trình độ nào? Khương Phàm hỏi Dạ An Nhiên. Nàng chuẩn bị khi nào thì đi? Chờ vị sư phụ kia của chàng phục sinh. Dạ An Nhiên rất muốn đi liền ngay bây giờ, nhưng càng hiếu kỳ Khương Phàm ở đâu ra sư phụ. Ta không biết cụ thể thời gian phục sinh, nàng vẫn nên mau chóng đi qua đi, để tránh ra lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khương Phàm kỳ thật không có hy vọng xa vời xí thiên giới có thể an ổn ở chỗ này một năm, đương nhiên có thể làm được là tốt nhất rồi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn hy vọng An Nhiên có thể nhanh đi nhanh về. Chúng ta đợi 2 tháng, nếu như còn không phục sinh, thiếp sẽ liền đi qua. Dạ An Nhiên không chỉ là hiếu kỳ, cũng là theo lễ phép. Có thể làm cho Khương Phàm nói là ân và tái tạo, nàng đương nhiên muốn ở lại nghênh đón, biểu đạt hoan nghênh cùng cảm tạ. Bọn người Kiều Vô Hối cũng đều không có vội vã bế quan, ân sư có thể làm cho Khương Phàm nhắc lên nguy hiểm đắc tội với Cửu Thiên Thần Giáo, đều muốn cưỡng ép phục sinh, khẳng định vô cùng quan trọng, ai cũng không nên đi làm công việc mình làm ngay lúc này. Sau khi Khương Phàm liên tục thuyết phục mà không có kết quả, cũng chỉ có thể tùy theo bọn hắn. Đại trưởng lão thần giáo lại càng hiếu kỳ, cũng ở lại nhìn tình huống. Khương Phàm chuyển rời đại đạo linh đằng và các linh thụ đến thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên. Sau đó đi tới phía trước một hồ nước. Chỉ là thời điểm di chuyển linh thụ, quy mô của thôn thiên yêu hoa đã vượt qua những gì mà tất cả mọi người tưởng tượng, quy mô khổng lồ kéo dài mấy trăm dặm cơ hồ tương xứng với địa ma thụ, bên trong thế giới ngũ hành thật sự là dung không được, chỉ có thể tạm thời ở trong xí thiên giới trước. Sau khi Khương Phàm dọn dẹp sạch sẽ cái hồ nước rộng chừng vạn mét, lại lần nữa ném máu tươi hài cốt tích trữ trong thế giới tới trong hồ. Vì để biểu đạt sự tôn trọng đối với Đan Hoàng, Khương Phàm đã rạch 2 tay ra, tự mình hạ máu tươi của hắn xuống trong hồ. Chỉ là hành động này cũng kích thích những người khác, nhao nhao đi đến hồ nước phía trước, cống hiến một phần máu của mình. Khương Phàm tích trữ máu tươi vốn chính là chút thánh linh bán thánh, còn có những kẻ như Cự Long, hám hải thú kia, thậm chí còn có thánh hoàng huyết cùng thánh hoàng xương của Hạo Huyền Minh, bây giờ lại rót vào máu của thánh vương thánh hoàng như Kiều Vô Hối. Cùng với Ngô Thái Bình và đám người hỗn độn, cái gọi là huyết hà cốt xuyên đã phong phú lại càng trở nên bành trướng hơn. Ở trong hồ, huyết khí cuồn cuộn, sóng nhiệt cuồn cuộn, cơ hồ muốn sôi trào lên, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng dáng của những thánh vương, thánh linh kia. Khí tức sinh mệnh nồng đậm phun trào, để rất nhiều người vây ở xung quanh đều nhìn không được mà hít một hơi thật sâu. Thậm chí Bạch Tai còn phóng xuất ra cốt khí của mình, ngưng tụ thành kết tinh hải cốt. Hất tới bên trong huyết hồ. Khương Phàm nhìn hình ảnh, rầm rộ, ở trước mắt, cảm xúc bành trướng, năng lượng như thế xem như tẩm bổ một vị thánh hoàng đều dư xài,
lại phối hợp với siêu cấp linh bảo như cửu khiếu thông linh quả hấp thu tinh hoa trời đất của thế giới mới lắng đọng mười mấy vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm, thật sự là có khả năng tái tạo đan hoàng huy hoàng kiếp trước. Chí ít có thể bảo đảm bộ thân thể hoàn toàn mới này của đan hoàng có đầy đủ cơ sở tiềm lực. Đại trưởng lão vẫn chưa từ bỏ ý định, ho nhẹ mấy tiếng nói. Ta có câu nói, khả năng mạo muội, nhưng, năng lượng như vậy quá mạnh, thông linh quả có thể gánh vác được sao? Vị ân sư kia của ngài, có thể gánh vác được sao? Bọn người thiên hậu đều nhìn về phía Khương Phàm, năng lượng cuồn cuộn bên trong huyết hồ xác thực quá kinh khủng, không chỉ có máu tươi hài cốt đều là từ Niết Bàn đến Thánh Hoàng, càng quan trọng hơn là số lượng bề bộn, chủng loại phong phú, năng lượng như vậy cho dù là dùng đỉnh lô luyện đan, đều chưa hẳn có thể đè ép được. Ân sư của ta mặc dù chỉ còn linh hồn, nhưng thành tựu kiếp trước của ngài đã từng ảnh hưởng qua một thời đại. Khương Phàm đi đến phía trước huyết hồ, lấy ra gốc cây kén vừa mới lấy xuống từ trong thông thiên tháp kia, yên lặng cầu nguyện một lát, khẽ nói cùng đan hoàng. Sư phụ, ngài chuẩn bị xong chưa? Đan hoàng xuyên qua Khương Phàm nhìn huyết chiều cuồn cuộn, hài cốt chập trùng ở bên ngoài, đột nhiên lại có chút không nỡ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bồi bạn với Khương Phàm 30 năm, trong 30 năm này hắn đã chứng kiến Khương Phàm trưởng thành, cùng Khương Phàm trải qua, đan hoàng giống như là một quần chúng, nhưng lại thân ở trong đó. Đan hoàng không nói cho Khương Phàm trợ giúp bao lớn, trong lúc vô tình cũng đã làm bạn và chỉ đạo đến thành thói quen. Đột nhiên phải rời khỏi, lại có loại cảm giác không bỏ xuống được. Khương Phàm càng là không bỏ, chỉ trong 30 năm này, lại là dẫy giụa cầu sinh, trải qua 30 năm sinh tử. Hắn có thể sống đến bây giờ, có thể có được đến nhiều bảo vật như vậy, thật sự là đã cùng vui cùng buồn với đan hoàng. Mặc dù đan hoàng chỉ là tạm thời rời khỏi linh hồn của hắn, lại có loại cảm giác muốn mất đi. Vắng vẻ, còn có chút bất an không nói được. Đan hoàng đang trầm mặc, Khương Phàm cũng đang trầm mặc. Thời khắc tách rời này, bọn hắn lại có loại tình cảm hài tử lớn lên, muốn rời khỏi phụ mẫu kia. Ta cũng không phải là biến mất. Mà là muốn giành lấy cuộc sống mới, không cần thương cảm. Đan hoàng nhẹ nhõm cười một tiếng, phá vỡ bầu không khí vi diệu giờ phút này. Sư phụ, ngài thật sự hiểu rõ thông linh quả sao? Thứ này xác định không có nguy hiểm đúng chứ? Lại hoặc là, có tỷ lệ thất bại hay không? Khương Phàm bỗng nhiên có chút bận tâm. Nếu như nổi lên chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ linh hồn yếu ớt của đan hoàng ngay cả cơ hội chống cự cũng đều không có. Trên tư liệu lịch sử ghi chép, số lần bát khiếu thông linh quả xuất hiện rất ít, nhưng chỉ nói là công hiệu, cũng không có nhắc đến xác suất thành công. Cửu khiếu thông linh quả, hẳn là chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong giọng nói đan hoàng thoáng có mấy phần chần chờ. Dựa theo phỏng đoán bình thường, cửu khiếu hẳn là càng có hiệu quả hơn so với bát khiếu, càng là có xác suất thành công hơn, nhưng hiện thực và tưởng tượng luôn luôn có khoảng cách. Huống chi là một viên linh quả lắng đọng mấy chục vạn năm, nói là có linh trí của riêng mình đều không hiếm lạ. Chúng ta là không phải liều lĩnh, lỗ mãng, nếu không chờ một chút. Khương Phàm càng nghĩ càng do dự. Thử một chút đi. Trước đó đan hoàng không có hy vọng xa vời có thể giành lấy cuộc sống mới, bây giờ cơ hội đã bày ở trước mặt, hắn thật không muốn cứ từ bỏ như vậy, thậm chí cũng không nguyện ý chờ lâu. Mà, hắn càng ngày càng rõ ràng. Hắn có thể tỉnh lại cũng gặp được Khương Phàm rất có thể chính là vận mệnh đã sắp đặt, hắn cũng là nhất định phải bồi tiếp Khương Phàm một lần nữa trải qua chư thần tận thế. Mà trước thời điểm lúc này, hắn là có thể ở lại trong ý thức Khương Phàm. Nhưng con đường tiếp theo, hắn ở lại bên trong đã không có chút ý nghĩa nào, một lần nữa có được thân thể, lại trưởng cửu hoàng luyện thiên đỉnh, mới có thể chân chính đến giúp Khương Phàm. Nguy hiểm này đáng để nhắc lên. Nếu không, đợi thêm mấy tháng. Chờ sau khi An Nhiên dung hợp thế giới thần thụ trở về, ngài tới đó tái tạo cơ thể. Hoàn cảnh nơi đây tương đương với thế giới, tân sinh năng lượng càng dư giả, mà An Nhiên có thể khống chế được thế giới kia, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng có thể trợ giúp ngài. Từ trước tới giờ Khương Phàm không phải là người không quả quyết, nhưng bây giờ đột nhiên rất sợ mất đi đan hoàng. Không cần, bây giờ bắt đầu ngay đi. Đan hoàng đã quyết định, mặc dù rất mạo hiểm. Nhưng hẳn có thể được, dù sao đây cũng là yêu đồng chuẩn bị cho hắn, trước mắt mà nói, yêu đồng không có lý do giết chết hắn. Làm sao vậy, có vấn đề sao? Bọn người thiên hậu kỳ quái nhìn Khương Phàm. Nếu như ngươi có lo lắng, cơ hội như vậy vẫn là để lại cho thần tôn đi.
Đại trưởng lão kiên nhẫn. Sư phụ ta đã chuẩn bị xong. Khương Phàm đưa hai tay dâng kén cây lên, mang lên đến trước mặt. Chỗ phần gáy của hắn nổi lên đường vân rõ ràng, sau đó hóa thành từng tia sáng trắng, vòng qua Khương Phàm, thấm vào đến bên kén trong cây. Kén cây giống như trái tim, bành trướng nhảy lên, sợi đằng mặt ngoài đã bắt đầu tùy ý mở rộng, lập tức khô héo, lộ ra bộ dáng chân thực của cửu khiếu thông linh quả. Thoạt nhìn như là linh quả tùy ý sinh trưởng, chín cái khổng khiếu tán lạc ở mặt ngoài. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát, linh quả thình lình giống như là một tiểu nhân nhi đang cuộn mình, sáng long lanh, mê quang lượn lờ, vị trí khổng khiếu phân biệt tại mi tâm, phần gáy, xương sống, tứ chi và các bộ vị quan trọng. Sợi hồn niệm kia của đan hoàng chính là thông qua mi tâm khổng khiếu, dung nhập vào linh quả. Sư phụ, sư phụ! Khương Phàm kêu gọi đan hoàng ở trong ý thức, nhưng đan hoàng đã rời khỏi, rốt cuộc cũng không nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến từ trong ý thức. Thông linh quả an tĩnh một hồi rất lâu, sau đó giống như muốn sống lại, nhẹ nhàng lay động. Khương Phàm nhanh chóng phóng linh quả tới bên trong huyết hồ. Bọn người thiên hậu cảm thấy kỳ quái nhìn Khương Phàm, sợi linh hồn này từ trong thân thể Khương Phàm đưa ra tới. Chẳng lẽ là gửi ở trên người hắn sao? Có thể giới thiệu vị sư phụ này của chàng không? Thiên hậu rất kỳ quái, chuyện đặc biệt như thế này vậy mà hắn lại giấu giếm nàng. Tất cả mọi người đều đụng đến phía trước, vỉnh tai muốn nghe xem cố sự truyền kỳ của vị ân sư này. Chờ một lát, đầu tiên Khương Phàm mời Thường Lăng ở bên trong thông thiên tháp đi ra. Thường Lăng kinh ngạc nhìn hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên đối mặt với nhiều người như vậy, toàn bộ lại còn tràn ngập khí tức cường thịnh, để nàng có chút khó chịu. Thường Lăng tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Khương Uyển Nhi ngạc nhiên nghênh đón. Khương Phàm đưa tỷ đến, nói. Thường Lăng vừa muốn chào hỏi, đột nhiên chú ý tới trước mặt hài cốt cuồn cuộn chìm nổi bên trong huyết hồ, sắc mặt có chút trắng bệch, kinh sợ lui hai bước. Nàng là ai? Mọi người kinh diễm trước nữ tử Mỹ lệ đột nhiên xuất hiện, dung nhan xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, dáng người thon dài, thướt tha động lòng người, khí chất thánh linh tinh khiết, giống như tuyết liên tiên ba nở rộ, để cho người ta tỏa sáng hai mắt. Chẳng lẽ là Đông Hoàng Như Ảnh? Nữ nhi thánh chủ Ly Hỏa Thánh Địa, Thường Lăng, sao Khương Phàm lại mang nàng đến? Người quen biết cũ đều nhẹ giọng nói nhỏ. Khương Phàm đều là từ chỗ nào thu xếp được nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy? Bọn người Ngô Kình Thương, Triệu Thế Hùng đều âm thầm ngạc nhiên, mặc dù bọn hắn đối với nữ tử không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng nhìn thấy bên cạnh Khương Phàm càng ngày càng nhiều tuyệt thế mỹ nhân, vẫn còn có chút hâm mộ. Hắn là thật không lãng phí, ta đều nghĩ không có liên hệ nữa, vậy mà lại tìm trở về. Tiêu Phượng Ngô và Chu Thanh Thọ nhìn mà lắc đầu, ngay sau đó đều bẻ lên đầu ngón tay bắt đầu đếm, đây đều đã là người thứ mấy rồi. Một tuần có thể vòng một lần sao? Cổ nhân thật không lừa ta mà, nghiêm chỉnh nhất thường thường là muộn tao nhất. Ngưu Nhân, Kim Ốc Tàng Kiều thì thôi, còn ẩn giấu tới ba người. Giới chủ bắt đầu cầu nguyện thay cho Khương Phàm. Sau khi Khương Phàm giới thiệu Thường Lăng cho bọn người thiên hậu, lại chỉ vào huyết hà nói. Người khâm điểm ngươi qua đây đang ở bên trong huyết hồ này, ngài ấy chỉ còn lại một sợi linh hồn, vẫn luôn gửi ở trên người của ta, bây giờ muốn giành lấy cuộc sống mới. Khi còn sống ngài đã từng là một luyện đan sư, đan thuật của ta chính là được ngài chỉ đạo. Luyện đan sư, bọn người thiên hậu rốt cuộc cũng xem như đã hiểu Khương Phàm tu tập đan thuật từ chỗ nào, thì ra trên linh có một vị đã từng là luyện đan sư bám vào. Giới chủ xí thiên giới. Tất cả các gia chủ thế gia luyện đan đều nhao nhao đi đến phía trước, chăm chú đánh giá đến thông linh quả bên trong huyết hồ. Có thể giao lưu bằng ý thức, liền bồi dưỡng Khương Phàm đến cấp bậc đan thánh, khẳng định là vị luyện đan sư cấp cực cao. Kiếp trước là luyện đan sư cảnh giới thánh linh sao? Gia chủ Lưu gia nhìn không được mà hỏi. Cảnh giới thánh linh cái gì, hẳn là thánh vương. Gia chủ Ngụy gia nói ra. Thánh vương, luyện đan sư đều say mê đan thuật. Có cơ duyên và thời gian tu luyện tới thánh vương sao? Các luyện đan sư khác nghi ngờ nói. Khương Phàm nhẹ giọng cười. Ta nói, sư phụ ta đã từng ảnh hưởng qua một thời đại. Ngài từng có địa vị, ngay cả thần linh đều kính sợ, ngay cả đế tộc đều hạ mình. Chẳng lẽ là, thánh hoàng? Rất nhiều các luyện đan sư thốt ra, sắc mặt kinh hãi cũng thay đổi. Đây không thể nghi ngờ là cực hạn mà bọn hắn có thể tưởng tượng. Luyện đan sư có thể trưởng thành đến thánh hoàng sao?
ngay cả Thánh Vương đều không có nghe nói qua mấy người. Dù sao muốn có thành tựu trên đan thuật, liền cần dốc lòng nghiên cứu đan thuật, mà không phải tu luyện cảnh giới. Đối với luyện đan sư mà nói, cảnh giới chỉ là phụ trợ mà thôi. Nhưng, nếu quả thật tu luyện đến vấn đề như Thánh Hoàng, phẩm chất cùng đẳng cấp đan dược có thể luyện chế đơn giản là khó có thể tưởng tượng, không thể nghi ngờ là có thể ảnh hưởng đến trưởng thành Thánh Hoàng, thậm chí là biến đổi thần linh. Bọn người ngu Thái Bình không hiểu rõ tình huống cụ thể của luyện đan sư, nhưng bọn họ vẫn biết đan thánh thánh linh cảnh, bên trong xí thiên giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trình độ quý giá có thể so với Thánh Vương, nếu như là luyện đan sư cảnh giới Thánh Hoàng thì thật đúng là để cho thần linh kính sợ. Ngay cả Thường Lăng đều đang dao động, trách không được Khương Phàm luyện đan như chơi đùa, thì ra trên người có một vị siêu cấp luyện đan sư như thế này. Khương Phàm nhìn huyết hồ đang cuồn cuộn, kiêu ngạo càng rung động. Thời đại của người là tại hơn 3 vạn năm trước, người từng sáng tạo ra truyền kỳ, ảnh hưởng tới thời đại. Cho dù là đang ở niên đại xuất hiện lớp lớp anh hùng kia, người vẫn được tỏa sáng. Người, lấy đan đạo xưng thần, thiên hạ cùng tôn, nâng tên đan hoàng. Bầu không khí xung quanh huyết hồ bỗng nhiên an tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng, có chút người kinh ngạc nhìn Khương Phàm, có người thì hoảng hốt nhìn huyết hồ. Trong đầu vang vọng lấy câu kia thật lâu, đan đạo xưng thần. Xưng thần, thần, đây là linh hồn của một thần linh. Luyện đan sư còn có thể xưng thần. Thiên hạ cùng tôn, nâng tên đan hoàng. Cửu khiếu thông linh quả chìm vào huyết hồ sau đó liền không có động tĩnh, huyết triều không có dấu hiệu tụ tập, hài cốt các nơi cũng đều chìm chìm nổi nổi, không có chút thay đổi nào. Khương Phàm yên lặng nhìn, kiên nhẫn chờ đợi. Linh hồn đan hoàng như đã hòa tan vào, tiếp theo chính là nghe theo mệnh trời. Nhưng so với thông linh quả an tĩnh, mọi người xung quanh huyết hồ lại càng an tĩnh. Ngay cả thiên hậu đều rất khiếp sợ, trong ý thức Khương Phàm lại có một sợi thần hồn gửi lại. Giới chủ xí thiên giới càng khiếp sợ, thật không dám tin, thậm chí đều không thể hiểu, luyện đan sư lại có thể tu luyện tới cảnh giới thần linh. Đây không thể nghi ngờ là so với tu luyện thần linh như quang mang thần tôn, cửu thiên thần tôn càng khó hơn đến thế nào, thậm chí là không thể nào làm được. Chuyện này cần có tạo nghệ đan đạo kinh thế hãi tục gì, cần có huyết mạch linh văn kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng sau khi kéo dài an tĩnh, bầu không khí xung quanh hồ lại dần dần được đốt nóng lên. Khương Phàm chắc chắn sẽ không lừa gạt bọn hắn. Nói cách khác, đó thật sự là linh hồn của đan đạo thần linh. Đây là cơ duyên kinh thế hãi tục gì cơ chứ? Khương Phàm đã là thần hoàng võ đạo chuyển thế, trên thân còn mang theo thần hoàng đan đạo. Cái gì gọi là nghịch thiên trở về? Cái này không thể nghi ngờ chính là câu trả lời tốt nhất. Bọn người Độc Cô Kiếm mà nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt đều nóng lên, thậm chí mang theo vài phần kính sợ. Ông trời chiếu cố hắn như vậy, há không phải à muốn hắn hoàn thành chuyện kiếp trước chưa làm xong, lên trời chứng đạo. Chẳng lẽ, đời này kiếp này Khương Phàm thật sự có thể xưng đế? Vạn thế thần triều sắp được Chu Hoạch kiến lập. Chẳng phải tương lai thật sự có thể vạn thế truyền thừa, thương huyền cộng tôn. Giờ khắc này, bọn hắn chưa bao giờ tràn ngập lòng tin đối với tương lai giống như bây giờ. Giới chủ càng kích động đến mặt đều nóng đỏ lên. Một luyện đan sư xưng thần kiếp trước, trùng sinh trở về khẳng định không kém. Nếu như có thể hàng phục lại năng lượng của những thánh vương thánh hoàng bên trong huyết hồ này, lại phối hợp với linh quả lắng đọng tinh hoa đất trời mấy chục vạn năm, nói không chừng trực tiếp chính là một thánh vương. Thậm chí là Thánh Hoàng. Mà, đan thuật hắn trưởng khống, đan thuật hắn nghiên cứu, thậm chí là tạo nghệ đan đạo của hắn, đều là phong tồn ở bên trong linh hồn, khẳng định đều còn ở đó. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, kiếp này thành tựu của hắn nhất định có thể đuổi sát kiếp trước. Nghĩ tới đây, các luyện đan sư xí thiên giới đã kích động run rẩy lên, nhìn huyết khí tràn ngập trong huyết hồ, vẻ mặt thậm chí đều trở nên cuồng nhiệt. Một vị luyện đan sư thần cấp nắm giữ thuật luyện đan, tuyệt đối có thể vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đừng nói là thiên phẩm đan dược, thậm chí còn khả năng nắm giữ lấy hoàng phẩm đan dược. Chỉ cần hắn tùy tiện chỉ đạo một hai người, trình độ chỉnh thể của các luyện đan sư xí thiên giới tuyệt đối có thể lật thăng lên mấy lần. Ngưu Thái Bình và các thánh linh, thánh vương kích động, tu luyện võ đạo cần nhất chính là đan dược, càng là đi lên, là càng cần. Ví dụ như trong lúc chiến đấu cần bổ sung năng lượng, chữa trị thương thế, đều cần đan dược, một ít bế quan tu luyện tất yếu, đan dược cao cấp so với bảo cốt thánh linh, thánh vương đều quý giá hơn,
bởi vì tính nhắm vào của đan dược quá mạnh, tẩm bổ tinh thần, kéo dài tuổi thọ, thậm chí là kích phát tiềm lực huyết mạch. Nếu là luyện đan sư thần cấp, nói không chừng có thể giải quyết một ít hy vọng xa vời như để thánh linh tiến đến thánh vương, thậm chí là vọng tưởng thánh vương tiến đến thánh hoàng. Thường Lăng An tĩnh thánh khiết kích động lên, trên đường tất cả tinh thần bất định cùng lo nghĩ, đều tan thành mây khói tại thời khắc này. Bất luận như thế nào nàng đều muốn nắm lấy cơ hội, bái nhập đến môn hạ vị đan thần này. Thiên hậu, Dạ An Nhiên, Kiều Hinh đều đi đến phía trước nhất, vây quanh huyết hồ an tĩnh, kích động chờ đợi trùng sinh như kỳ tích, cũng đang mong đợi đan hoàng. Đại trưởng lão Cửu Thiên Thần Giáo cũng khẩn trương lên, nếu quả thật giống Khương Phàm nói như vậy, nói không chừng vị luyện đan sư trùng sinh này thật có thể kéo dài tuổi thọ cho thần tôn bọn hắn. Chỉ là, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, cửu khiếu thông linh quả lại trầm xuống đáy hồ đến hơn 30 ngày. An tĩnh quỷ dị để Khương Phàm đều trở nên nôn nóng bất an, thật sợ sẽ xuất hiện có cái gì ngoài ý muốn. Mà trong hơn 30 ngày này, thế giới bên ngoài lại triệt để oanh động lên. Khương Phàm đột phá cảnh giới, bước lên cảnh giới Thánh Vương. Bên cạnh Khương Phàm xuất hiện Thiên Long Thánh Vương, từng đánh bại thiên kiêu bất bại kim vô song của Thái Sơ Đại Lục, từng áp chế chủ nhân Thái Uyên, Nam Cung đấu hồn của thần khắp chi hải. Khương Phàm đại sát tám phương, không một người nào địch lại tại thế giới mới. Tử Kim Cự Long, Ân Sát, Nhiếp Khuê Hùng, Nam Cung đấu hồn, Hám Hải Thú, Hạo Diệp, Lục Đại Thánh Vương chết thảm dưới tay Khương Phàm, bán thánh, thánh linh. Chết thảm hơn 20 kẻ. Lão Tổ Thần Miếu, Hạo Huyền Minh vượt biển săn giết Khương Phàm, bị giết thảm tao. Cả tộc Thái Cổ Thần Miếu vội thoát khỏi, từ bỏ Tây Nam. Khương Phàm từ Tây Nam trở về Thương Huyền Đại Lục. Cửu Lê Ma tộc truy đuổi 8.000 dặm, cuối cùng thất bại. Khương Phàm, hư hư thực thực trở về Xí Thiên Giới. Rung động, rung động, vẫn rung động. Sau khi tất cả các cường tộc Thương Huyền lấy được tin tức đều lâm vào khiếp sợ. Khương Phàm đã bước vào cảnh giới Thánh Vương. Từ khi Khương Phàm xuất hiện trong tầm mắt mọi người cho đến bây giờ, chỉ mới bao nhiêu năm mà thôi. Vậy mà hắn đã đạt đến tới độ cao mà vô số thiên kiêu nhân kiệt gần trăm năm mới có thể làm được. Mà Khương Phàm vẫn kéo dài điên cuồng cùng cường đại cho tới nay, còn có thể tùy ý săn giết Thánh Vương, ngay cả lão tổ tông Thánh Hoàng đều có thể phản sát. Không thể tưởng tượng nổi chính là, thậm chí ngay cả Thánh Linh cùng Thánh Vương đại lục khác Khương Phàm đều không buông tha, bao gồm cả Cự Long. Nói giết liền giết. Càng không thể tin hơn chính là, dưới sự vây bắt của các phương, Khương Phàm lại còn có thể phóng tới mấy chục vạn dặm, trở lại Thương Huyền. Đàm phách như thế, thái độ như thế, bá thế như thế, vừa rung động thiên hạ, đồng thời cũng mang đến cho tất cả các cường tộc Thương Huyền cảm giác áp bách không cách nào nói rõ. Cho đến giờ khắc này, mọi người không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề nghiêm trọng, tình thế Khương Phàm trở lại làm chủ nhân Thương Huyền, như là đã không thể nghịch chuyển. Mặc dù Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo vẫn cường thịnh như cũ, mặc dù Hoàng Đạo ngoại vực vẫn còn uy nghiêm, nhưng nhìn chung đại thế Thương Huyền, vạn đạo bị hủy diệt, thao thiết đã tàn phế, thần miếu thì đào vong, man hoang lại bị phong khốn, phù tăng thì bị hạn, Cửu Thiên Thần Giáo càng trở mặt cùng Quang Mang Thần Điện. Dưới sự liên hợp vây bắt của tất cả Hoàng Đạo Thương Huyền, Khương Phàm cùng Xí Thiên Giới càng ngày càng mạnh, Hoàng Đạo lại liên tiếp bị phế. Đây đã không còn là chuyện có thể dùng lý do, tìm không thấy Xí Thiên Giới, này để giải thích, rõ ràng là các Hoàng Đạo Thương Huyền vô năng. Hiện nay, Xí Thiên Giới giận đụng Thiên Trụ Sơn, Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo bị lọt vào kiềm chế chí mạng. Ngược lại là sau khi Khương Phàm đại sát tám phương, thu hoạch được tài nguyên linh bảo rộng lượng, thế tất sẽ trở nên càng mạnh. Tất cả cường tộc, hoàng tộc, thậm chí là hoàng đạo, đều không thể không bắt đầu cân nhắc tình cảnh của bọn hắn, cùng cách cục Thương Huyền trong tương lai. Bởi vì, từ tư thái Khương Phàm bây giờ đến xem, hắn đã hoàn toàn từ bỏ chiến lược hợp tung liên hoành kiếp trước, mà là triệt để chỉnh đốn cách cục Thương Huyền, không chỉ nói là nói nhìn, mà là thật sự làm như vậy. Bởi vì, Chí Tôn Hoàng Đạo cùng Xí Thiên Giới rằng co lúc nào cũng có thể kết thúc. Đến lúc đó tất nhiên chính là trận đại chiến gió tanh mưa máu. Một trận chiến tranh ầm ầm sóng dậy sắp quét sạch Thương Huyền, chỉ sợ tất cả cường tộc đều khó mà không đếm xỉa đến. Lúc này là thời điểm bọn hắn nên cân nhắc, cũng là thời điểm làm ra quyết định. Thời gian yên lặng đi đến kỷ nguyên năm thứ 17, tại thời khắc đặc thù khi mà trăm vạn dặm Thương Huyền đều đang quanh quẩn tiếng, thảo luận về vận mệnh, thì những tin tức liên tiếp bộc phát, đã nhấc lên oanh động mới.
Ngày mùng tháng 1, Thương Huyền Tổ Địa cử hành nghi thức, chuyển giao trấn thủ, với thanh thế thật lớn, mời tất cả chủ nhân Thánh Địa Thương Huyền đến cùng nhau chứng kiến. Thương Huyền Đại Lục, Tổ Địa Thánh Địa, trấn thủ thứ 126, Diêu Khải Minh, tuyên bố quy ẩn. Nguyên Thánh Chủ Vô Hồi Thánh Địa, Tôn Chủ Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ, Lý Quân Giao, tuyên bố kế nhiệm trấn thủ Thương Huyền Tổ Địa đời thứ 127. Lý do, tuổi tác Diêu Khải Minh đã cao, về lý hẳn là nên quy vị, mà Vô Hồi Thánh Chủ, Lý Quân Giao từ thánh cảnh bước lên thánh vương cảnh, trở thành thánh vương sử thượng hiếm có của Thánh Địa Thương Huyền, có thực lực dẫn dắt Thánh Địa Thương Huyền. Lý do thứ hai, Thánh Địa Tứ Phương Trung Ương, Tứ Đại Tôn Chủ Ngoại Vực, lấy 7 phiếu thông qua, 1 phiếu bỏ quyền, thông qua được Diêu Khải Minh quy ẩn cùng Lý Quân Giao kế vị. Lý Quân Giao lập tức tuyên bố, xét thấy Thương Huyền dung chuyển, dân chúng lâm nạn, đặc biệt chọn ra 9 đại khu an toàn. Theo thứ tự là chỗ ở của Liên Minh Tôn Chủ Thánh Địa Tứ Phương, chỗ ở của Thánh Địa Trung Ương, cùng chỗ của Tổ Sơn Đại Hạ Hoàng Triều. 9 đại khu an toàn tiếp nhận tất cả dân chúng bình thường, thậm chí đại tông cường tộc tị nạn. Bất cứ chiến tranh gì giữa hoàng đạo, đều không được đi đến. Nếu không chính là địch của chúng sinh Thương Huyền, Thương Sinh Cung sẽ giúp đả kích. Tin tức này vừa được tuyên bố đã nhanh chóng đưa tới oanh động. Đối với dân chúng bình thường đang ở vào trong thời gian hốt hoảng mà nói, Thương Huyền Tổ Địa tuyên bố mở ra, không thể nghi ngờ là đã cung cấp cho bọn hắn chỗ tránh nạn đáng để tin tưởng nhất. Mà trấn thủ Tổ Địa lại còn ra đời Thánh Vương cảnh, đây không thể nghi ngờ là tăng lên lực ảnh hưởng của Thánh Địa, có năng lực bảo vệ bọn hắn. Đối với tất cả hoàng tộc hoàng đạo mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức hỏng bét. Trong thiên hạ, ai cũng biết mối quan hệ giữa Vô Hồi Thánh Chủ và Khương Phàm, đó là sư đồ, càng dường như là mẫu tử. Vô Hồi Thánh Chủ có thể tấp nập đột phá ở tuổi 120, từ Niết Bàn cao giai tiến Thánh Linh, lại đến Thánh Vương, khẳng định là đã nhận được quà tặng của Khương Phàm. Ở dưới loại tình thế này, bọn hắn không thể không hoài nghi tính trung lập của Thánh Địa Tổ Sơn. Nhưng, bọn hắn đã không thể ra sức. Dưới cục diện trước mắt, nếu như ai chinh phạt Tổ Sơn, chính là địch cùng dân chúng. Mà, Vô Hồi Thánh Chủ làm việc bá đạo cường thế, lại còn là Thánh Vương cảnh, nếu như khu an toàn thật sự chủ hoạch kiến lập lên, tụ tập đến hàng tỷ dân chúng bình thường, vậy thì uy lực của Thương Sinh Cung chắc chắn có thể bắn giết Thánh Vương, uy hiếp Thánh Hoàng. Tin tức thứ hai, ngày 10 tháng 1, Hoàng đạo Đông Nam, Sinh Mệnh Thần Điện, đột nhiên tuyên bố toàn vực Đông Nam Bộ trung lập. Bọn hắn không còn nhúng tay chiến tranh Thương Huyền, cũng không hy vọng chiến tranh tác động đến Đông Nam Bộ. Hy vọng Khương Phàm, các hoàng đạo Thương Huyền, tôn trọng quyết định của bọn hắn. Tin tức này vừa truyền ra đã đánh tất cả hoàng tộc thậm chí hoàng đạo một cái trở tay không kịp. Sinh Mệnh Thần Điện là thế lực linh tộc, phạm vi khống chế bao gồm cả hơn 200.000 dặm Đông Nam vực, cực kỳ tới gần khu vực Tân Hải mấy vạn dặm, không chỉ có phạm vi khổng lồ, còn chiếm cứ rất nhiều thế lực linh tộc, cường tộc nhân tộc, cấp bậc hoàng tộc đã có 3 cái. Toàn bộ Đông Nam vực độc lập, không chỉ có giảm bớt áp lực Khương Phàm gặp phải sau này cực lớn, cũng là tương đương dùng khác phương thức tỏ thái độ không nhìn đến tư thái của Chí Tôn Hoàng đạo nữa. Sau khi Chu Thiên Thần Điện khi lấy được tin tức, bọn họ lập tức an bài phó điện chủ bái phỏng Sinh Mệnh Thần Điện, nhưng còn chưa có tiến vào địa vực Đông Nam thì đã bị chặn đường. Lý do là, Đông Nam vực đã là khu trung lập, không tiếp kiến bất cứ thế lực cấp hoàng đạo nào. Xí Thiên Giới, Cửu Thiên Trưởng Lão Thần Giáo tấp nập đưa tới các tin tức ở bên ngoài để phấn chấn không khí nơi này, nhưng bọn hắn không có để ý tới bên ngoài quá nhiều, mà đang khẩn trương chờ đợi Đan Hoàng khôi phục. Sau 37 ngày, Cửu Khiếu Thông Linh quả sáng long lanh hoàn toàn mở rộng ra thân thể, có chút ngẩng đầu, hướng bầu trời, khổng khiếu trên trán phóng xuất ra cường quang bắn thẳng lên tới bầu trời, va chạm vào bình chướng trên khung trời của Xí Thiên Giới, mê mụ hỗn độn nồng đậm liền vặn vẹo. Ánh mắt mọi người theo cột sáng mà nhìn lên. Cột sáng tinh tế, lại nhanh chóng vặn vẹo mê mụ hỗn độn, cưỡng ép xuyên suốt Xí Thiên Giới, biến mất trong hư không mênh mông. Đây là đang triệu hoán cái gì sao? Đám người phấn chấn càng khiếp sợ, có thể vặn vẹo cả Xí Thiên Giới. Không hổ là linh túy tự nhiên được lắng đọng mấy chục vạn năm, có thể bộc phát uy lực và năng lượng như thế. Chẳng lẽ là đang thu hút hồn phách kiếp trước? Đây chính là chỗ thần kỳ để Cửu Khiếu Thông Linh quả mạnh hơn Bát Khiếu Thông Linh quả sao? Khương Phàm cau mày, không rõ tình huống. Trong hư không mênh mông, hoang vu mà yên tĩnh, cột sáng kéo dài phóng thích, nhưng mãi vẫn không có trả lời.
Nhưng, Chu Thanh Thọ đang lặng lẽ trêu chọc Na Yêu bỗng nhiên biến sắc, nhíu mày ngắm nhìn thâm không vô tận, càng xem càng cảm thấy là lạ, hắn không tự chủ được mà bay lên không, đứng ở cột sáng va chạm bình chướng đưa tới vòng xoáy ở xung quanh, theo dõi bên ngoài thâm không, ngón tay chậm vuốt khẽ một chút, giống như là đang bấm đốt ngón tay tính toán cái gì đó. Không lâu sau đó, Chu Thanh Thọ bỗng nhiên biến sắc, cao giọng quát tháo. Tránh khỏi huyết hồ, lui lui lui, lui. Bọn người Khương Phàm không rõ tình huống, lại quả quyết rút lui về phía sau. Oanh, oanh, oanh. Hư không mênh mông liên tiếp truyền đến tiếng vang phiêu miểu, giống như là chùy trống của thiên thần, âm thanh chấn động cả hư không. Từng chùm sáng xé mở hắc ám, xuyên qua hư không, giống như nhận lấy thông linh quả chỉ dẫn, vượt qua hư không mênh mông mà lao tới. Chùm sáng càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng bành trướng, tại thời điểm va chạm vào xí thiên giới. Đã biến thành tinh hà lao nhanh, trùng điệp, hùng vĩ mà rung động. Xung quanh xí thiên giới, thậm chí chỗ hư không của thiên trụ sơn, đều đột nhiên trở nên sáng lên, như là bị hàng trăm hàng vạn viên tinh thần tô điểm. Hào quang sáng chói thuận vết nứt không gian dữ tợn xung quanh xí thiên giới, xô ra hư vô, vẩy xuống phía ngoài thế giới thật. Vào đêm khuya dãy núi lập tức có sao dày đặc đầy trời, mỹ lệ duy mỹ, nhưng lại thần bí khó lường. Quang mang thần tôn quá sợ hãi, lập tức thét lên ra lệnh tất cả mọi người đề phòng bất trắc. Ầm ầm, xí thiên giới mãnh liệt lắc lư, va chạm đến bình chướng yếu ớt của tế đàn không gian, dẫn nổ vết nứt hư không dày đặc, nhấc lên bạo động. Quang mang thần tôn giận dữ mắng mỏ, thét lên ra lệnh thiên hậu đi ra đáp lời. Nhưng, phía ngoài xí thiên giới đang rung chuyển, bên trong lại lâm vào an tĩnh. Ánh sáng không có tiến đụng vào xí thiên giới, mà là quay quanh tại cột sáng đưa tới trong vòng xoáy. Nơi đó nhìn tựa như là hình ảnh tinh không vô tận thu nhỏ, thiên tinh lập lòe, tinh hà lao nhanh. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, là tuyên cổ thiên tinh, bảy đại chủ tinh tinh hà. Mặt mũi Chu Thanh Thọ tràn đầy chấn kinh, kích động chỉ vào trong xoáy nước đang dần dần rõ ràng bảy dạng tinh hà. Bảy dòng tinh hà lao nhanh quay quanh, riêng mình bảo vệ lấy một viên tinh quang chói mắt. Khương Phàm cau mày, thông linh quả lại còn có thể cảm ứng tinh thần. Nơi này có ảo diệu gì sao? Đúng vào lúc này, bảy dòng tinh hà cuộn trào mãnh liệt, chấn thiên động địa, hư không đều đang lay động, bóng tối vô tận đều giống như muốn vỡ nát, bọn chúng vờn quanh chủ tinh sinh ra liên hệ vi diệu. Cẩn thận quan sát, giữa tinh không vô tận và chủ tinh tinh hà như là tạo thành trận pháp thần bí. Ngay sau đó, chủ tinh giao tiếp đến vị trí trung ương, cũng chính là vị trí thông linh quả đánh ra cột sáng kia, nổi lên hào quang màu tím. Tử vi thần viêm. Khương Phàm hít vào từng ngụm khí lạnh, rốt cuộc đã hiểu đang xảy ra chuyện gì. Đây là thời khắc sinh ra thế giới, tiên thiên sinh ra thần viêm sáng thế. Càng là thần viêm mà thế giới mới từ trong hỗn độn chưa tỉnh lại, là nguyên lực vạn vật tại tinh không vô tận chiếu ánh được sinh ra. Tinh thần bất hủ. Thần viêm không tắt. Thần viêm nở rộ, thiên tinh tận huy. Tử vi thần viêm, biểu tượng chính là không ngừng sinh sôi, còn có thể sinh ra kỳ diệu liên hệ với tuyên cổ thiên tinh, hình thành uy lực sát phạt kinh khủng. Đây là đang thức tỉnh, đây là đang thức tỉnh linh văn. Linh văn của Đan Hoàng, lại là tử vi thần viêm. Khương Phàm đã từng hỏi linh văn cùng thần viêm của Đan Hoàng, nhưng Đan Hoàng chưa bao giờ đáp lại, chỉ là tại thời điểm giới thiệu tiên thiên thần viêm. Cường điệu đề cập tới tử vi thần viêm. Thông linh quả đột nhiên sinh ra liên hệ cùng tinh thần, có thể là một loại thức tỉnh linh văn tiên thiên. Tử vi thần viêm, linh văn của Đan Hoàng lại là thần viêm. Trách không được ngài ấy có thể xưng thần, thì ra là thức tỉnh linh văn khủng bố như thế. Ai giới thiệu chút về tử vi thần viêm được hay không? Đám người phấn chấn nghị luận lên. Tử vi thần viêm, lại gặp mặt, lão đầu tử, người thật muốn trở về sao? Sâu trong khí hải của Tịch Nhan, linh hồn thôn thiên ma hoàng nhìn lên thâm không, vẻ mặt phức tạp. Tinh hà lao nhanh, tinh chủ lấp lóe, pháp trận ù ù xoay tròn, cuối cùng tử quang bao phủ vòng xoáy, hóa thành cột sáng va chạm đến huyết hồ, thấm vào chỗ mi tâm của thông linh quả, ngưng tụ thành tử vi hỏa văn giống như bảy ngôi sao giao hội. Sau đó, thông linh quả nở rộ lên ánh sáng, khổng khiếu trên trán cùng tám cái khổng khiếu khác bắt đầu hấp thu huyết khí cùng hài cốt bên trong huyết hồ. Huyết hồ cuồn cuộn, hài cốt lún xuống, cả hồ nước giống như là tòa mẫu thai to lớn, tư dưỡng khôi phục thông linh quả.
Đôi mắt đẹp của Kiều Hinh sáng lên, không hổ đã từng là đan thần, thức tỉnh đã có thể dẫn phát dị tượng đất trời. Thông linh quả phiêu đãng tại đáy hồ, thông qua khổng khiếu không ngừng liên tục hấp thu huyết khí cùng cốt khí, rất nhanh đã ngưng kết thành một viên thịt to lớn. Cho đến sau khi cả hồ nước đều trở nên thanh tịnh, viên thịt cũng ngừng phiêu đãng lại, chìm ở đáy hồ không nhúc nhích. Một ngày, hai ngày, thời gian cứ trôi qua như vậy, dưới sự chờ đợi cùng mong chờ của tất cả mọi người, đã đi qua 8 ngày. Răng rắc, viên thịt bên trong đáy hồ truyền đến âm thanh xé rách nhỏ xíu, sau một khắc, liệt diễm tuôn ra, viên thịt vỡ nát, quét sạch hồ nước. Liệt diễm màu tím tinh khiết như nước, hiện ra tia sáng kỳ diệu giống như tinh thần, bao phủ ở trong hồ ẩn hiện ra 7 tinh mâu giống như hỏa nguyên, thần bí mà khó lường, lại khuấy động uy lực và năng lượng cực kỳ to lớn, như là tương huy chiếu thấu với nhau cùng 7 tuyên cổ thiên tinh bên trong tinh thần mênh mông. Thành công! Khương Phàm phấn chấn đến kích động, thời gian so với hắn dự đoán còn nhanh hơn, nhưng không biết sẽ khôi phục lại đến trình độ gì. Tất cả mọi người đều vạn phần chờ mong, muốn chiêm ngưỡng luyện đan sư đã từng là đan đạo xưng thần này. Nhân vật tuyệt thế hiếm thấy như vậy, đủ để lưu danh sử sách. Nhân vật như vậy bất luận là xuất hiện ở thời đại nào, đều tin mừng của thời đại kia, cũng nhất định sẽ được luyện đan sư thiên hạ quỳ bái, càng có thể làm cho thần linh 10 phương phụng làm khách quý. Tất cả các luyện đan sư của các thế gia kích động đến mức mặt đều sáng lên, hai tay nắm chắc, thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy. Đối với luyện đan sư bọn hắn mà nói, có thể chứng kiến đan thần trùng sinh, vần quanh ở hai bên đan thần, quả thực là vinh hạnh lớn lao. Sâu trong liệt diễm cuồn cuộn, một nam tử bộ dáng thanh niên đã thức tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, đầu ngón tay giật giật, tiếp đó thân thể cùng ý thức liên hệ với nhau, bắt đầu tùy ý hoạt động. Nam tử nhúc nhích bả vai, mở rộng thân thể, đưa tay dẫn dắt liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ liệt diễm thành y phục, phóng lên tận trời. Hắn trông rất anh tuấn, da thịt như ngọc, tóc dài phiêu giật, y phục tử viêm lấp lóe ánh sao hoàn mỹ làm nổi bật lên khí chất nho nhã, dáng vẻ tôn quý của hắn. Khương Phàm đưa tay đè tiếng đám người đang nghị luận xuống, vừa chờ mong vừa khẩn trương nhìn nam tử trên không trung. Hắn muốn xác định đầu tiên đây có phải là đan hoàng hay không, có nhận ảnh hưởng đặc thù hay không. Cảnh giới thánh vương. Sau khi bọn người Kiều Vô Hối xác định khí tức nam tử, thì đều âm thầm đề phòng, chăm chú nhìn nam tử. Nam tử nhìn quanh toàn trường, lại nhìn về hướng Khương Phàm, sau khi im ắng ngóng nhìn một trận, chậm rãi nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười thản nhiên. Không cần nhiều lời, một ánh mắt chính là lời đáp lại. Khương Phàm thở sâu, từ trong khí hải mời ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, một gối quỳ xuống. Vật về với chủ, chúc mừng sư phụ trùng sinh trở về. Đan hoàng đưa tay đè cửu hoàng luyện thiên đỉnh lại, đầu ngón tay nhẹ xoáy, một tay nhắc lên. Đỉnh lô lắc lư mãnh liệt, bộc phát cường quang ngập trời, hỏa nguyên lực mênh mông giữa trời đất đều đang sao động, giống như là giải lụa màu đầy trời, gào thét lao đến phía đỉnh lô, tất cả vòng xoáy mặt ngoài đỉnh lô vậy mà đều có dấu hiệu khôi phục, giống như là đang hoan nghênh chủ nhân trở về. Cung nghênh đan hoàng trùng sinh trở về. Các luyện đan sư xí thiên giới kích động nhất, trực tiếp quỳ ở nơi đó. Thời khắc này tôn trọng, thời khắc này kích động, không phải là bởi vì hắn là sư phụ của Khương Phàm, mà là địa vị siêu phàm đan đạo xưng thần của hắn. Bọn hắn không biết vì sao nhân vật như vậy không thể lưu danh trong lịch sử, nếu quả như thật sự được lưu truyền tới nay, khẳng định sẽ bị tất cả tông môn đan đạo thiên hạ rèn đúc thành tượng đá, đốt hương lễ bái. Mấy người Kiều Vô Hối cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất, Khương Phàm đều quỳ, bọn hắn về tình về lý đều hẳn là nên quỳ xuống. Thiên hậu, Dạ An Nhiên cùng chư nữ quyến môn cũng đều chậm rãi hạ thấp người, lấy đó làm kính sợ. Không cần đại lễ như vậy. Đan hoàng từ trên trời giáng xuống, đưa hai tay đỡ Khương Phàm dậy. Mặc dù quanh năm làm bạn, nhưng hôm nay mới xem như thật sự gặp nhau. Hắn có thể cảm nhận được Khương Phàm kích động, nhưng hắn cũng không phải là không. 30.000 năm ngủ say, 30 năm làm bạn, hắn thật không nghĩ tới mình còn có thể sống lại một lần nữa. Mặc dù trận phục sinh ngoài ý muốn này nhất định là sẽ phải tiếp tục trải qua bi thống, nhưng hắn đã chuẩn bị tốt, không sợ tương lai đen tối. Thật sự là hắn thật sự đã trở về. Thôn Thiên Ma Hoàng xuyên qua tịch nhan, nhìn thân ảnh quen thuộc kia. Hắn rõ ràng đã chết tại thời đại kia. Hắn rõ ràng đã mang theo đau đớn cùng hối hận mai táng chính mình.
hắn rõ ràng chỉ là một sợi linh hồn muốn lưu lại truyền thừa. Trùng sinh. Hắn đều đã như vậy, lại còn có thể trùng sinh trở về. Cái này thuộc về cái gì, nghịch thiên cải mệnh sao? Thôn thiên ma hoàng không có bạo ngược cùng u ám như bình thường, mà là mang theo cảm xúc phức tạp nhìn đan hoàng ở phía ngoài. Nụ cười, hắn lại mang theo nụ cười. Lịch sử sắp tái diễn, chẳng lẽ hắn còn nguyện ý trải qua một trận thần ma tận thế một lần nữa sao? Có cái gì khó chịu hay không? Khương Phàm vẫn không yên lòng. Rất bình thường, cửu khiếu thông linh quả không chỉ có hồn phách tinh khiết, cũng có huyết nhục linh nguyên tinh khiết, tương đương với sinh linh siêu thoát tại luân hồi đại đạo, thai nghén tự nhiên, nhưng sinh linh này không có ý thức của bản thân, tương đương với một vật chứa. Vậy ngài đây coi như là linh tộc hay là nhân tộc? Sơ bộ đến xem, hẳn là gồm cả hai, mà giống như ẩn chứa bí mật càng sâu. Dù sao cũng là linh quả thai nghén mấy chục vạn năm, khẳng định có rất nhiều chỗ kỳ diệu, sau này từ từ nghiên cứu. Đan Hoàng rất hài lòng đối với bộ thân thể này, nhất là vấn đề linh văn, trước đó còn lo lắng có thể thức tỉnh linh văn kiếp trước hay không, có thể trọng trưởng tử vi thần viêm hay không, không nghĩ tới trong quá trình dung hợp liền hoàn thành. Ta thấy cảnh giới của ngài có chút phiêu hốt, giống cảnh giới thánh vương, còn giống như hơi bất ổn. Bây giờ còn không tính là thân thể thật sự, cần từ từ thích ứng và hoàn thiện, sau này bất luận là cảnh giới hay là linh văn đều có thể ổn định. Tình huống cụ thể, hẳn là thánh hoàng linh văn, cảnh giới thánh vương đỉnh cao. Đan hoàng trùng sinh có thể đạt tới vấn đề như vậy, trừ cùng có liên quan tới huyết hà cốt xuyên Khương Phàm chuẩn bị ra, càng quan trọng hơn là hiệu quả của siêu cấp linh túy cửu khiếu thông linh quả này. Yêu đồng xác thực đã đưa cho hắn một món lễ lớn. Khương Phàm mừng thay cho đan hoàng, cũng sợ hãi thán phục với hiệu quả thần kỳ của cửu khiếu thông linh quả. Tuy nhiên hắn cũng có thể hiểu, mấy chục vạn năm lắng đọng, chính là chờ đợi phóng thích toàn diện vào thời khắc này, không trực tiếp tiến đến thánh hoàng linh văn đều có lỗi với nó. Còn cần ta lần lượt giới thiệu cho ngài không? Khương Phàm chỉ đến những người xung quanh. Không cần, ta đều thấy rõ trong ý thức của ngươi. Đan hoàng đối mặt đám người, nói. Tâm ý của các ngươi, ta đều nhận, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cũng đừng có câu nệ lễ phép, nên làm cái gì thì đi làm cái đó thôi, sau này lại từ từ ở chung. Bọn người Kiều Vô Hối lần nữa hành lễ, nhưng đều không có sốt ruột rời khỏi, bọn hắn không chỉ là suy nghĩ nhiều nhìn vị đan đạo thần linh này, càng nghĩ đến việc hắn có thể luyện chế đan dược gì hơn. Bọn người Tiêu Phượng Ngô trừng to mắt nhìn đan hoàng. Đan thần kiếp trước sao, đây chính là một điều hy hữu. Đan hoàng cười nhạt mà nói. Các ngươi làm tốt chuyện của mình, những cái khác giao cho ta. Ai có thể mang vui mừng cho Khương Phàm, ta có thể cho người đó vui mừng. Khương Phàm phất phất tay. Đan hoàng có rất nhiều thuật luyện đan, nhưng luyện đan cần vật liệu, cần chúng ta đi siêu tập, đi tranh thủ. Chỉ cần dược liệu đủ, không có đan dược nào chúng ta không luyện được. Ví dụ như, đan dược thăng hoa linh văn mà Tịch Nhan dùng ban đầu ở La Phù kia, chính là vật bồi táng của đan hoàng. Mai táng dưới đất hơn 3 vạn năm, dược hiệu cơ hồ đã hao hết, nhưng vẫn đẩy Tịch Nhan từ lục phẩm lên thất phẩm. Đám người trao đổi ánh mắt. Không thể nghi ngờ chính là cực kỳ mong đợi câu trả lời chắc chắn này. Biến đổi linh văn. Lục phẩm đến thánh phẩm. Không hổ là đan đạo thần linh, đan dược có kỳ tích như thế này đều có thể luyện chế ra tới. Các luyện đan sư của xí thiên giới càng kích động, thậm chí là sao động. Vậy mà có thể luyện ra được đan dược như thế này. Thăng hoa linh văn không thể nghi ngờ là nghịch thiên cải mệnh, bình thường là cần bảo vật tẩm bổ thần cấp. Đan hoàng âm thầm lắc đầu. Đó là tạo nghệ đan đạo cao nhất của hắn, dược liệu cần thiết cũng rất phức tạp. Bây giờ nói cho người khác biết, dễ dàng chờ mong kéo đến quá vẹn toàn, đến lúc đó vật liệu không đủ, hắn cần phải cõng nồi. Lão tiền bối, ngài có biết gì về tình huống của thần tôn chúng ta không? Ngài thật có thể giúp ngài ấy kéo dài tuổi thọ sao? Vật liệu không là vấn đề, mặc kệ là cần cái gì, chúng ta đều có thể gom lại. Đại trưởng lão thần giáo đi đến phía trước. Buông xuống tất cả cao ngạo, ngôn ngữ tôn trọng, ánh mắt càng là chờ mong. Chờ thần tôn các ngươi có thời gian lại tới đây, ta tự mình kiểm tra tình huống cho hắn. Có thời gian, bây giờ liền có thời gian. Đại trưởng lão kích động đến sáng mắt lên, thi lễ một cái thật sâu, sau đó trực tiếp liền rời khỏi. Khương Phàm hô to. Đừng quên nhắc nhở thần giáo các ngươi,
có nguyện ý về Vĩnh Hằng Thánh Sơn đều tới nơi này. Đan Hoàng lắc đầu, nói với Thường Lăng cùng các luyện đan sư ở trước mặt. Thân thể ta còn rất yếu, cần điều trị, cho các ngươi 2 tháng, tập hợp tất cả đến đan thuật các ngươi biết lại, đến lúc đó cùng ta nghiên cứu thảo luận. Thuận tiện các gia tộc chọn lựa tầm 2-3 người, sau này phụ một tay giúp ta một chút. Vâng vâng vâng. Gia chủ các nhà kích động đến liên tục gật đầu. Hỗ trợ, giúp đỡ. Mặc dù không phải trực tiếp thu đồ đệ, nhưng có thể hầu ở bên cạnh, đó cũng là vinh hạnh đặc biệt. Nếu như biểu hiện đột xuất, lại được coi trọng, thu đồ đệ càng là vấn đề thời gian. Đám lão già các nhà này đều hận không thể tự mình hầu hạ. Khương Phàm ra hiệu Thường Lăng hãy đi theo Đan Hoàng, tranh thủ là người bái sư đầu tiên. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Chỉ cần được Đan Hoàng tán thành, sau này kỹ nghệ luyện đan của Thường Lăng khẳng định đột nhiên tăng mạnh, đan thánh đều là ở trong tầm tay. Thường Lăng đều không lo được ngỏ ý cảm ơn cùng Khương Phàm, nàng đi mau mấy bước, đi theo. Giới chủ cũng đều không lo được những cái khác, cũng gấp bước đuổi theo. Nàng là Thánh Vương Thiên Phẩm Linh Văn, 3.000 năm chuyển thế, Linh Văn càng là hư thiên đỉnh đặc biệt, hẳn là có tư cách được thu làm đệ tử. Nếu quả thật có thể trở thành đại đệ tử, nói không chừng có thể giữ Đan Hoàng ở lại xí thiên giới. Lấy địa vị, luyện đan kỹ nghệ của Đan Hoàng, nhất là năng lực đặc thù của thông linh quả, nói không chừng còn có thể sống 5-6 ngàn tuổi, tương lai địa vị của xí thiên giới khó mà đánh giá được. Khương Phàm nhìn các luyện đan sư vội vã rời khỏi, vui mừng lại có chút buồn cười. Chưa từng thấy những kẻ cao ngạo, lạnh lùng này kích động như thế, từng người con mắt đều sáng rực, trên mặt còn mang theo nụ cười. Mặc kệ là lớn bao nhiêu tuổi, tinh thần đều sáng láng, bước đi như bay. Đây quả thực là như người phàm gặp được thần linh. Khương Phàm rất chờ mong Đan Hoàng có thể đều chỉ bảo tất cả các luyện đan sư của xí thiên giới, cùng nhau cố gắng, phối hợp lẫn nhau. Không còn là lấy các gia tộc làm chủ, cạnh tranh với nhau, cảnh giác lẫn nhau, trông coi chút đan thuật này của mình sợ bị gia tộc khác đánh cắp. Khương Phàm càng mong đợi Đan Hoàng có thể mau chóng tìm về cảm giác luyện đan đã từng có, luyện chế càng nhiều bảo dược quý giá cho xí thiên giới. Chỉ cần Đan Hoàng có thể thể hiện ra thực lực mà đám người mong đợi, thì lực ngưng tụ các tộc của xí thiên giới sẽ được tăng cường hơn rất nhiều, nhiệt tình chinh chiến cũng sẽ càng bành trướng. Thử nghĩ, trong nhà có một lão tổ tông đan đạo không gì làm không được, bọn hắn còn có cái gì phải sợ. Bảo trọng nhé. Hướng Vãn Tình cố ý từ đi qua bên cạnh Khương Phàm. Nói cái gì? Khương Phàm đang muốn há mồm hỏi, Hướng Vãn Tình đã chạy xa. Bảo trọng cái gì? Khương Phàm không hiểu thấu, chẳng lẽ ám chỉ hắn nên tận phu nghĩa vụ rồi? Nhưng nói không cần thiết nói như vậy. Chẳng lẽ ý là, Thiên Hậu, An Nhiên, Tịch Nhan đều cần an ủi. Đại công trình A. Khương Phàm nhìn những người khác đều lần lượt tản ra, hắn mang theo nụ cười đi tới bên cạnh Thiên Hậu. Hài lòng không? Thiên Hậu đang muốn mang theo đằng xà và các khế ước thú, đến gặp mặt Hỏa Kỳ Lân cùng Cự Côn. Thuận miệng nói. Giữ Thương Hải đồ lại, ta thử trước kích phát huyết mạch Cự Côn một chút. Nếu như Cự Côn có thể trực tiếp lột xác thành côn bằng, khế ước với ta càng có thể kích phát tiềm lực của ta. Nếu như không thành công, cũng có thể tiến đến Thánh Linh Cảnh, phối hợp với Hỏa Kỳ Lân đồng thời khế ước cùng ta, cũng có thể để ta tăng lên tới Thánh Linh Cảnh. Sau khi ta tăng lên tới Thánh Linh Cảnh, lại càng dễ kích phát tổ mạch khế ước thú. Đến lúc đó, bất luận là Hỏa Kỳ Lân hay là Cự Côn, đều có thể nhận ban ân. Bây giờ cảnh giới của Thiên Hậu đang ở tại bán thánh, chính là cần năng lượng cực đoan kích thích. Hỏa Kỳ Lân thánh linh cảnh, Cự Côn thánh linh cảnh hoặc là côn bằng, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Khương Phàm gật đầu nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, trước tiên đưa Thương Hải đồ cho Cự Côn, lại làm chút thao thiết huyết hồn đan để kích thích, hẳn là có thể kích phát ra tiềm lực. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, để Tô Lăng và bọn chúng đều tăng thực lực lên, cũng có thể vững chắc cảnh giới của nàng, đến lúc đó vừa vặn tiến đến Thánh Linh Cảnh. Thánh Linh Cảnh, Thiên Hậu khẽ nói, rốt cuộc cũng muốn vượt qua giai đoạn điều dưỡng ban đầu, chờ tiến vào giai đoạn Thánh Linh, Linh Văn, huyết mạch của nàng đều sẽ đạt được thăng hoa toàn diện. Không chỉ có sẽ tăng cường năng lực kích phát tiềm lực, còn có thể sinh ra liên hệ mệnh mạch cùng khế ước thú, có thể tại thời khắc tất yếu cưỡng ép sống tạm bợ. Thậm chí có thể tập kết thăng hoa toàn bộ năng lượng của bọn chúng trong nháy mắt, giao phó cho nàng năng lượng sắp bộc phát. Chỉ cần khế ước chân thú đủ cường đại,
nàng tại thánh linh cảnh liền có thể chiến với thánh vương. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, nói nhỏ. Ta đã tiến tới cảnh giới thánh vương. Tốt nhất chàng nên vững chắc, mau chóng đến đỉnh phong thánh vương. Ta nói là, ta đã tiến tới cảnh giới thánh vương. Ta biết, đến đỉnh phong thánh vương, phối hợp với thánh thiên quyết của chàng, chàng có thể chân chính nghênh chiến thánh hoàng. Chàng luôn luôn đưa tài nguyên cho người khác, lần này nên chiếu cố cho mình, những linh bảo thánh hoàng kia nên dùng liền dùng. Ý của ta là, ta đã tiến tới thánh vương. Khương Phàm lại hạ giọng, ý vị nhắc nhở sâu xa. Ta biết, thiên hậu quái dị nhìn hắn, cái biểu tình này là gì? Làm sao lại như tên trộm? Khương Phàm xấu hổ cười cười, lôi kéo tay thiên hậu đi đến bên cạnh, chỉ điểm thiên bằng bọn chúng không cần loạn nhìn, nói nhỏ. Thu xếp tốt bọn cự côn, chúng ta không phải nên làm chút chính sự rồi. Chính sự gì, chàng muốn cùng ta thảo luận cục diện thương huyền. Không nôn nóng, bọn người quang mang thần điện đã bị bóp cổ, trong thời gian ngắn không còn dám mạo phạm chúng ta. Cục diện thương huyền là rất quan trọng, nhưng chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Sốt cuộc chàng muốn nói cái gì? Nha đầu này thật không rõ. Khương Phàm hạ miệng, nói nhỏ. Ta là thánh vương, lại không sinh hài tử. Liền không có cơ hội. Thiên hậu nao nao. Chàng thấy ta rất nhàn sao? À, không phải, ta nói là, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Ta đây không phải muốn hài tử đầu tiên là của ta với nàng. Khương Phàm giữ chặt thiên hậu tay, đang muốn tỏ tình, thiên hậu lại tránh khỏi tay của hắn. Còn không phải thời điểm. Lại không là thời điểm, liền không có cơ hội. Ta không có tâm tư kia. Khương Phàm lại nâng tay thiên hậu lên, chăm chú lại trịnh trọng nói. Chúng ta kiên trì đến bây giờ, đã có thể nhìn thấy hy vọng, nàng cũng nên nghỉ ngơi một chút, không cần luôn luôn khẩn trương như vậy. Kiếp trước chúng ta không có hài tử, kiếp này ta không muốn để lại tiếc nuối. Thiên hậu nhìn ánh mắt của hắn, thật lâu không nói gì. Khương Phàm bị đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn mất tự nhiên, lẽ ra là thâm tình tỏ tình, nhưng giống như không ngọt ngào hạnh phúc như trong tưởng tượng. Hướng Vãn Tình, Kiều Hinh các nàng cũng không có đi xa, cẩn thận trốn ở trong rừng cây, vểnh đầu lên nhìn quanh. Dạ An Nhiên vậy mà lại thoải mái đi mất, không biết thiên hậu muốn làm sao thu thập Khương Phàm, bọn nàng mong mỏi Khương Phàm rõ ràng tình cảnh của hai tỷ muội kia, chờ đợi hình ảnh thiên hậu giáo huấn Khương Phàm. Nhưng bầu không khí nơi đó không có ấm áp hay làm quái giống như các nàng tưởng tượng. Nếu như thực sự không có tâm tư. Khương Phàm lúng túng lắc đầu, buông ra tay thiên hậu. Thiên hậu nhìn nam tử trước mặt, giọng rất bình tĩnh, lại vô cùng nặng nề. Ta trùng sinh trở về, không phải tranh thủ tình cảm cướp đoạt tình yêu. Hài tử, ta không có vấn đề, địa vị, ta cũng không quan trọng. Bởi vì ta vĩnh viễn không quên được, ngày chàng chiến tử ấy. Cảm giác đau nhức ta khắc cốt ghi tâm ấy. Ta vĩnh viễn quên không được, hình ảnh chàng tan xương nát thịt trong những tiếng reo hò tận tình của bách tộc thiên khải cùng tiếng chư tướng thần triều tuyệt vọng gào thét. Bởi vì ta vĩnh viễn quên không được, hàng tỷ dân chúng của vạn thế thần triều cả nước tế thiên bi tráng như thế nào. Ta cũng không quên được, mảnh áo trắng đau khổ chờ đợi 1000 năm dưới vực sâu đáy biển kia. Thiên hậu nhấc cánh tay ngọc mảnh khảnh, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Khương Phàm. Là ta đã để bọn hắn chịu chết, cũng là ta muốn tới báo thù. Là ta lưng đeo trách nhiệm, cũng lưng đeo tội nghiệt. Vào cái ngày chúng ta giết ra thiên khải, trốn về vạn thế hoàng thành đó, là ta đã quỳ cầu con dân vạn thế. Cho ta một cơ hội, ta tất trả lại bọn họ một trận báo thù. Vạn thế thần triều một ngày không có trọng lập thương huyền, ta một ngày không được ngủ yên. Bách tộc thiên khải một ngày không có trả giá đắt, ta chết cũng không nhắm mắt. Chàng muốn hài tử, tìm ai cũng đều được, ta có thể chấp nhận, nhưng ta thật sự làm không được, tha thứ cho ta, được không? Thiên hậu nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi Khương Phàm, lại sau một khắc tuyệt nhiên quay người, đi về chỗ thiên bằng và các khế ước thú đang chờ đợi ở nơi xa. Cho đến giờ phút này, đôi mắt thanh lãnh của nàng mới nổi lên mông lung. Ta yêu chàng tha thiết, nhưng ta còn khiêng trách nhiệm, còn cõng tội nghiệt. Ta chuyển sinh mà đến, không cầu gì khác, chỉ có báo thù. Ta muốn tái nhập thiên khải, giết hết bách tộc thiên khải. Ta muốn để tiếng của reo hò bọn hắn tại 1000 năm trước, biến thành tiếng kêu rên tuyệt vọng vào 1000 năm sau.
ta muốn để tiếng gào thét vang vọng ngàn năm bên tai ta, bình tĩnh lại. Chư tướng thần triều cùng hàng tỷ dân chúng được nghỉ ngơi, là kỳ vọng cuối cùng đời này của ta. Khương Phàm thất thần nhìn bóng lưng đơn bạc gầy gò của Thiên Hậu, bên tai lặp đi lặp lại từng tiếng nói nhỏ nhu hòa phiêu đãng kia. Khắc cốt ghi tâm, gào thét tuyệt vọng, tế thiên bi tráng, trách nhiệm, tội nghiệt, chết không nhắm mắt. Mỗi chữ mỗi câu giống như đao nhọn đâm vào ngực Khương Phàm, cũng giống như một tảng đá to lớn nặng nề đặt ở trong lòng của hắn. Khương Phàm ấp ủ tỏ tình thật lâu, lại đạt được lời đáp lại như vậy. Giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới câu nói Đan Hoàng đã từng nói kia. Còn sống, một số thời khắc so với cái chết còn đau đớn hơn. Mặc dù ngươi là chết tại Đăng Thiên Kiều, nhưng những gì trải qua chỉ có không cam lòng cùng tức giận trong lúc nháy mắt đó, Thiên Hậu lại tiếp nhận tất cả bi thống cùng tuyệt vọng sau khi ngươi chết, cùng ngàn năm khổ sở chờ đợi. Ngươi không nghe được, tiếng khóc lóc bất lực đau đớn của nàng sau khi ngươi chết. Ngươi không nhìn thấy, hình ảnh nàng dũng cảm cùng kiên cường giết ra khỏi trùng vây. Ngươi nghe không được, tiếng thút thít tuyệt vọng của vạn thế thần triều, ngươi không nhìn thấy, hình ảnh bi tráng cả nước tế thiên. Ngươi không nghe được, lời nàng đau đớn cầu khẩn chư tướng chịu chết, ngươi không nhìn thấy, nàng vì ngươi trùng sinh mà làm cố gắng. Ngươi càng không nghe được, tiếng nàng nỉ non dài đến ngàn năm tại thâm không vô tận, ngươi cũng không nhìn thấy nàng đau đớn cùng cô độc khi hủy xương đốt máu. Những gì ngươi không nghe được và những gì ngươi không thấy được, lại rõ ràng là những bi thống mà nàng đã trải qua. Tim Khương Phàm co lại, khó chịu không nói ra được. Hắn biết Thiên Hậu tiếp nhận bi thống, trải qua đau khổ, cũng biết Thiên Hậu khát vọng trùng kiến thần triều, báo thù thiên khải, cho nên. Từ đầu đến cuối hắn không có dừng bước lại, không dám có bất kỳ lười biếng, hắn lắng nghe táng ca kiếp trước của hắn, gian nan bước lên ở trong máu và lửa, hắn dốc hết toàn lực siêu tập tài nguyên. Bồi dưỡng lại thuộc cấp hoàn toàn mới, tạo nên tổ chức thành viên chủ hoạch kiến lập lấy thần triều. Hắn phóng tới phía trước nhất, chính là hy vọng có thể đền bù thua thiệt kiếp trước, để Thiên Hậu không còn trải qua mưa gió, có thể hưởng thụ mấy năm an tĩnh, có thể điều dưỡng nội tâm đau xót, càng là hy vọng Thiên Hậu có thể chậm rãi từ trong bóng tối kiếp trước đi tới. Nhưng, trong lúc bất chợt hắn phát hiện, Thiên Hậu từ đầu đến cuối vẫn luôn hãm thật sâu ở bên trong cơn ác mộng ngàn năm trước kia. Mặc dù Thiên Hậu đã trở về, nhưng tâm lại vẫn còn ở nơi đó. Hoặc là, Thiên Hậu chưa bao giờ trở về. Đối với tất cả mọi người bên trong xí thiên giới, táng ca liên quan tới Khương Phàm, thần triều bị hủy diệt, cũng chỉ là nghe thấy, cũng chỉ là rung động, mà Thiên Hậu lại là người thật sự trải qua. Tất cả mọi người ở nơi này đều giấu hy vọng và tươi đẹp ở trong lòng, chém giết lấy huy hoàng của tương lai. Duy chỉ có Thiên Hậu, là muốn báo thù. Báo thù! Báo thù! Khương Phàm run run thở ra một hơi, nhẹ giọng tự nói. Một thế này, ta sẽ không lại bỏ nàng một mình tiếp nhận, một thế này, ta đồng ý với nàng ta sẽ sống đến cuối cùng, chúng ta đều sẽ sống đến cuối cùng. Một thế này, chúng ta nhất định sẽ thành công, không chỉ có phải trùng kiến thần triều, cũng muốn để tất cả những người tổn thương chúng ta. Phải trả giá đắt. Khương Phàm yên lặng nhìn bóng lưng kia một hồi. Sau đó quay người rời khỏi. Kiều Hinh, Hướng Vãn Tình các nàng kỳ quái nhìn đến tình cảnh phía xa, cứ tách ra như vậy. Là Thiên Hậu thương tâm sao? Khương Phàm không có bế quan, cũng không có lại tìm những người khác, mà là đi tới Sơn Lâm mà Luân Hồi Huyết Sư tộc chiếm cứ, bái phỏng tộc trưởng Huyết Sư. Lúc trước Thiên Hậu báo thù Vạn Đạo Thần Giáo, là ai bồi tiến U Minh Địa Ngục? Chính là ta trở đi Thiên Hậu đi qua. Toàn thân Huyết Sư đỏ như máu. Hiện ra minh văn quỷ dị, mắt dọc trên trán đang có chút mở hí ra, như là xuyên suốt u minh, mơ hồ có tiếng ác quỷ gào rít truyền đến. Nhìn thấy Khương Phàm tới, số lượng lớn luân hồi huyết sư đều từ các nơi tụ tới, số lượng đạt tới 300. Bọn chúng mặc dù nhìn uy mãnh cao ngạo, lại tràn ngập khí tức quỷ dị, thậm chí ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Khương Phàm hơi do dự, vẫn mở miệng. Nếu như ngươi lại đến u minh, còn nhớ rõ đường đi Côn Lôn Quỷ Sơn không? Nhớ là nhớ kỹ, nhưng... Nhưng cái gì? Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Thiên Hậu tức giận, chúng ta không quan tâm gì mà xông vào. Nếu như không có tình huống đặc biệt, ta thật không nguyện ý lại đi một chuyến. Luân hồi huyết sư nhìn ra Khương Phàm cố ý an bài nó đến U Minh, nhưng hồi tưởng lần mạo hiểm kia, nó càng cảm thấy may mắn nhiều hơn. Trong 2 tháng ngắn ngủi đó, bọn chúng từ luân hồi bí cảnh tiến U Minh địa ngục, lại vượt qua hoang dã mênh mông,
sông máu núi xương, trước sau gặp phải vài chục lần nguy hiểm, suýt nữa liền không về được. Người phụ trách dẫn đường, Bạch Tai sẽ bảo vệ ngươi. Hắn là thiên cốt chiến khu, thích ứng được với chiến trường U Minh, bên trong trấn ngục huyết tháp của hắn còn có quỷ chủ đang ngủ say, có thể tại thời khắc mấu chốt ứng phó ngoài ý muốn. Ngoài ra còn có hai vị thánh vương là Hồng Hoang Thiên Long, Thái Dương Kim Ô cùng đi, hai vị thánh linh là Chu Bất Dĩ, An Minh Hề phối hợp. Có chuyện gì quan trọng sao? Luân hồi huyết sư rất kỳ quái, đây là muốn làm gì? Đến U Minh chinh chiến sao, hay là hiệp trợ Tu La trấn thủ Côn Lôn Quỷ Sơn? Lấy đầu kiếp trước của ta. Trước đó Khương Phàm mong muốn trở đến Thánh Hoàng Đỉnh Phong, lại đến U Minh Địa Ngục, thu hồi lại đầu lâu trong quan tài đá, mượn nhờ cái đầu lâu hoàn chỉnh kia, thôi động linh văn dị biến, trùng kích cảnh giới thần linh. Nhưng Thiên Hậu vừa mới thổ lộ hết tất cả, để hắn đau nhói. Hắn không muốn lại dựa theo kế hoạch đã định mà vững bước trưởng thành, đến cảnh giới Thánh Vương, cũng không cần bàn lại cái căn cơ gì. Hắn muốn thử cưỡng ép thôi động cảnh giới Thánh Hoàng, mau chóng chủ hoạch kiến lập vạn thế thần triều. Chỉ cần thần triều được thành lập liền có thể để Thiên Hậu thoáng an tâm, có thể tạo nên anh linh điện, cho Thiên Hậu hội nghị cảm thấy an ủi anh linh tiền triều. Luân hồi huyết sư nói, nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Hậu từng nói qua nơi đó đang bị Hoàng Đạo các phương giám sát. Sau khi bổ vạn đạo thần giáo, nơi đó còn tiếp nhận quỷ chủ trừng trị, còn có thể đang bộc phát chiến tranh. Chúng ta vượt qua lúc này, chẳng phải là dễ dàng bị tiếp cận. Khương Phàm nói, 7 năm, nơi đó hẳn là đã kết thúc, các ngươi đi qua nhìn tình huống một chút, cố hết sức tránh khỏi giám sát, nếu có thể liền đưa quan tài đá trở về, nếu như không thể được, các ngươi không nên mạo hiểm. Nhưng, chỉ cần lấy được quan tài đá, liền không được tiếc cái giá trả lại. Nếu ngươi đã kiên trì, ta sẽ nỗ lực hết sức. Luân hồi huyết sư rất không nguyện ý mạo hiểm. Nhưng Khương Phàm đều đã tự mình đi tìm tới, chỉ có thể thỏa hiệp. Sao chàng lại chạy tới nơi này? Kiều Hinh tìm được Khương Phàm vừa rời khỏi bộ lạc huyết sư, trông mong quan sát huyết khí tràn ngập ở trong đó, thể hiện hơi có vẻ đau đớn. Nàng không có ý kiến đối với luân hồi huyết sư, chỉ là chịu không được huyết khí âm trầm mà bọn chúng kiến tạo. Cùng bọn chúng làm vài việc. Khương Phàm nhìn thấy Kiều Hinh đáng yêu mỹ lệ, tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp. Chàng và Thiên Hậu cãi nhau. Kiều Hinh kéo Khương Phàm lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cãi nhau, không có, chúng ta đang rất tốt mà. Thiếp nhìn thấy hai người. Nàng nhìn lén. Hi hi, thiếp đây không phải đang quan tâm hai người sao? Ai? Khương Phàm nắm tay Kiều Hinh, đi trong rừng cây rậm rạp thanh thúy tươi tốt, lắc đầu nói nhỏ. Nàng vẫn không có đi ra khỏi từ trong cơn ác mộng diệt quốc, trong nội tâm, trong suy nghĩ. Trong miệng của nàng tất cả đều là báo thù, thậm chí nàng xem thần triều tế thiên như tội lỗi mình. Ta cho rằng hoàn cảnh sinh hoạt tại đại diễn thánh địa có thể chữa trị nỗi đau đớn của nàng, ta cho rằng ta liều mạng chinh chiến, có thể làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nàng... Nàng còn ở lại trong quá khứ. Ánh mắt Kiều Hinh thoáng ảm đạm, đôi môi đỏ nhấp nhẹ. Nàng cho là Thiên Hậu từ trước tới giờ không thích mỉm cười, là bởi vì phần uy nghi kia, thì ra còn lún trong tai nạn năm đó. Cũng đúng, sau trận chiến đấu đăng Thiên Kiều, là Thiên Hậu ổn định quân tâm, liên thủ Tu La giết ra Thiên Khải, cũng là Thiên Hậu đứng vững trước áp lực, cự không thỏa hiệp, càng là Thiên Hậu dùng cả nước tế trời, muốn nghịch chuyển kết cục. Nàng đã trải qua quá nhiều, cũng chịu đựng quá nhiều, lưng càng đeo quá nhiều. Ta muốn sớm thu hồi đầu lâu lại, thức tỉnh thần văn, bắn vọt đến Thánh Hoàng. Ta muốn 1 năm sau, trùng kiến thần triều, lại lập anh hồn điện. Có phải quá gấp hay không? Dù sao bây giờ chúng ta cũng còn gặp phải quá nhiều nguy hiểm, một khi thật sự kiến triều, chắc chắn sẽ đứng trước các phương vây bắt. Cần làm chút chuẩn bị, cũng cần trải qua mấy trận ác chiến, nhưng hẳn là có thể làm được. Chỉ có thần triều thật sự được thành lập, mới có thể mang cho nàng một chút an tâm. Khương Phàm biết thua thiệt cho Thiên Hậu, cũng đang cố hết sức mà đền bù, nhưng lời Thiên Hậu nói vào ngày hôm nay đã thật sự đâm nhói hắn. Hắn tự cho là đã làm đủ nhiều, lại đột nhiên phát hiện thật không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn thậm chí đều không có mang đến cho Thiên Hậu một tia cảm giác an toàn. Kiều Hinh đau lòng dựa sát vào trong ngực Khương Phàm, muốn an ủi vài câu, lại biết mình thật không có tư cách phát biểu bất cứ ý kiến gì đối với chuyện này. Dù sao bi kịch năm đó cũng quá nặng nề, quá đau đớn.
Khương Phàm nói thiên hậu còn đang đắm chìm trong cơn ác mộng năm đó, chính hắn cũng không phải là không bị cơn ác mộng kia dây dưa. Bọn hắn đều vác lấy sứ mệnh gian nan tiến lên, không chỉ có không thể nào dừng lại, còn phải càng chạy càng nhanh, bởi vì nếu ngã xuống, nếu bị đuổi kịp, liền toàn xong. 10 ngày sau, đại trưởng lão trở lại xí thiên giới, mang đến cửu thiên thần tôn già nua mệt mỏi. Cửu thiên thần tôn rất bất ngờ, thậm chí có chút hoài nghi. Trên đời này thật sự có luyện đan sư thần cấp. Một sợi linh hồn, vậy mà lại có thể giành lấy cuộc sống mới. Ngoài ý muốn nhất chính là, Khương Phàm lại đã sớm làm quen được nhân vật truyền kỳ như thế này. Một vị đan hoàng lấy đan đạo xưng thần, một vị võ hoàng lên trời chứng đạo. Cái phối hợp này cũng được coi là cổ kim hiếm thấy. Sau khi đan hoàng cẩn thận kiểm tra tình huống của thần tôn, lắc đầu nói. So với những gì ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cứ nói đừng ngại. Cửu thiên thần tôn mệt mỏi ngồi ở chỗ đó, hình dung tiều tụy, hốc mắt hãm sâu, nhìn đều nhanh giống như một bộ thi thể. So với thời điểm Khương Phàm nhìn thấy lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Đây là bởi vì lúc hắn trấn áp Thao Thiết Thánh Hoàng đã cưỡng ép vận dụng thần lực, tiêu hao bộ phận sinh cơ, để thân thể như ngọn đèn đã khô cạn lại càng thêm suy yếu. Vậy ta nói thẳng, bình thường mà nói, tuổi thọ của ngươi tại 500 năm trước đã nên đến cực hạn. Nếu như ngươi tại ngàn năm trước hoàn toàn phong tồn sinh cơ, rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ ta còn có thể làm cho ngươi chút điều trị, sau này lại tiếp tục kéo dài 200-300 năm. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi không chỉ có không có ngủ say, còn không ngừng dùng một ít đan dược và dược liệu cưỡng ép kéo dài tính mạng, bao gồm cả tà vật nghiền ép tiềm lực, ngươi là đang không ngừng hướng lên trời sống tạm bợ, đến bây giờ. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi còn có thể sống được, đã coi như là kỳ tích. Đan Hoàng lắc đầu, trong thân thể cửu thiên thần tôn lắng đọng số lượng lớn khí tức âm hiểm, đây đều là di chứng mà khi hắn dùng một ít dược liệu quá độ lại hỗn loạn để lại, đến bây giờ ngay cả thanh lý đều thanh lý không xong. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Đại trưởng lão và mấy vị trưởng lão quy ẩn cùng theo tới đều mong đợi nhìn nam tử nho nhã trước mặt. Bất luận là bọn hắn, hay là các trưởng lão quy ẩn kia, đều từng khuyên qua thần tôn nên bình yên ngủ say, đừng lại để ý tới giáo vụ, bọn hắn có thể giữ vững thần giáo, có thể ứng phó nguy hiểm ở thiên khải và hạ giới. Nhưng, cửu thiên thần tôn thật không yên lòng thần giáo mà hắn tự tay đỡ dậy. Cửu thiên thần giáo được coi là thần tộc không gian, cũng được coi là chí tôn hoàng đạo đặc biệt nhất thương huyền, thủy chung là cái đinh trong mắt hoàng đạo thiên khải, tìm kiếm nghĩ cách áp bách, ngay cả những đồng liêu thương huyền, như quang mang thần điện kia đều rất kiêng kỵ bọn hắn lại bồi dưỡng được thần tôn mới, thậm chí là thánh hoàng. Cho nên, mấy ngàn năm qua, cửu thiên thần giáo từ đầu đến cuối loạn trong giặc ngoài, thần tôn không dám ngủ say, một mực đang nghĩ tất cả biện pháp bồi dưỡng thần linh. Nhưng, bồi dưỡng võ giả không gian thật quá khó khăn, không chỉ cần phải có tài nguyên, càng cần lĩnh ngộ đặc biệt đối với không gian hơn. Đừng nói bồi dưỡng thần tôn mới, ngay cả bồi dưỡng thánh hoàng, độ khó đều lớn hơn mấy phần so với linh văn khác. Đan Hoàng lắc đầu nói. Ngươi đã tiêu hao tiềm lực và sinh cơ quá độ, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, đan dược gì cũng đều cứu không được. Kéo dài mấy năm tuổi thọ cho ta là được. Cửu thiên thần tôn mệt mỏi ho nhẹ vài tiếng. Chính hắn rõ ràng của tình huống mình nhất, không hy vọng xa vời lại kéo dài 100 năm, chỉ hy vọng ngạnh kháng chừng 10 năm. Mặc dù ta không cứu được ngươi, nhưng ta có thể cung cấp cho ngươi 3 lựa chọn. Cái đầu tiên là giống như giới chủ, bây giờ chuyển thế trùng sinh. Dùng cửu kiếp luân hồi đan, bảo đảm sau khi chết không vào địa ngục, trực tiếp trải qua cửu u thâm không luân hồi trở về, lại phối hợp với đạo nguyên đan, bảo đảm linh văn thức tỉnh sau khi trở về. Đan Hoàng nói xong, lại nhìn lão nhân khô gầy ngồi trước mặt mình. Cửu thiên thần tôn buông tầm mắt xuống, thờ ơ, hiển nhiên không nguyện ý từ bỏ thần giáo tại cục diện trước mắt. Mà, luân hồi có nguy hiểm, chưa hẳn có thể thật trở về, cũng không biết thời gian cụ thể. Đan Hoàng tiếp tục nói. Thứ hai là dùng cảnh giới đổi sinh cơ. Ta có một loại đan dược, có thể cưỡng ép tinh luyện cảnh giới, trở về huyết nhục thần hồn, tương đương với việc ngươi từ bỏ cảnh giới thần linh, trở lại thánh hoàng đỉnh phong. Đám người hai mặt nhìn nhau, còn có đan dược như thế này. Thật kỳ diệu. Không hổ là Đan Hoàng. Thánh hoàng đỉnh phong mặc dù không kịp cảnh giới thần linh, nhưng bọn hắn có vị thánh hoàng, Đông Hoàng Càn kia, Chu Thiên Thần Điện lại đang bồi dưỡng Đông Hoàng toại cho bọn hắn.
Ba vị thánh hoàng không gian, đủ để trấn nhiếp thiên khải cùng hạ giới. Chỉ là thần tôn chưa hẳn có thể tiếp nhận. Dù sao từ thánh hoàng đến thần linh, hắn đã bỏ ra vô số tâm huyết cùng cố gắng, cũng đã quen thuộc với thần linh cảnh, đột nhiên muốn về đến thánh hoàng, phần thất lạc kia chỉ sợ không có người nào có thể gánh vác được. Giới chủ xí thiên giới sùng bái mà nhìn đan hoàng, đôi mắt đẹp chợt sáng lên. Lại có thiên phẩm đan dược như thế này. Đan dược khác đều là kích phát tiềm lực, biến đổi huyết mạch, cưỡng ép tăng cảnh giới lên, đan hoàng lại có đan dược có thể nghịch hướng quay lại. Khương Phàm hỏi. Sư phụ, loại đổi cảnh giới lấy sinh cơ này có thể đổi lấy bao nhiêu năm? Trạng thái sau này của cửu thiên thần tôn sẽ như thế nào? Nếu như có thể thành công, tinh khí thần đều sẽ vô cùng thịnh vượng, tương đương với người trung niên, nhưng cũng sẽ già yếu rất nhanh, tình huống tốt, hẳn là có thể sống khoảng 100 năm, nếu hỏng bét, vậy chừng 50 năm. Nếu như thành công, còn có nguy hiểm. Bất luận chuyện cải mệnh nghịch thiên gì đều mang theo nguy hiểm. Huống chi tình huống của cửu thiên thần tôn lại rất tồi tệ, đã cưỡng ép kéo dài tính mạng quá nhiều lần. Nguy hiểm là cái gì? Tại thời điểm tinh luyện cảnh giới có khả năng mất khống chế, khả năng cuối cùng cũng không phải là thánh hoàng, mà là thánh vương. Thậm chí, có khả năng trực tiếp chết đi. Đám người dùng trầm mặc biểu đạt từ chối, lại còn có nguy hiểm tử vong. Đây không phải là nghịch thiên cải mệnh, đây là lấy mạng đổi mạng, còn không bằng cái đầu tiên. Khương Phàm lại hỏi, loại thứ ba thì sao? Thái Thanh Ngọc Dịch Đan cùng Thuần Dương Thiên Nguyên Đan. Thái Thanh Ngọc Dịch Đan là đan dược tục mệnh còn mạnh hơn so với Trường Sinh Đan, cũng là một loại thiên phẩm đan dược ta biết duy nhất có thể kéo dài tính mạng. Nếu như có thể luyện thành, 700 năm tuổi thọ bình thường của một thánh vương cũng đủ để lan tràn đến ngoài ngàn năm, tuổi thọ cực hạn của thánh hoàng cũng có thể kéo dài đến 200-300 năm. Dưới tình huống bình thường, nếu như thần linh dùng, chỉ hoãn 100 năm đều không có chút áp lực nào. Nhưng cửu thiên thần tôn đã tiêu hao nghiêm trọng, ta có thể bảo đảm là, thần tôn có thể kiên trì 10 năm trở lên, còn có thể tái tạo tay cụt. Thuần Dương Thiên Nguyên Đan cũng là thiên phẩm đan dược, có thể kích phát tiềm lực đến cực hạn, trở lại trạng thái đỉnh cao nhất. Cảnh giới thần linh, không sai biệt lắm là cần 3 viên liền có thể trở về đỉnh phong. Nhưng cái giá tiêu hao là, sau đó chỉ có thể sống mấy ngày. Đan Hoàng nhìn cửu thiên thần tôn, mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng trước đó sớm hiểu qua lão nhân này tại trong đầu Khương Phàm. Hắn thấy, cửu thiên thần tôn cần hẳn là phương pháp thứ ba, cũng là phương pháp cuối cùng này. Tận hết khả năng sống lâu thêm mấy năm, chờ đợi thần giáo bại lộ, cần có hắn một khắc này nhất, sau đó trước khi sinh mệnh biến mất, dùng tư thái kiêu ngạo nhất kết thúc, vì kiếp sống 4.000 năm huy hoàng của mình vẽ một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Đại trưởng lão mà đám người trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng đều hiểu rõ thần tôn. Loại thứ ba là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất, lại là cách mà thần tôn có thể nhất tiếp nhận. Quả nhiên, thần tôn mở miệng. Thật có thể để cho ta trở lại đỉnh phong. Nếu quả thật có thể gom góp được 3 viên thiên đan, trên lý luận quả thật có thể để cho ngươi trở lại đỉnh phong, nhưng thân thể ngươi sớm đã tiêu hao nghiêm trọng, thời gian kéo dài sợ rằng sẽ rất ngắn. Bình thường hẳn là 2 canh giờ, cao nhất cũng chỉ là 3 giờ. Lời Đan Hoàng nói để chư vị lão nhân thần giáo đều cảm thấy thương cảm, chỉ có 2-3 giờ đỉnh phong sao? Chẳng lẽ đây chính là số mệnh sau cùng của thần tôn bọn hắn sao? Rất tốt, liền theo cái thứ ba mà làm. Ngài, phí tâm rồi. Cửu thiên thần tôn đã rất hài lòng, có thể kiêu ngạo chịu chết, còn tốt hơn là cô độc mệt mỏi kết thúc, hắn càng không hy vọng trận chiến đấu sau cùng của mình đi lại tập tễnh. Chịu đủ trà đạp, nếu như có thể toàn thịnh khai chiến, toàn thịnh chịu chết, cũng không uổng công hắn đi một hồi ở thế gian này. Đan Hoàng nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng 2 loại đều là thiên phẩm đan dược, cần vật liệu vô cùng hà khắc, thần giáo các ngươi phải dùng hết khả năng siêu tập, mà phải càng nhanh càng tốt. Dược liệu gì, xin mời ngài nói. Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, cần linh dịch hồng mông, đây là thứ khó tìm nhất tìm, thế gian hiếm thấy. Cơ hồ khó kiếm được bóng dáng. Nhưng bên trong xí thiên giới vừa vặn có đại đạo Long Quỳ, ta sẽ thử tinh luyện linh dịch hồng mông. Các ngươi cần tìm kiếm chính là Hỗn Nguyên Lộ, Thiên Địa Huyền Hoàng Quả, nơi khác hẳn là đều có, chúng ta phụ trách giải quyết. Những dược liệu này đều có lực lượng bản nguyên diễn biến vạn vật, có thể nghịch chuyển sinh tử, kéo dài sinh cơ. Thuần Dương Thiên Nguyên Đan cần dược liệu theo thứ tự là Cửu Linh Cửu Thánh cùng Cửu Nguyên Dịch. Cửu Tuyệt Đăng, Cửu Sắc Liên, Cửu Diệp Xích Dương Hoa,
cửu biện ngọc linh chi, 9 loại linh thảo này. Cửu thủ kim điêu, cửu thủ liệt dương xà, cửu thủ xuyên sơn giáp, còn có cửu vĩ kim kiêu, cửu vĩ thiên hồ, các loại máu tươi thánh thú có được cửu thân hoặc là uy lực cửu mệnh. Cảnh giới nhất định phải là bán thánh trở lên, tốt nhất đều là thánh linh trở lên. Cửu nguyên thiên linh hoa, cửu thiên ngọc linh dịch, cửu thiên thái linh dịch, cửu địa âm hồn thủy các loại cửu linh nguyên dịch. Dược liệu cụ thể, ta sẽ viết xuống cho các ngươi. Đại trưởng lão và đám người nghe đau cả đầu, không hổ là thiên phẩm đan dược, mẫu thân nó, cần chất liệu chính là. Đặc biệt, cửu thiên thần tôn phân phó nói. Đều hỏi rõ ràng tình huống dược liệu, trở về mau chóng tìm. Đại trưởng lão vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Ta tự mình phụ trách chuyện này. Đan Hoàng nói với cửu thiên thần tôn. Nếu như ngươi không có chuyện quan trọng khác, gần đây cứ ở lại nơi này, ta có thể lợi dụng khí tức hỗn độn của xí thiên giới, cô động linh dịch đặc thù, để ngươi tôi thể an hồn, đợi đến thời điểm dùng thái thanh ngọc dịch đan, có thể tăng cường hiệu quả. Không dám hứa chắc, nhưng hẳn là còn có thể lại nhiều thêm 2-3 năm. Khương Phàm nghe được đại khái, Đan Hoàng tự mình điều chế dược dịch vậy mà chỉ có thể tăng hiệu nhiều mấy năm. Đủ để thấy cửu thiên thần tôn thật sự là đã suy yếu đến cực hạn. Cửu thiên thần tôn chống thân thể lên. Không cần, 3 năm, 2 năm, thân thể này của ta cũng không cần thiết. Ta chờ viên kia của ngài. Cái gì? Thuần dương thiên nguyên đan. Đúng, thuần dương thiên nguyên đan. Ngài hao tâm tổn trí, ta đi về trước. Chu thiên thần điện tặng thần vật rất không tệ, có thể kích phát linh văn tiến đến thánh hoàng thiên phẩm, nhưng đông hoàng toại muốn tiến thánh hoàng. Còn phải cần tăng lên tạo nghệ không gian, ta phải trở về dậy một chút. Trước khi chết, có thể nhìn thấy cửu thiên thần giáo sinh ra vị thánh hoàng thứ hai, ta chết cũng nhắm mắt. Cửu thiên thần tôn đi qua bên cạnh Khương Phàm, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Như ảnh, mang thai chưa? Khương Phàm khóe mắt kéo ra. Còn đang nỗ lực. Cảnh giới thánh linh không có trên sự nỗ lực, cảnh giới thánh vương càng phải cố gắng, gần đây vừa hay ngươi có rảnh, để như ảnh bồi tiếp. Ai, được, được được được. Khương Phàm lúng túng cười khổ, sau khi bị thiên hậu xúc động, hắn đã không nghĩ thêm việc có hài tử. Nếu như hắn lên trời thất bại, để lại hài tử khẳng định nhận hết cực khổ. Nếu như hắn lên trời thành công, thần triều là có thể giao phó cho Kiều Vô Hối. Đan Hoàng lại ở đâu tới câu? Thần tôn không cần phải lo lắng, coi như hắn đến Thánh Hoàng, cũng có đan dược có thể điều trị. Thần tôn gật đầu. Lại vỗ vỗ bả vai Khương Phàm. Đan dược chỉ là đề cao xác suất, quan trọng vẫn là ngươi phải cố gắng nhiều hơn. Số lần nhiều, xác suất cao, tự nhiên mà sẽ có. Không phải ta ép buộc ngươi, ta chỉ là nói cho ngươi, đây là hy vọng cuối cùng đời này của ta, ngươi. Nhìn tới mình đi. Muốn hài tử. Giới chủ xí thiên giới từ kinh ngạc nhìn lão nhân rời khỏi, đều đã đến lúc này, còn nhớ tới hài tử. Có phải quan tâm có hơi nhiều rồi hay không? Đại trưởng lão bồi tiếp cửu thiên thần tôn rời khỏi xí thiên giới, để lại ba vị trưởng lão cùng đi Dạ An Nhiên tiến về Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Tại lời mời mọc của Khương Phàm, thần tôn tự mình bí mật mang luân hồi huyết sư, bọn người bạch tai đến luân hồi bí cảnh, bọn hắn sẽ từ nơi đó vượt qua cửu U thâm không, mạo hiểm xông vào U Minh địa ngục. Hai ngày sau, Dạ An Nhiên rời khỏi, mang lên bọn người Tiêu Phượng Ngô mà nàng tự mình lựa chọn. Và ba vị trưởng lão không võ cùng đi, tiến về Tây Bộ, triệu hoán thượng cổ thần đình. Khương Phàm tiễn biệt bọn hắn, sau đó liền bắt đầu bế quan chiều sâu, lĩnh hội lục táng truyền thừa, tăng lên cảnh giới, thuận tiện mở ra thông thiên tháp tầng cao hơn. Thời gian cho hắn cũng không nhiều, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tái hiện uy lực trụ trời của thông thiên tháp, xuyên suốt thiên khải chiến trường. Kiều Vô Hối, Khương Diễm và các nhân vật quan trọng bắt đầu khẩn trương bế quan. Mặc dù bọn hắn phân phối tài nguyên quan trọng làm cho người ta hâm mộ, nhưng tương tự đều nhận lấy áp lực thực lớn. Nếu như không thể đạt tới mục tiêu dự trù, thực sự là rất khó đối mặt với những người khác. Bọn người Hàn Ngạo càng là bế quan sâu, dùng hết khả năng tăng lên thực lực. Bọn hắn rất rõ ràng, xí thiên giới sắp nghênh chiến thương huyền, đến lúc đó tất nhiên sẽ nương theo các loại ác chiến, trên chiến trường hỗn loạn táo bạo này, muốn sống liền phải mạnh lên. Nhưng mạnh lên liền dễ dàng nhận chiếu cố đặc biệt, cho nên bọn hắn nhất định phải mạnh hơn, mạnh đến mức bọn hắn có thể ứng phó các loại nguy cơ. Tại thời điểm xí thiên giới lợi dụng cơ hội khó có được chỉnh đốn trưởng thành, thế giới bên ngoài lại lâm vào dung chuyển kéo dài.
Theo Thánh Địa Tổ Sơn cùng Sinh Mệnh Thần Điện cao điệu tuyên cáo, dân chúng bình thường tản mát các nơi ở Thương Huyền bắt đầu nâng nhà di chuyển. Từ bộ lạc xa xôi, đến tiểu trấn cổ thành, từ đại tông đại phái, đến một ít vương quốc. Đối mặt với chiến tranh mà Thương Huyền sắp bộc phát, bọn hắn nhỏ yếu lại bất lực, chỉ có thể từ bỏ gia nghiệp tổ địa, tiến về nơi tị nạn tìm kiếm hy vọng sống sót. Từ không trung quan sát đến đại địa, khắp nơi đều là thủy triều di chuyển. Trong này, người tiến về Đại Hạ Hoàng Triều và Đông Nam Bộ không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Đại Hạ Hoàng Triều là khu an toàn mà Tổ Sơn đã định, an toàn khẳng định có cam đoan, càng quan trọng hơn là ở đó đã chủ hoạch kiến lập lên thành trì hoàn toàn mới, tạo dựng lên hệ thống sinh tồn hoàn thiện, có thể dàn xếp cho bọn hắn tốt hơn. Đông Nam Bộ thì là sông núi mênh mông hơn 300.000 dặm, rời đi đến nơi đó tương đối càng tự do chút. Trấn Nam Yêu Quốc, Kiếm Hùng Hoàng Triều, Băng Lam Hợp Trung Quốc, Khổng Tước Sơn, Thanh Bình Hoàng Triều, Thiên Quang Hoàng Triều, lục đại hoàng tộc này sốt sắng về cục diện trước mắt nhất. Cho đến ngày nay, Xí Thiên Giới cùng Chí Tôn Hoàng Đạo toàn diện khai chiến đã là vấn đề thời gian, mà ở trước đó, hoàng tộc Thương Huyền đều muốn làm ra lựa chọn, rốt cuộc là ủng hộ Xí Thiên Giới, hay là phối hợp với Chí Tôn Hoàng Đạo. Nếu không sau khi chiến tranh kết thúc, chỉ sợ bọn hắn ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có. Ban đầu hoàng tộc Thương Huyền tổng cộng có 17 cái, kết quả sau vài chục năm ngắn ngủi xuống tới, Cổ Hoa và Huyền Nguyệt bị hủy diệt, Chí Tôn Kim Thành bị phế, Xí Thiên Giới trở thành hoàng đạo, Đại La Sơn, Hỗn Độn Tử Phủ Quy Thuận Khương Phàm, Đại Hạ Hoàng Triều bởi vì Tổ Sơn mà trung lập, Tam Đại Hoàng tộc Đông Nam bởi vì Sinh Mệnh Thần Điện mà trung lập, Đọa Lạc Thiên Quốc và Man Hoang Chiến Tộc liên hệ chặt chẽ, bây giờ chỉ còn Trấn Nam Yêu Quốc và Ngũ Đại Hoàng tộc còn phân ly ở bên ngoài vòng xoáy chiến tranh. Cần làm ra lựa chọn cuối cùng. Nhưng, bọn hắn phải lựa chọn thế nào? Nếu như muốn tìm Xí Thiên Giới nương tựa, đầu tiên đã triệt để đắc tội các hoàng đạo Thương Huyền, chỉ sợ bọn họ còn không có bắt được liên lạc cùng Xí Thiên Giới, các hoàng đạo Thương Huyền đã giáng lâm đến trước mặt bọn hắn, giết gà giật mình khỉ. Nếu như muốn huyết chiến cùng Xí Thiên Giới đến cùng, bọn hắn thật sự là đã e sợ. Các hoàng đạo Thương Huyền dày vò đến bây giờ đều không thể giải quyết Xí Thiên Giới. Ngược lại còn bị Xí Thiên Giới bóp lấy yết hầu, Khương Phàm tàn bạo càng là chuyện mà thiên hạ đều biết, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi tiếp theo Khương Phàm sẽ bắt đầu chinh chiến từ bọn hắn. Nội bộ lục đại hoàng đạo đều bạo phát tranh luận kịch liệt, mỗi người đều phát biểu ý kiến mình, không cách nào thống nhất. Nhưng, mặc kệ tranh luận kịch liệt như thế nào, mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, ai cũng không nhìn thấy tương lai, ai cũng là đang đánh cược, mà kết quả cược sai chính là tan xương nát thịt. Tháng 3 năm thứ 17, tại sự dưới giúp đỡ của Chu Thiên Thần Điện, giáo chủ đương đại của Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng Toại đã đột phá hàng rào cảnh giới, bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Đến tận đây, Cửu Thiên Thần Giáo có được hai vị Thánh Hoàng không gian. Xét thấy tính đặc thù của võ giả không gian, Cửu Thiên Thần Giáo lại một lần nữa có thực lực chấn nhiếp các phe, cũng cơ bản gánh chịu nổi thanh danh Chí Tôn Hoàng Đạo. Sau đó, Đông Hoàng Toại tuân thủ ước định, xuất lĩnh tất cả những người ở thần giáo hạ giới tiến về Thiên Trụ Sơn vững chắc dung chuyển hư không, tu sửa tế đàn, vững chắc con đường. Chu Thiên Thần Tôn, Quang Mang Thần Tôn, cường giả hai bên hoàng đạo với nhau liên thủ, liên hợp trấn thủ Thiên Trụ Sơn, uy hiếp Xí Thiên Giới. Cùng lúc đó, Xích Thiên Thần Tôn bí mật du thuyết, rốt cuộc các đế tộc Thiên Khải bọn họ cũng đồng ý cho các hoàng đạo Thương Huyền 2 năm. Trong vòng 2 năm, bọn hắn phải tận hết khả năng kiềm chế tất cả hoàng đạo Thiên Khải, không đi mạo phạm các hoàng đạo Thương Huyền tại Thiên Khải Hoàng Thành. Nhưng, bọn hắn đưa ra điều kiện, khuất nhục, nếu như các hoàng đạo Thương Huyền không thể nào giải quyết triệt để mối nguy hiểm Xí Thiên Giới trong vòng 2 năm, bọn hắn sẽ cân nhắc xé bỏ kéo dài hiệp nghị vài vạn năm, toàn diện tham gia vào Thương Huyền Đại Lục, tự mình giải quyết Xí Thiên Giới. Thiên Khải, Xích Thiên Hoàng Thành. Xích Thiên Thần Tôn đứng phía trước cửa sổ tại tầng trong cùng của Hoàng Cung, tầm mắt buông xuống. Đôi mắt tam đồng không có ánh sáng như thường ngày, hai tay vác tại sau lưng vô ý thức nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt. Ba vị Xích Thiên Thánh Hoàng toàn bộ đứng ở phía sau, còn có Chu Diễm, Vô Thượng Vương và các Thánh Vương, bọn họ cũng đều cung kính đứng ở hai bên. Vẻ mặt của bọn hắn khá nghiêm trọng, ánh mắt vô thần, hãm ở trong suy nghĩ của riêng phần mình mà đau khổ dẫy dụa. Thần Tôn, chúng ta phải đồng ý với hiệp nghị như thế này thật sao? Lão Tổ Thánh Hoàng nhiều tuổi nhất Xích Thiên Thần Triều, Chu Phục Sinh gian nan mở miệng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
Lão Tổ Thánh Hoàng thứ hai, Chu Nguyên Bá nắm chặt nắm đấm. Trước mắt đã có Bắc Thái Đế tộc, Thái Sơ Đế tộc, Hắc Ma Đế tộc, Long tộc, Bạch Hổ Đế tộc, đều biểu thị ra sẽ xé bỏ hiệp nghị, xâm lấn Thương Huyền. Đây là điều kiện để bọn hắn cam đoan trong vòng 2 năm sẽ không gây phiền phức cho hoàng thành chúng ta. Các đế tộc khác tạm thời còn không có nhắc đến vấn đề này, nhưng nếu như 2 năm sau chúng ta không thể bắt lấy Xí Thiên Giới, bọn Bắc Thái đế tộc sẽ triển khai hành động thật, các đế tộc khác khẳng định sẽ theo sát, còn có Hoàng Đạo Hải Vực, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Đến lúc đó, Thương Huyền Đại Lục chúng ta sẽ triệt để biến thành chiến trường, bị Bát Châu Thập Tam Hải liên hợp tàn sát. Chí tôn hoàng đạo chúng ta đều rất có thể lọt vào tập kích, đi đến diệt vong. Tân Thánh Hoàng hơn 300 tuổi, Chu Ngạo Hoàng nói. Thần tôn, mặc dù chúng ta hy vọng đế tộc tám phương có thể ngăn chặn hoàng đạo tại chiến trường Thiên Khải, cho chúng ta thời gian xử lý Xí Thiên Giới, nhưng thật sự không thể nào đồng ý điều kiện như vậy được. Nếu không, một khi Bát Châu Thập Tam Hải xâm lấn Thương Huyền, Xích Thiên Hoàng triều chúng ta sẽ biến thành tội nhân, bị vạn thế phỉ nhổ. Chu Diễm liên tục trần chờ, lên tiếng nói. Thật ra, ta lại cảm giác ngược lại, chuyện còn không có nghiêm trọng như vậy. Bắc Thái đế tộc hẳn chỉ là cho chúng ta áp lực, để cho chúng ta có cảm giác cấp bách, toàn lực ứng phó vây bắt Xí Thiên Giới. Thời gian 2 năm, không dài cũng không ngắn, chỉ cần chúng ta thật sự vây bắt được Xí Thiên Giới, đế tộc không có lý do lại bước vào Thương Huyền. Sắc mặt Chu Phục Sinh trầm xuống, nhắc nhở. Đây không chỉ là vấn đề có thể làm được hay không, đây là hiệp nghị mang tính khuất nhục, là chí tôn hoàng đạo Thương Huyền chúng ta đang muốn thỏa hiệp với đế tộc, là chúng ta tổn hại an nguy Thương Huyền, đang làm giao dịch cùng đế tộc. Chuyện này cùng nỗi nhục mất chủ quyền trong chính lãnh thổ của chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Chu Diễm cúi đầu xuống, không dám giằng co với Chu Phục Sinh, nhưng vẫn kiên trì nói. Nếu như chúng ta không được đế tộc ngầm đồng ý, hoàng thành của chí tôn hoàng đạo chúng ta tại Thiên Khải lúc nào cũng có thể đứng trước uy hiếp, chỉ dựa vào Xích Thiên Thần Triều chúng ta căn bản là ép không được. Không thể nào ổn định cục diện Thiên Khải, chúng ta liền không có đầy đủ tinh lực khai chiến cùng Khương Phàm. Thời gian kéo càng lâu, cục diện Thiên Khải càng ngày càng hỏng bét, càng ngày càng nguy hiểm, Khương Phàm và Xí Thiên Giới lại càng ngày càng mạnh. Một ngày nào đó, Thiên Khải chiến trường bộc phát chiến tranh, Khương Phàm lại thừa cơ phản kích ở hạ giới. Thương Huyền Đại Lục liền thật muốn đổi chủ. Lời Chu Diễm nói làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Bọn hắn từ mâu thuẫn trong lòng nói lên điều kiện với đế tộc, nhưng cục diện bày ở trước mặt bọn hắn thật sự là quá tệ. Trên có Hoàng Đạo Thiên Khải đang nhìn chằm chằm, dưới có Thiên Trụ Sơn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, bên cạnh lại có Xí Thiên Giới đang tấn mãnh trưởng thành. Bọn hắn thật sự không có tinh lực ứng phó ba tuyến. Xích Thiên Thần Tôn nhìn qua phương xa, đồng mâu ba màu trong mắt xoay chậm chậm. Hắn bắt đầu khẩn trương. Chu Diễm phản bác. Vậy tốc chiến tốc thắng. Làm tốt giao dịch cùng đế tộc, sau đó thừa dịp bọn hắn không có kịp phản ứng, giải quyết triệt để Xí Thiên Giới, khống chế Thông Thiên Tháp, sau đó nữa lại là trong thời gian ngắn nhất, dùng Thông Thiên Tháp thay thế trụ trời, một lần nữa xuyên suốt liên hệ giữa hai thế giới. Chu Phục Sinh nghiêm khắc nói. Hồ đồ, ta biết ngươi và Khương Phàm có thù. Nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy như vậy. Làm sao Khương Phàm lại ở lại Xí Thiên Giới? Đám Phượng Hoàng cùng các nhân vật quan trọng kia, lại thế nào có khả năng ở lại Xí Thiên Giới? Thiên Hậu nói Thông Thiên Tháp có thể trên núi Thiên Khải, dưới cùng U Minh. Nếu như chúng ta hủy đi Xí Thiên Giới, đám người Khương Phàm kia lúc nào cũng có thể chui vào U Minh địa ngục, đến lúc đó chúng ta không lấy được Thông Thiên Tháp, liền triệt để mất đi liên hệ cùng Thiên Khải. Nếu như Khương Phàm chạy đến U Minh, tránh 5-3 năm, chẳng phải đế tộc có thể coi đây là cái cớ, xâm lấn Thương Huyền. Chu Diễm có chút kích động, trực diện với Chu Phục Sinh. Lão Tổ, xin thứ cho ta nói thẳng, Khương Phàm khẳng định sẽ ở Xí Thiên Giới, đám người kia của Khương Phàm khẳng định đều ở đó. Coi như bên ngoài xuất hiện bóng dáng Khương Phàm, đó cũng là cố ý ngụy trang. Trong hoàn cảnh như vậy, Khương Phàm cùng đám đỉnh cấp cường giả kia khẳng định đều ở lại Xí Thiên Giới bế quan trưởng thành. Bởi vì khẳng định bọn hắn sẽ không mạo hiểm với chúng ta. Loại tình huống này, chúng ta phải hung ác hơn so với Khương Phàm. Chu Phục Sinh rằng co cùng Chu Diễm. Không nên đánh giá thấp Xí Thiên Giới, hủy nơi đó thì dễ dàng, nhưng muốn bắt sống bọn người Khương Phàm, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Đó là Thiên Trụ Sơn, càng là thế giới không gian mà Xí Thiên Giới hào hứng. Nếu như sụp đổ và hủy diệt,
hình thành thủy triều khó có thể tưởng tượng được, thiên hậu và đám người kia khẳng định sẽ không tiếc cái giá nào để bảo đảm Khương Phàm còn sống chạy trốn. Sau khi Khương Phàm chạy trốn, tất nhiên cũng sẽ đến U Minh địa ngục, đừng quên nơi đó còn có một tu la. Nếu như Khương Phàm nghỉ ngơi 5-3 năm tại U Minh thì sao? Chu Diễm đón ánh mắt nghiêm nghị của Chu Phục Sinh, trầm giọng nói. Nếu như khởi xướng vây bắt, khẳng định là phải nghĩ sâu tính kỹ, cũng sẽ làm tốt quy hoạch kỹ càng, há có thể để Khương Phàm chạy trốn, lại há có thể để Khương Phàm trốn ở U Minh 5-3 năm. Ta lấy một thí dụ đơn giản, trước khi khai chiến, tìm một lý do, lừa gạt đến Xí Thiên Giới, bảo đảm Khương Phàm thật sự đang ở trong đó. Sau khi khai chiến, an bài những không võ của Cửu Thiên Thần Giáo cùng Thiên Cực Giới phong tỏa thâm không, tiếp cận Khương Phàm, bất luận như thế nào cũng không thể để cho hắn chạy trốn. Liền xem như thật có chuyện ngoài ý muốn, để Khương Phàm chạy, vậy bắt sống những huynh đệ và các nữ tử kia của Khương Phàm. Những huynh đệ kia, 5-3 ngày giết một kẻ, ngài nghĩ Khương Phàm có thể đợi ở U Minh. Những nữ tử kia, đưa đến Hoa Lâu, một ngày tiếp 30-50 khách, sắp xếp đội thay phiên liên tục. Ngài nghĩ Khương Phàm có thể đợi ở U Minh. Tầng cao nhất đều là thần triều nhân vật cao quý nhất, tất cả nghe được lời Chu Diễm nói đều không hẹn mà cùng nhíu mày, trong ánh mắt lóe ra vẻ chán ghét. Chu Diễm lại tiếp tục nói. Đừng lại nói nhân nghĩa gì cùng Khương Phàm nữa. Hắn đã bị báo thù kích thích đến phát rồ. Hắn muốn chém tận giết tuyệt đối với toàn bộ hoàng tộc cùng hoàng đạo Thương Huyền, chúng ta nên lấy bạo chế bạo. Chuyện diễn biến đến cục diện bây giờ. Ngoại trừ tất cả hoàng đạo phối hợp bất lợi, năng lực ẩn nấp đặc biệt của Xí Thiên Giới ra, quan trọng nhất chính là chúng ta quá chú trọng cái gọi là mặt mũi. Mà Khương Phàm lại là hoàn toàn lợi dụng điểm ấy. Mặt mo tang thương của Chu Phục Sinh tràn đầy kháng cự, nói. Các hoàng tộc khác có thể không chú trọng mặt mũi, nhưng chúng ta là Xích Thiên Thần Triều, là thần linh trong lòng hàng tỷ con dân, chúng ta là chí tôn hoàng đạo, lại còn là chí tôn hoàng đạo mạnh nhất Thương Huyền, đại biểu cho mặt mũi Thương Huyền. Một ít thủ đoạn quá ác liệt, vẫn. Có thể không cần thì không cần. Chu Diễm không có trực tiếp rằng co cùng Chu Phục Sinh, mà hành lễ với thần tôn, nói. Thủ đoạn ác liệt có thể không cần thì không cần, nhưng khi lúc tối hậu quan trọng vẫn có thể dùng. Ta vẫn kiên trì với ý kiến của ta, cho đến hôm nay, không nên nhìn đúng sai, mà là thấy kết quả. Lão Tổ Thánh Hoàng, Chu Nguyên Bá nói. Chu Diễm nói không sai, đến bây giờ. Không cần thiết lại chú trọng đúng sai, mà là phải nhìn kết quả, toàn Thương Huyền, thậm chí khắp thiên hạ đều đang đợi kết quả. Nhưng, Lão Tổ Phục Sinh lo lắng cũng có đạo lý, Khương Phàm và bọn người thiên hậu hẳn là sẽ không ở lại Xí Thiên Giới, coi như sắp xếp người đi đến điều tra, cũng tra không ra được cái gì. Cưỡng ép vây công Xí Thiên Giới, được không bù mất. Không, Khương Phàm khẳng định đang ở Xí Thiên Giới. Ta và Khương Phàm là cùng nhau trưởng thành, những gì ta hiểu về hắn. Vượt qua bất cứ kẻ nào trong các ngài. Ta dám dùng đầu của ta làm cam đoan, Khương Phàm, Thiên Hậu, tất cả những người quan trọng, đều đang ở trong Xí Thiên Giới. Chỉ cần chúng ta vây bắt Xí Thiên Giới, không chỉ có thể giải quyết triệt để cái pháo đài không gian di động Xí Thiên Giới này, cũng có thể một mẻ hốt gọn đám người ở bên trong. Tựa như ta nói, dự định xấu nhất là Khương Phàm trốn, hoặc là nhân vật quan trọng đều không ở nơi đó. Nhưng đám luyện đan sư cùng niết bàn cảnh trở xuống khẳng định đều ở đó, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy đủ nhiều, nam lột da rút xương, nữ đấu giá hoa lâu, bằng vào những gì ta hiểu về Khương Phàm, khẳng định hắn sẽ chủ động lộ diện. Chu Diễm nhìn khô cạn suy yếu, nhưng thanh âm vang dội, ngữ khí kiên định. Mặc dù tất cả mọi người đều không tin Khương Phàm sẽ ở trong Xí Thiên Giới, nhưng nhìn thái độ của bọn hắn xem ra, Khương Phàm hoàn toàn là lợi dụng điểm ấy. Khẳng định liền núp ở bên trong. Phượng Hoàng yêu tộc, Hỗn Độn chiến tộc, Thiên Hồ hướng gia, Kim Kiêu kiều gia, toàn đều bộ dấu ở chỗ nào? Liền xem như hắn thật sự nhìn lầm, đám người kia của Khương Phàm đều không ở đó, nhưng những luyện đan sư kia của Xí Thiên Giới, khẳng định đều ở đó. Khương Phàm đi ra bên ngoài, không thể nào mang theo những kẻ vướng víu kia. Tóm lại, chỉ cần hủy Xí Thiên Giới, bọn hắn sẽ nắm chặt quyền chủ động. Bọn người Chu Phục Sinh cho rằng Chu Diễm quá cực đoan. Chiến tranh không phải đánh như vậy. Sự vụ Thương Huyền càng không phải nên xử lý như vậy. Đây quả thực là hành vi của thổ phỉ. Nhưng, sau khi bọn hắn mâu thuẫn cùng xoắn suýt, lại không thể không thừa nhận chính là, lần này Xí Thiên Giới giận đụng Thiên Trụ Sơn,
xác thực đã dồn bọn hắn đến đường cùng. Nếu như không thể nào cường thế phản kích, không chỉ có Thiên Khải Hoàng Thành đứng trước nguy cơ, cách cục Thương Huyền Đại Lục cũng đều có thể phát sinh thay đổi. Sau khi trầm mặc kiềm chế một trận, cuối cùng Xích Thiên Thần Tôn cũng đã tỏ thái độ. Đây không phải chuyện một nhà chúng ta có thể quyết định, trước tiên cần trưng cầu ý kiến của Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn. Chu Diễm, người tự mình phụ trách. Cần tuân lệnh Thần Tôn. Chu Diễm phấn chấn, nếu đã giao cho mình, nói rõ Thần Tôn có khuynh hướng nghiêng về ý kiến của mình. Chu Phục Sinh cùng đám người nhắm mắt thần trao đổi, có chút há mồm, cuối cùng vẫn không tiếp tục từ chối. Nếu Thần Tôn đã làm quyết định, bọn hắn chỉ có thể phục tùng và chấp hành. Chu Diễm đang muốn lui ra, lại quay người hỏi. Cần hỏi thái độ của Cửu Thiên Thần Giáo hay không? Xích Thiên Thần Tôn thản nhiên nói. Không cần, chúng ta có thể tiếp nhận bọn hắn đứng vị trí Chí Tôn Hoàng Đạo, nhưng còn không có nhất định xem bọn hắn như Chí Tôn Hoàng Đạo thật sự. Hành động lần này, Xích Thiên Thần Triều úng ta, liên hợp chủ đạo với Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, còn lại, toàn bộ nghe lệnh phối hợp. Chu Diễm lo lắng nói. Nhưng thời điểm cuối cùng vây bắt Xí Thiên Giới, chỉ sợ cần bọn hắn xuất toàn lực, nếu như không cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Chỉ cần hứa hẹn sau đó cho bọn hắn thần vật, bồi dưỡng vị Thánh Hoàng thứ ba, bọn hắn so với ai khác đều ra sức. Xích Thiên Thần Tôn kỳ thật rất không nguyện ý để Cửu Thiên Thần Giáo tiếp tục sinh ra tân Thánh Hoàng, nhưng không thể không cân nhắc toàn diện khi Thương Huyền hao tổn, cùng lực uy hiếp của Chí Tôn Hoàng Đạo sau chiến tranh, cho nên liền dùng bồi dưỡng tân Thánh Hoàng làm dụ hoặc, kích thích Cửu Thiên Thần Giáo toàn lực ứng phó, sau đó lại lợi dụng đội hình Tam Đại Thánh Hoàng không gian của Cửu Thiên Thần Giáo, uy hiếp Hoàng Đạo ngoại vực, cùng Thiên Khải chiến trường. Chu Diễm cung kính lĩnh mệnh. Thần Tôn nói đúng. Ta sẽ đi tìm Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn bàn bạc. Chu Nguyên Bá nói. Ta đi theo ngươi đi, con đường không gian táo bạo bất ổn, thân thể ngươi đã yếu, rất dễ dàng gặp bất trắc. Chu Phục Sinh chờ sau khi Chu Diễm cùng Chu Nguyên Bá đi, lại nhắc nhở. Nếu quả thật muốn hành động, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Thao Thiết Yêu Tộc, Thái Cổ Thần Miếu, Thiên Cực Giới, Cửu Lê Ma Tộc, nơi đó đều cần liên hệ sớm. Trấn Nam Yêu Quốc, Kiếm Hùng Hoàng Triều, Khổng Tước Sơn, Băng Lam Hợp Chủng Quốc, Thanh Bình Hoàng Triều, Thiên Quang Hoàng Triều, Lục Đại Hoàng tộc này đều phải bí mật liên hệ. Chu Ngạo Hoàng cũng nói. Phục Sinh Lão Tổ nói rất đúng, không hy vọng xa vời bọn hắn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, nhưng nhất định phải điều động toàn bộ, còn phải phân phối xong nhiệm vụ giết bao nhiêu, như thế này liền có thể ép bọn hắn không thể không toàn diện đầu nhập vào các hoàng đạo Thương Huyền. Tuyệt đi cơ hội bí mật liên hệ cùng Khương Phàm. Chu Phục Sinh lại nói. Vì để tránh cho bọn hắn sinh ra dị tâm, tại thời điểm liên hệ còn phải lưu lại người làm bạn toàn bộ hành trình, làm uy hiếp. Xích Thiên Thần Tôn thản nhiên nói. Không nôn nóng về những kẻ kia, trước tiên cần xác định thái độ của Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn. Nhất là Quang Mang Thần Tôn, hắn ngay cả hoàng đạo ngoại vực đều rất mâu thuẫn, để hắn đồng ý thỏa hiệp cùng đế tộc. Thật không dễ dàng. Nếu như bọn hắn đều không đồng ý, chuyện hợp tác cùng đế tộc cũng đừng có nhắc lại, nếu như bọn hắn đồng ý. Lại liên hợp thương lượng. Lúc Xích Thiên Thần Tôn nói, trong lòng cũng đã nổi lên mâu thuẫn mãnh liệt. Làm thần triều hoàng đạo, đối với loại giao dịch này luôn có cảm giác nhục nhã mất chủ quyền. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan. Chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết Khương Phàm trong thời gian ngắn. Đế tộc nơi đó liền tính toán không đến bọn hắn. Sau khi Chu Diễm và Chu Nguyên Bá trở lại Thiên Trụ Sơn, lập tức tiếp Quang Mang Thần Tôn trấn thủ ở nơi đó. Quả nhiên, đề nghị của bọn hắn bị Quang Mang Thần Tôn nghe xong tức giận mà quát mắng. Một ít ngôn ngữ loại hình hoa lâu, để vị thần tôn cao ngạo này thực sự khó mà tin được khi sẽ từ trong miệng một vị đã từng là nhân hoàng này nói ra. Giao dịch chấp nhận đế tộc xâm lấn. Càng làm cho hắn cảm giác có phải Xích Thiên Thần Tôn già nên hồ đồ rồi hay không. Sau khi khổ khuyên không có kết quả, Chu Diễm chỉ có thể liên hệ Chu Thiên Thần Tôn đang trấn thủ phương khác. Chu Thiên Thần Tôn kiên quyết không đồng ý, còn nhắc nhở bọn hắn đừng đùa với lửa. Chu Diễm vẫn chưa từ bỏ ý định, ngược lại còn liên hệ Điện Chủ Quang Mang Thần Điện, Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện. Điện Chủ Quang Mang Thần Điện và Chu Thiên Thần Điện đều rất mâu thuẫn với giao dịch như vậy. Chuyện này đối với Chí Tôn Hoàng Đạo bọn hắn mà nói ảnh hưởng quá ác liệt. Nếu như ngay cả bọn hắn đều giao dịch cùng đế tộc,
chẳng phải là luân lạc tới mức giống như bát bộ hoàng đạo rồi. Sở dĩ chí tôn hoàng đạo có thể kiên trì đến bây giờ, không chỉ là có được thần linh cùng nội tình cường hãn, càng là bởi vì bọn hắn tượng trưng cho ranh giới cuối cùng của Thương Huyền. Nếu như bọn hắn đều từ bỏ lằn danh, dân chúng Thương Huyền khẳng định sẽ không còn tôn trọng bọn hắn, hoàng đạo ngoại vực càng sẽ không lại kính sợ bọn hắn. Không có tôn trọng cùng kính sợ, bọn hắn không có danh phận đại biểu cho Thương Huyền. Mà, nếu như bọn hắn thỏa hiệp, chẳng khác nào, làm gương mẫu, cho hậu thế tử tôn, chờ tương lai gặp lại nguy cơ nghiêm trọng, cũng sẽ yên tâm thoải mái thỏa hiệp, bởi vì các vị tổ tiên đã từng làm qua. Có lần thỏa hiệp thứ hai, liền sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Cuối cùng biến thành trạng thái bình thường. Mà nếu thật sự đến ngày đó, ranh giới cuối cùng của Thương Huyền sẽ hoàn toàn không còn nữa, dân chúng chết lặng, ngoại vực không kính sợ, hình tượng Thương Huyền liều chết thủ vệ tổ địa sẽ tan rã tại thiên khải. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là thời điểm đế tộc chân chính chiếm đoạt Thương Huyền. Cho nên, bất luận là Quang Mang Điện Chủ hay là Chu Thiên Điện Chủ, đều không chỉ phản đối, càng là nghiêm khắc bác bỏ, thậm chí là tức giận mà la mắng. Nhưng, khốn cục của bọn hắn rõ ràng đã ở trước mắt. Nếu như không thể nào giải quyết nguy cơ ở thiên khải chiến trường, bọn hắn thật rất khó tập trung toàn bộ tinh lực để xử lý xí thiên giới. Chỉ cần xí thiên giới còn đặt ở thiên trụ sơn, thiên trụ sơn lúc nào cũng có khả năng bị sụp đổ, chí tôn hoàng đạo liền cần một mực tiếp cận nơi này, mà Khương Phàm thì có thể tùy ý công đoạt bất kỳ bên nào, thậm chí tùy ý đi ra bên ngoài hội minh với một ít hoàng tộc, thay đổi cách cục chỉnh thể của Thương Huyền. Một bên mâu thuẫn, một bên khẩn trương. Chu Thiên Điện Chủ, Quang Mang Điện Chủ đều lâm vào bên trong xoắn suýt đau đớn. Tức giận qua đi, Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn cũng đang yên lặng ngóng nhìn xí thiên giới tỉnh táo lại. Rốt cuộc là thủ vững ranh giới cuối cùng, hay là thử mạo hiểm? Nếu như tiếp tục thủ vững, hy vọng phá cục của bọn hắn nằm ở đâu, bọn hắn còn phải chật vật bao lâu? Nhưng nếu như mạo hiểm, bọn hắn sẽ phải bàn giao như thế nào với lương tâm, bàn giao như thế nào với hậu thế? Kỷ nguyên năm thứ 17, cuối tháng 4, trải qua hơn 20 ngày du thuyết, Chu Thiên Điện Chủ, Tần Thiên Hồng cùng Quang Mang Điện Chủ, Bùi Thế Cẩm thỏa hiệp trong đau đớn. Đầu tháng 5, Chu Thiên Thần Tôn thỏa hiệp. 3 ngày sau, Quang Mang Thần Tôn từ bỏ kiên trì, giữa ranh giới cuối cùng và vận mệnh Thương Huyền, hắn lựa chọn Thương Huyền. Nhưng, hai vị thần tôn đồng loạt đưa ra điều kiện. Lập tức, giao dịch có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể công khai với bên ngoài. Đây chỉ là giao dịch bí mật thuộc về đế tộc cùng tam đại chí tôn hoàng đạo Thương Huyền, không phải đến giai đoạn cuối cùng, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Mà thời gian, phải kéo dài đến 5 năm. Chu Diễm, Quang Mang Điện Chủ Bùi Thế Cẩm, Chu Thiên Điện Chủ Tần Thiên Hồng, làm đặc sứ mật ước của tam đại chí tôn hoàng đạo, liên hợp đăng lâm thiên khải chiến trường, tuần tự bí mật bái phỏng các đế thành của Bắc Thái đế tộc, Thái Sơ đế tộc, Long tộc, Bạch Hổ đế tộc, cùng Hắc Ma đế tộc. Mỗi chỗ đàm phán đều không thuận lợi, cũng gặp phải khó dễ, nhưng sau 2 tháng, cũng là vào ngày 17 tháng 7, cuối cùng đại biểu các nơi vẫn đạt thành mục đích, cũng tiến hành mật ước cuối cùng tại Thái Sơ Đế Thành, chính thức ký kết ảnh hưởng to lớn ở đời sau, cũng triệt để dẫn bạo giao dịch tội ác loạn chiến tại Thương Huyền. 1. Ngũ phương đế tộc ra mặt, ước đàm với đế tộc khác, cùng nhau áp chế Bát Châu Hoàng Đạo, tại trong vòng 3 năm không đắc dụng bất cứ phương thức nào uy hiếp đến hoàng thành của tứ đại chí tôn hoàng đạo Thương Huyền. Tứ đại chí tôn hoàng đạo phải trong vòng 3 năm, toàn diện giữ vững thủ thế, không được bước chân vào bất cứ lãnh địa không liên quan nào ở thiên khải chiến trường. Thứ hai, trong vòng 3 năm chí tôn hoàng đạo Thương Huyền phải giải quyết triệt để Khương Phàm, ổn định cục diện Thương Huyền, cũng trùng kiến vạn đạo thần giáo, cho phép thao thiết yêu tộc tái nhập Bắc Địa, thái cổ thần miếu trọng trưởng Tây Nam. Nhưng trong vòng 3 năm, đế tộc tuyệt đối không thể tự tiện nhúng tay sự vụ Thương Huyền, càng không được dùng bất cứ phương thức nào, uy hiếp mỗi một tấc lãnh địa của Thương Huyền đại lục. Thứ ba, lần mật ước này sẽ không công bố ra ngoài, nhưng phải dùng đế huyết của đế quân, thần huyết của tam đại chí tôn, cùng nhau ký kết, để bảo đảm hai bên nghiêm ngặt chấp hành. Ngày cuối cùng của tháng 7, đế huyết, thần huyết, toàn bộ đưa đến Bắc Thái Đế Thành, cuối cùng mật ước giao dịch cũng được ký kết. Thời gian chấp hành cụ thể, đẩy trễ một tháng, tức là vào 7 ngày mùng 1 tháng 9, kỷ nguyên năm 10, thời gian kết thúc cuối cùng là ngày mùng 1 tháng 9, kỷ nguyên năm 20. Mật ước đặc biệt ghi chú. 1. Nếu như trong lúc thực hiện mật ước đó,
đế tộc không thể thực hiện ước định, 30.000 năm sau này, tuyệt đối không đặt chân đến Thương Huyền Đại Lục. Thứ hai, nếu như sau khi ngày mùng 1 tháng 9 kỷ nguyên năm 20 kết thúc, Thương Huyền vẫn không thể giết được Khương Phàm, thanh trừ xí thiên giới, đế tộc ngũ phương sẽ công khai mật ước, cũng toàn diện tham gia vào Thương Huyền. Nhưng, không được tổn hại hoàng đạo khác, không được xâm chiếm lãnh địa khác, không được uy hiếp dân chúng bình thường, mục tiêu chỉ là Khương Phàm cùng những thứ phụ thuộc hắn. Thứ ba, nếu như các hoàng đạo Thương Huyền giết được Khương Phàm, xử lý được xí thiên giới, thì mật ước sẽ được tiêu hủy trước tiên, cũng tôn trọng quyền trưởng khống của Xích Thiên Thần Triều, Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, cùng Cửu Thiên Thần Giáo đối với Thương Huyền. Vào ngày đầu tiên của tháng 8, Chu Diễm, Bùi Thế Cẩm, Tần Thiên Hồng, mang lên mật ước rời khỏi Bắc Thái Đế Thành, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thương Huyền Đại Lục. Chỉ là, Chu Diễm tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi bọn hắn đi, đại biểu của ngũ phương đế tộc cũng không hề rời khỏi, mà là tiến hành mật hội thứ hai, ký kết phần mật ước thứ hai. Nội dung mật ước rất đơn giản, mật lệnh thiên cực giới, cửu lê ma tộc, thái cổ thần miếu, dùng phương thức ổn thỏa đảo loạn Thương Huyền, tận hết khả năng thời gian ngộ hại kéo dài Khương Phàm đến 3 năm sau, làm chuẩn bị cho tứ phương đế tộc tham gia toàn diện vào Thương Huyền Đại Lục. Sau khi bọn người Chu Diễm trở về, Xích Thiên Thần Tôn, Quang Mang Thần Tôn, Chu Thiên Thần Tôn ngũ vị tạp trần ở trong lòng. Cuối cùng vẫn ký kết mật ước. Mặc dù ba đầu ghi chú phía sau miễn cưỡng xem như bảo vệ mặt mũi bọn hắn. Nhưng, thế sự khó liệu, chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh, nếu như không thể nào xử lý sạch Khương Phàm trong thời gian ước định, mật ước chiêu cáo thiên hạ, ba bên chí tôn hoàng đạo bọn hắn sẽ biến thành tội nhân Thương Huyền, sẽ bị hậu thế phỉ nhổ. Thương Huyền thủ vững địa vị độc lập 30.000 năm sẽ triệt để bị đánh vỡ, bị bát châu chia cắt. Nhưng mật ước đã ký kết, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể toàn lực ứng phó, mà tốt nhất là phải diệt trừ Khương Phàm trong thời gian ngắn nhất. Việc cấp bách, cũng là quan trọng nhất, vây bắt xí thiên giới. Lấy phương thức tập kích, tập kết toàn bộ cường giả Thương Huyền, nhất cử tiêu diệt xí thiên giới. Nếu như Khương Phàm ở bên trong, tất cả đều vui vẻ, nhanh chóng khống chế trèo lên thông thiên tháp, trọng lập đăng thiên đại đạo. Nếu như Khương Phàm không tại xí thiên giới, cũng muốn hủy tòa kia pháo đài di động, sau đó trong khống chế thủ binh, bức bách Khương Phàm đến Xích Thiên Hoàng Triều quyết chiến. Ngày mùng 9 tháng 8, sau khi cường giả Thái Cổ Thần Miếu tiếp nhận chỉ lệnh thì liền rời khỏi Thái Miếu Hoàng Thành, rời khỏi Thiên Khải từ Thiên Môn Tây Nam, vượt qua Thái Sơ Đại Lục, lao tới Thương Huyền. Sớm tại 10 tháng trước, cũng chính là sau khi cường giả Thái Cổ Thần Miếu trốn về Hoàng Thành, rất nhanh đã bắt được liên lạc cùng Thái Sơ Đế Tộc, hai bên một lần nữa ký kết liên minh phụ thuộc. Thái Cổ Thần Miếu nguyện ý tiếp nhận Thái Sơ Đế Tộc điều khiển trong vòng ngàn năm, Thái Cổ Thần Miếu thì trợ giúp Lão Tổ Thánh Vương của Hạo Gia, Hạo Ngọc Thành kích phát huyết mạch tiềm lực, dùng thần huyết cưỡng ép đẩy lên cảnh giới Thánh Hoàng. Bây giờ đạt được chỉ lệnh, Hạo Ngọc Thành vừa vặn đã đột phá, tự mình dẫn hai vị Thánh Vương tinh thần, ba vị Thánh Linh không gian, lao tới chiến trường Thiên Trụ Sơn. Sau khi Thao Thiết Yêu tộc đạt được chỉ lệnh từ Bạch Hổ Đế tộc, bọn chúng cũng đã từ giáng lâm Thiên Môn Bắc Bộ, vượt qua Bạch Hổ Đại Lục, lao thẳng đến Thương Huyền Bắc Địa. Trước đó, mấy triệu Thao Thiết may mắn còn sống sót, cũng là đàn thú tinh nhuệ nhất của Thao Thiết Yêu tộc, toàn bộ bị hai vị Thánh Vương, ba vị Thánh Linh cùng sáu vị Bán Thánh nuốt sống, lắng đọng huyết hồn đan, kích phát tiềm lực. Bạch Hổ Đế tộc cung cấp tài nguyên rộng lượng, thậm chí là thần cốt. Cuối cùng bồi dưỡng được đội hình siêu cường là một vị tân tấn Thánh Hoàng, một vị Thánh Vương đỉnh phong, một vị Thánh Vương mới, cùng tám vị Thánh Linh. Đây là thực lực sau cùng của bọn chúng, cũng nhất định phát động một trận điên cuồng sau cùng. Trong lúc này, Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều, cũng bắt đầu bí mật liên hệ Trấn Nam Yêu Quốc và các hoàng tộc.